Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 43. Richard mang theo bị trừng phạt tâm tính trở lại chư thần phòng thí nghiệm. Kết quả người lãnh đạo trực tiếp an ủi, không có việc gì. Người đối phó không được bọn hắn bình thường. Còn có người thuần năng lượng thể liền cái này. Người lãnh đạo trực tiếp một câu để Richard không cách nào phản bác, lại có thụ sỉ nhục. Đây là thuần năng lượng thể lần thứ nhất thực chiến, lại hoàn toàn không có biểu hiện ra thống trị lực tới. Xin ngài yên tâm, thuần năng lượng thể còn thuộc về thí nghiệm giai đoạn, ta chắc chắn chế tạo ra một cái hoàn mỹ vật thí nghiệm ra tới. Người lãnh đạo trực tiếp nâng đỡ kính mắt, cười lạnh nói, tùy ngươi tiểu đả tiểu nháo đi. Ngược lại là phòng thí nghiệm sắp thành công một cái hạng mục. Đến lúc đó có thể để cho các quốc gia thần phục đồ vật. Ha 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 ha. Richard kinh hãi, thân thể rung động. Nguyên lai mình thuần năng lượng thể kế hoạch tại chư thần phòng thí nghiệm trong mắt chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Còn có bọn hắn đến tột cùng nghiên cứu xảy ra điều gì? Vậy mà để hắn tự tin như vậy. Nhìn ra Richard ý nghĩ, hắn âm thanh lạnh lùng nói, đây là phòng thí nghiệm kế hoạch tuyệt mật, người còn không có tư cách tham dự. Trừ phi ngươi có thể giải quyết trước mắt đá mặt trời vấn đề. Câu nói này để Richard có thụ cổ vũ. Hắn nhất định phải tiếp xúc đến chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm. Lúc đầu tiếp xuống liền phải đem Lý Văn Hải những người này kéo tới thí nghiệm. Hiện tại vẫn là phải tạm dừng, tiếp tục cải tiến. Chấm. Thời khắc này Diệp Quân Lâm đã cùng Kỳ Lân bọn hắn tụ hợp. Cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Diệp Quân Lâm cười cười. Trước kia mang theo đám người đánh trận thời điểm, những sự tình này không làm thiếu. Thậm chí nói là xe nhẹ đường quen. Bất quá bây giờ là địch nhân biến, thủ đoạn càng nhiều. Nhưng tất cả mọi người chịu đựng. Diệp Quân Lâm vuốt cằm nói, dạng này không được, một mực cất giấu phải giấu tới khi nào. Vậy làm sao bây giờ? Có người hỏi. Kỳ Lân cùng Chu Tước đồng thời nói, tiêu hao đá mặt trời. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, đúng à. Nếu là nguồn năng lượng vật chất, chúng ta cũng trực tiếp lấy ra dùng. Nó có chư thần phòng thí nghiệm, ta cũng làm cái phòng thí nghiệm. Đây là Diệp Quân Lâm kế hoạch. Hắn muốn tập hợp hết thảy tài nguyên, đến làm một cái có thể đối kháng chư thần phòng thí nghiệm. Liền cùng Văn Lôi lúc trước thần long thí nghiệm khoa học kỹ thuật căn cứ đồng dạng. Nói làm liền làm. Dù là Diệp Quân Lâm núp trong bóng tối, muốn thành lập một cái phòng thí nghiệm vẫn là rất dễ dàng. Tài chính, tài nguyên. Nhân viên kỹ thuật những cái này Diệp Quân Lâm đều nhất nhất thu xếp. Nguồn năng lượng vật chất cùng tài nguyên những cái này hắn đến làm. Về phần nhân viên kỹ thuật, chủ yếu từ đại hạ các nơi lung lạc tìm kiếm. Lại cùng một chút cỡ lớn khoa học kỹ thuật xí nghiệp hợp tác. Ví dụ như Văn Gia vân vân. Chính yếu nhất chính là có thể tìm cái người phát ngôn, đến mặt ngoài làm hết thảy. Người này viên Diệp Quân Lâm đã tìm xong. Áo vải sát thần. Chấm. Những ngày tiếp theo, ngược lại là bình tĩnh. Diệp Quân Lâm một phương diện sắp xếp phòng thí nghiệm, một mặt là đang nghĩ biện pháp như thế nào đối phó thuần năng lượng thể. Phòng thí nghiệm rất nhanh liền sắp xếp lên. Văn gia toàn lực trợ giúp, còn có Kim Cảng đảo Đổ Vương gia tộc những cái này cũng trợ giúp. Tăng thêm áo vải sát thần né tránh ở bên trong, đại hạ các phương đều có tham dự lại giữ bí mật. Tận sức tại vũ khí hiện đại cùng khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Đặt tên là Côn Luân Công nghiệp. Giai đoạn trước khẳng định là hạng người vô danh, vụng trộm phát triển. Đợi đến bị chư thần phòng thí nghiệm chú ý tới, đoán chừng Côn Luân Công nghiệp đã phát triển đến kích thước nhất định. Côn Luân Công nghiệp thành lập sau đệ nhất kiện đại sự chính là như thế nào lợi dụng đá mặt trời nguồn năng lượng. Tại đông đảo khoa học kỹ thuật nhân viên nghiên cứu một chút, rất nhanh đá mặt trời chuyển hóa thành nguồn năng lượng. Quả nhiên khủng bố. So với cái khác nguồn năng lượng vật chất mạnh hơn rất nhiều. Có thể đề cao lớn hiệu suất, tăng tốc nghiên cứu tốc độ. Một tháng thời gian Côn Luân Công nghiệp liền đường đường chính chính đưa vào sử dụng. Côn Luân Công nghiệp điên cuồng lúc nghiên cứu, Richard bên này thuần năng lượng thể cũng đang nghiên cứu. Đã lấy được rất không tệ thành quả. Richard không còn câu nệ tại số lượng, mà tại chất lượng. Hôm nay, người thí nghiệm là Lý Văn Hải, hắn thành công. Làm Lý Văn Hải sau khi thành công, toàn bộ phòng thí nghiệm lan tràn đáng sợ uy áp. Phảng phất thần giáng phút cuối cùng. Nhìn xem thành công Lý Văn Hải, Richard là tương đương hài lòng. Thành công rất nhiều thuần năng lượng thể, rốt cục có cái ra dáng. Hứa Chính Kiệt ý nghĩ là đem mình biến thành vượt lên trên chúng sinh thần.
một cái ý niệm liền có thể mẫn diệt chúng sinh thần. Nhưng Richard đánh tạo nên kỳ thật trừ bất tử bất diệt đặc chất bên ngoài, chính là có siêu cường lực lượng thôi. Hiện tại Lý Văn Hải rốt cục giống điểm bộ dáng. Cùng Hứa Chính Kiệt so ra kém xa, nhưng cuối cùng có cái loại cảm giác này. Kiểm tra. Richard lại thu xếp kiểm tra, nhìn xem Lý Văn Hải hiện tại sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoàn tất thi kiểm tra về sau, Richard rất hài lòng. Lý Văn Hải hiện tại thật đáng sợ. Đồng thời ngay lập tức hướng người lãnh đạo trực tiếp báo cáo. Kết quả đạt được ngợi khen. Không sai, tiếp tục cố gắng. Vẻn vẹn một câu, để Richard hưng phấn không thôi. Bởi vì cái này phòng thí nghiệm còn có thể tăng lên thêm một bước. Nói cách khác có thể đến gần vô hạn Hứa Chính Kiệt. Tăng thêm có chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm kỹ thuật duy trì, cung cấp cùng Hứa Chính Kiệt độc nhất vô nhị phát hiện siêu năng lạp tử không sai biệt lắm lạp tử. Richard liền không tin chế tạo không ra cùng Hứa Chính Kiệt đồng dạng. Chấm. Lý Văn Hải các hạng khảo nghiệm qua về sau, Richard tuyệt không tận lực khống chế tư tưởng của hắn. Trừ thời khắc mấu chốt có thể hoàn toàn khống chế Lý Văn Hải, lúc khác bỏ mặc hắn tự do hoạt động. Ngươi bây giờ liền về đại hạ đi, ngươi nhiệm vụ đâu? Richard vậy mà để Lý Văn Hải về đại hạ. Chờ người nhà của ngươi toàn bộ thí nghiệm hoàn tất, toàn bộ đều về đại hạ. Chấm. Mặt khác một tháng này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế là tại các nơi trên thế giới gây nên sóng to gió lớn. Nhất là đối với một chút cổ xưa thế lực đến nói. Bọn hắn đều cùng như bị điên, bốn phía tìm kiếm một người. Đáng sợ nhất chính là tại đại hạ. Thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc giám sát đến có rất nhiều yên lặng quá lâu cổ xưa thế lực ngo ngoe muốn động. Dù là thời đại này phát sinh nhiều chuyện như vậy, đều không có ảnh hưởng đến những cái này cổ xưa thế lực. Nhắc tới chút cổ xưa thế lực có bao nhiêu cổ xưa, có bao nhiêu đáng sợ. Có thể để cho thiên sách phủ như thế oanh động. Bởi vì, có chút cổ xưa thế lực tồn tại so thiên sách phủ còn muốn lâu đời, thậm chí có thể sánh vai Bảo Long nhất tộc lịch sử. Liền thiên sách phủ bọn hắn đều tại kiêng kỵ cổ xưa thế lực. Bọn hắn thật yên lặng đến để người quên đi. Thiên sách phủ một trận đều cho rằng bọn họ không tồn tại, biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Nhưng hiện tại bọn hắn lại có xuất thế dấu hiệu. Tựa hồ có chút cổ xưa thế lực lặng lẽ phái người nhập thế, không biết đang tìm cái gì. Cái này khiến thiên sách phủ khẩn trương không thôi. Vội vàng phái người truy cứu lại là chuyện gì? Tại toàn các nơi trên thế giới đều có xảy ra chuyện như vậy. Một số chủng tộc cổ xưa thế lực ẩn ẩn có ngoi đầu lên dấu hiệu. Bọn hắn cũng đang tìm cái gì? Cái này khiến một chút quốc gia cơ cấu có chút nghi hoặc. Dù là chiến ưng quốc thiên thuẫn cục cũng phát giác được loại này sự tình phát sinh. Bọn hắn cũng đang nghi ngờ. Đến cùng là cái gì để toàn thế giới các lớn cổ xưa thế lực ngo ngoe muốn động? Lệnh bài. Ngày ấy Diệp Quân Lâm trên thân rơi xuống lệnh bài. Ngày ấy Hỏa Vân Tà Thần sau khi thấy, làm ra kỳ quái cử động. Không biết lệnh bài cùng cổ tịch bị chụp hình thượng truyền đến ám võng thượng tầng tầng mã hóa một cái giao diện. Cái này tầng tầng mã hóa giao diện thiên sách phủ, thiên tuấn cục những cái này đều không thể tiến vào. Chỉ có cực thiểu số cổ xưa thế lực có thể đi vào. Bọn hắn khi nhìn đến lệnh bài hình ảnh về sau, cùng Hỏa Vân Tà Thần phản ứng đều là giống nhau. Rung động. Không thể tưởng tượng nổi. Giống như là phát hiện trước nay chưa từng có đồ vật đồng dạng. Hiển nhiên bọn hắn nhận ra lệnh bài. Biết lệnh bài này ý vị như thế nào. Cho nên những cái này cổ xưa thế lực đều ngo ngoe muốn động, từng cái ló đầu ra đến, điên cuồng đi tìm người. Đi tìm nắm giữ lệnh bài người. Cũng chính là Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm chính mình cũng không biết, hắn vậy mà trở thành tập trung điểm rồi. Không biết có bao nhiêu người đang tìm hắn. Đây chính là lệnh bài màu đen đưa tới phản ứng dây chuyền. Trước mắt chỉ có Hỏa Vân Tà Thần biết lệnh bài người nắm giữ là ai. Cũng biết hắn cụ thể thân phận. Hỏa Vân Tà Thần cũng biết toàn các nơi trên thế giới cổ xưa thế lực động tác lớn. Thật sự là không nghĩ tới hắn còn sống. Hắn còn có truyền nhân. Hỏa Vân Tà Thần lệ nóng doanh tròng. Phảng phất có thể nghe được vị này tin tức, hắn đời này liền thỏa mãn. Lần này trời muốn thật biến. Hỏa Vân Tà Thần thở dài một tiếng. Chỉ có hắn hiểu được lệnh bài kia vừa ra tới ý vị như thế nào. Lệnh bài mới ra, các nơi cổ xưa chủng tộc thế lực thật muốn ra tới. Thế giới này kỳ thật chân chính thủ hộ trưởng khống chính là những cái này cổ xưa chủng tộc thế lực. Bọn hắn là thế giới này chân chính truyền thừa căn nguyên chỗ.
ví dụ như công pháp, ví dụ như thuật pháp vân vân. Bọn hắn mới thật sự là đầu nguồn. Về phần trước đó chúng thần ước hẹn ước thúc những cái kia cường giả, đều là chút gà đất chó sành thôi. Những người này hơn phân nửa là tổ tiên đạt được một chút phá công tàn quyền, coi như thánh pháp thần công tới tu luyện. Thật tình không biết kia cũng là chút cổ xưa chủng tộc thế lực ra lông mà thôi. Hoặc là nói vứt bỏ không muốn tạp vật. Hỏa vân tà thần cười lạnh một tiếng. Hắn rất chờ mong những cái này cổ xưa thế lực hiện thân, đến lúc đó sẽ rất thú vị. Chấm. Chư thần phòng thí nghiệm nơi nào đó trong căn cứ. Tổng cộng có 4 người. Một người trong đó chơi lấy một tay bài poker bên trên in thẳng hề đánh dấu. Hắn thỉnh thoảng phát ra kiệt ngạo tiếng cười, rất là làm người ta sợ hãi. Còn có một người là Richard, người lãnh đạo trực tiếp. Bọn hắn ngay tại thương thảo một sự kiện. Chính là gần đây các phương cổ xưa thế lực chủng tộc dị động. Chư thần phòng thí nghiệm thế lực khổng lồ như thế tự nhiên cũng phát hiện. Đến cùng là nguyên nhân gì? Một người trong đó hỏi. Trước mắt không biết, nhưng nghe nói tựa như là ám võng bên trên thả ra thứ gì. Nhưng ám võng đặc biệt mã hóa bản khối, chúng ta cũng vào không được. Chúng ta phòng thí nghiệm nhiều như vậy hacker cũng không được à? Còn vào không được sao? Các ngươi biết sao? Ám võng người tạo ra thế nhưng là danh xưng hacker thượng đế ra hỏa. Có hắn tại, không có hacker có thể công phá, sợ rằng chúng ta cũng không được. Chấm. Kỳ quái, nhiều như vậy cổ xưa chủng tộc làm sao lại lúc này xuất hiện rồi. Lúc trước chúng ta phòng thí nghiệm thiết lập hạ chúng thần ước hẹn. Những cái này cổ xưa chủng tộc thế lực đều một cái không có xuất hiện. Nguyên lai chúng thần ước hẹn chính là chư thần phòng thí nghiệm lập hạ. Chư thần phòng thí nghiệm kỳ thật tồn tại rất thời gian lâu dài, tại toàn thế giới không có bắt đầu công nghiệp khoa học kỹ thuật thời điểm liền đã tồn tại. Chư thần phòng thí nghiệm vì càng nhanh càng hữu hiệu phát triển, đặc biệt thiết hạ chúng thần ước hẹn, hạn chế toàn các nơi trên thế giới cường giả. Dạng này chư thần phòng thí nghiệm ít đi rất nhiều trở ngại, để bọn hắn nhanh chóng phát triển. Cho nên chư thần phòng thí nghiệm có hiện tại cường độ, cùng chúng thần ước hẹn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chấm. Chơi lấy thằng hề bài poker đình chỉ tiếng cười, âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì chúng thần ước hẹn cũng không có chạm tới cổ xưa chủng tộc thế lực lợi ích. Không phải bọn hắn sớm nhảy ra đối phó chúng ta. Richard người lãnh đạo trực tiếp gật gật đầu, đúng, không sai. Chúng thần ước hẹn cuối cùng không có dính đến ích lợi của bọn hắn. Còn thiếu rất nhiều tư cách, bây giờ những cái này cổ xưa chủng tộc thế lực ngo ngoe muốn động, sợ là có đồ vật gì gây nên chú ý của bọn hắn, hoặc là uy hiếp được bọn hắn. Đám người thở dài, duy chỉ có chúng ta không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta phòng thí nghiệm lực khống chế còn chưa đủ, còn phải tiếp tục tăng cường. Đúng vậy à, ám võng vậy mà đều biết chuyện này, chúng ta nhưng lại không biết. Richard cấp trên vẻ mặt nghiêm túc nói, tiếp xuống chúng ta vẫn là được nhiều cần nhìn chằm chằm những thế lực này một điểm, nhất định có thể biết dấu vết để lại. Kỳ thật chúng ta có thể những cái này cổ xưa chủng tộc hợp tác hoặc là đàm phán. Như thế bí mật này chúng ta chẳng phải sẽ biết rồi. Một mực không có lên tiếng nữ tính đưa ra đề nghị. Đám người đôi mắt bên trong đều là sáng lên. Biện pháp tốt, ta cái này sắp xếp người đi câu thông. Làm toàn thế giới các lớn cổ xưa chủng tộc thế lực tìm kiếm Diệp Quân Lâm. Giờ phút này hắn đang lúc bế quan, như thế nào đối phó thuần năng lượng thể. Đừng nói chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm. Hiện tại thuần năng lượng thể chính là vắt ngang phía trước một tòa núi lớn. Diệp Quân Lâm nhất định phải làm rơi. Không thể không nói Diệp Quân Lâm rất yêu nghiên cứu, cũng rất có thiên phú. Sư phụ để lại cho cấm kỵ của hắn thuật hắn bắt đầu từng môn nghiên cứu. Đã cấm kỵ thuật không thể dùng. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế nghiên cứu biến chủng ra tới. Dựa vào cấm kỵ thuật, sáng tạo ra mình đồ vật ra tới. Sư phụ nói cấm kỵ thuật không thể dùng. Nhưng hắn mình đồ vật có thể a. Hiện tại không có ai biết Diệp Quân Lâm ở nơi nào. Liền Thanh Long bọn hắn cũng không biết. Diệp Quân Lâm nhiệm vụ cho bọn họ phát triển Côn Luân công nghiệp, nhìn chằm chằm chư thần phòng thí nghiệm. Một bên khác, Lý Văn Hải đã trở lại đại hạ. Đứng tại Giang Bắc thổ địa bên trên, Lý Văn Hải rộng mở hai tay, một cỗ đáng sợ khí thế kinh khủng tại lan tràn. Phảng phất vương giả giáng lâm. Bước vào Lý gia đại môn. Gây nên oanh động cực lớn. Bây giờ Lý gia vẫn là cùng lúc trước Tây Thục môn phiệt xen lẫn trong cùng một chỗ. Lúc đầu không ai bì nổi Lý gia, ở thời đại này biến về sau, cũng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế.
Dù sao cường giả như mây, Tây Thục môn phiệt cấp bậc này đều thành sâu kiến. Vạn nhất đắc tội ai, trực tiếp sẽ bị diệt. Lý Tử Nhiễm cùng Quân Quân tin tức hoàn toàn không có, nhất là Nhập Thiên Sách Phủ, đây là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Bọn hắn không dính nổi quang không nói, liền tin tức cũng không biết. Cái gì, Văn Hải trở về rồi. Lý Thiên Hạo cùng Lão Thái Thái sau khi nghe được, lập tức vọt ra. Những người khác cũng một cái tiếp một cái ra tới. Liền Ngô Học Lan Triệu Kiến Quốc bọn hắn cũng đều đến. Nghe được Lý Văn Hải trở về, coi là những người khác trở về. Đối với Lý Văn Hải đám người này, tất cả mọi người chỉ coi là chết rồi. Dù sao bị Chiến Ưng Quốc lưu vong, không thuộc ở trên cái thế giới này bất kỳ quốc gia nào cùng khu vực. Bọn hắn cùng dã nhân đồng dạng. Cùng chết không có gì khác biệt. Hiện tại trở về, mọi người tự nhiên cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn thấy Lý Văn Hải, tất cả mọi người cảm thấy Lý Văn Hải không giống. Càng giống là vô tình máy móc đồng dạng. Quá lạ lẫm. Văn Hải ngươi trở về rồi. Văn Bay bọn hắn đâu? Tùng Khuê Mộng Nguyệt bọn hắn đâu? Lý Thiên Hạo cùng Lão Thái Thái còn tại nhìn đằng sau. Bọn hắn còn muốn nhìn thấy nó con cháu của hắn. Đúng a, chúng ta người Triệu ra đâu? Ngô Học Lan bọn hắn gấp gáp hỏi. Lý Văn Hải cười lạnh nói, yên tâm đi, phía sau bọn họ sẽ lục tục trở về. Lý Văn Hải biết Richard kế hoạch. Sau đó những người kia sẽ từng cái thí nghiệm thành công, sau đó sẽ bị phái đến đại hạ tới. Thật sao, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Đám người gấp gáp hỏi. Lý Văn Hải cười cười, bọn hắn ngay tại gặp được nhân sinh ở trong lớn nhất ban ân. Tại cải tạo nhân sinh của bọn hắn, một khi bọn hắn thành công, đại hạ đều muốn biến thiên. Lý Văn Hải rất hưởng thụ loại này trưởng khống hết thảy cảm giác. Ngươi tự tiện trở về đúng hay không? Ta nhớ được đại hạ còn có lệnh cấm, các ngươi loại người này làm không thể tiến vào đại hạ. Tây Thục Hoàng không khỏi quát lớn. Đúng a, có lệnh cấm, không có lệnh cấm ngươi không thể tới đại hạ, nói không chừng sẽ đem chúng ta đều hại. Tây Thục môn phiệt những người khác cũng rối rít hùa theo. Cái này khiến Lão Thái Thái bọn người nhớ tới còn có lệnh cấm chuyện này. Lý Văn Hải sắc mặt chậm rãi biến, trở nên dữ tợn mà khủng bố. Thật sao, lệnh cấm sao, ha ha. Lý Văn Hải cười lạnh một tiếng, tay phải khẽ hấp, mười mấy mét bên ngoài Tây Thục Hoàng mất khống chế bị hắn hút tới trước người. Răng rắc, trực tiếp vặn gãy cổ. Tây Thục Hoàng chết. Răng rắc, kế tiếp, Tây Thục đệ nhất cao thủ Đường Bắc Đạo. Lý Văn Hải bắt đầu loạn giết. Tây Thục môn phiệt những cao thủ từng cái bị nàng giết chết. Trong đại viện, tất cả mọi người dọa sợ. Đã từng các ngươi đối ta khoa tay múa chân, ta sớm muốn giết các ngươi. Lý Văn Hải khí thế như cầu vồng, ma thần giáng lâm, toàn bộ đại hạ ai có thể làm gì được ta. Lý Văn Hải khí thế đáng sợ bày ra, liền chấn nhiếp toàn trường. Kia là như thần tồn tại. Tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn. Lý Văn Hải làm sao trở nên khủng bố như vậy rồi? Cái này khí thế đáng sợ là muốn bao phủ toàn bộ Giang Bắc A. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Không phải bị lưu vong sao? Đây cũng quá đáng sợ. Bây giờ thời đại này, mọi người cái dạng gì cường giả đều gặp. Thế nhưng là Lý Văn Hải cái này mạnh đến mức đáng sợ. To lớn khí thế kinh động Giang Bắc các nơi siêu cấp cường giả. Nhao nhao chạy đến. Bây giờ thời đại biến. Đại hạ các nơi đều có cường giả đóng giữ, vì chính là tại đột phát tình huống lúc kịp thời xuất hiện giải quyết vấn đề. Bọn hắn là Thiên Sách Phủ cùng Viêm Long Vệ thống nhất an bài. Bọn hắn được gọi chung là thủ hộ giả. Tại biết Giang Bắc dị biến về sau, Giang Bắc tất cả thủ hộ giả đều trong lúc nhất thời chạy đến. Người nào, dám đến Giang Bắc làm càn? Thủ hộ giả đi vào đồng thời quát lớn. Chấm. Cái gì, làm trái lệnh cấm tiến vào đại hạ, còn giết nhiều như vậy người? Cầm xuống. Thủ hộ giả nhóm tìm hiểu tình huống về sau, liền trực tiếp ra tay, muốn đem Lý Văn Hải cầm xuống. Lý Văn Hải lộ ra tàn nhẫn bạo lực nụ cười, muốn chết. Sau đó biến thành một trận đơn phương đổ sát. Vô luận thủ hộ giả mạnh bao nhiêu, nhưng tại Lý Văn Hải trong tay cùng tay trói gà không chặt yếu gà đồng dạng. Chết! Một cái tiếp một cái. Rất nhanh Giang Bắc mấy trăm thủ hộ giả một cái đều không có lưu lại. Toàn bộ bị Lý Văn Hải giết sạch. Thực lực của hắn quá mạnh. Nghiền ép hết thảy. Còn có ai muốn tới chịu chết sao? Lý Văn Hải nhìn xem ở đây mấy ngàn người. Phù phù. Phù phù. Chấm.
đám người một cái tiếp theo một cái quỳ rạp xuống đất. Ta chờ nguyện phụng ngài là vua, Giang Bắc xưng vương. Tất cả mọi người không ngốc. Loại thời điểm này bảo mệnh quan trọng a. Lý Văn Hải quá mạnh quá mạnh. Không thần phục nhất định phải chết. Nhìn xem Giang Bắc mấy ngàn cường giả toàn bộ quỳ rạp xuống đất, Lý Thiên Hạo lão thái thái bọn hắn trước nay chưa từng có rung động. Cả đời này bọn hắn đều đang theo đuổi địa vị quyền lợi tài phú. Nhưng chưa bao giờ như hôm nay dạng này rung động. Lý Văn Hải thấy thế cũng là cười, cái này chính là cường giả đều cảm giác sao. Hắn hiện tại thật sự là cảm tạ Richard. Nhưng hắn biết thực lực của hắn không chỉ ở đây, một cái nho nhỏ Giang Bắc một đầu ngón tay nghiền ép. Mục tiêu của hắn là đại hạ. Đợi đến những người khác thí nghiệm thành công, trở về, đại hạ không phải nắm ở trong tay. Richard nói cho hắn, hiện tại trừ chư thần phòng thí nghiệm không ai có thể giết chết hắn. Dù là đến đại hạ gặp được hắn đánh không lại cao thủ, cũng không cần sợ, bởi vì hắn bất tử bất diệt. Từ hôm nay trở đi, ta Lý gia chính là Giang Bắc Vương. Hiểu chưa? Lý Văn Hải âm thanh lạnh lùng nói. Ở đây mấy ngàn người cùng nhau gật đầu. Lý gia một lần trở thành Giang Bắc Chi Vương. Các đại cường giả, cùng danh lưu phú hào lần lượt tới bái phỏng. Lý gia đại trạch cổng xếp hàng sắp xếp mấy cây số, xe sang tụ tập mấy trăm chiếc. Tặng lễ vật chất đầy mấy cái nhà kho. Lý Văn Hải là giết rất nhiều người không sai, trong đó bao quát thủ hộ giả. Thế nhưng là hắn quá mạnh. Dù là thiên sách phủ đều không nhất định sẽ trách tội, thậm chí sẽ mời chào. Những chuyện này đều không phải mọi người những cái này sâu kiến có thể nghiên cứu thảo luận. Mọi người cần phải làm là thần phục. Bảo trụ mạng nhỏ. Lý Thiên Hạo cùng lão thái thái bọn hắn phi thường kích động. Bọn hắn cả một đời đều truy cầu đều mơ ước sự tình phát sinh. Bọn hắn rốt cục đứng tại Giang Bắc đỉnh tiêm. Không cần phụ thuộc bất luận kẻ nào. Chỉ cần họ Lý là được. Đây hết thảy cũng đều là con của bọn hắn mang tới. Làm phụ mẫu khẳng định cảm thấy kiêu ngạo. Lý Triệu hai nhà người rất là chờ mong những người khác từng cái trở về. Lúc ấy ta liền nói bọn hắn rời đi đại hạ đi chiến ưng việc lớn quốc gia đúng, các ngươi không phải là không tin. Hiện tại thế nào, bọn hắn đi đối đi, cả đám đều lột xác thành cường giả. Còn không phải sao, lúc ấy chúng ta còn tìm Diệp Quân Lâm cầu tình, cầu hắn mở ra lệnh cấm, mất mặt chết. Chấm. Đám người hưng phấn thảo luận. Đúng, Lý Văn Uyên cặp vợ chồng đâu? Lý Văn Hải đột nhiên nhớ tới. Bọn hắn tại, hai người này là không có tiền đồ nhất. Mau đem bọn hắn gọi tới. Lý Thiên Hạo bất mãn nói. Rất nhanh Lý Văn Uyên vợ chồng bị thét lên Lý Văn Hải trước mặt. Kỳ thật hai người biết phát sinh hết thảy, cũng biết Lý Văn Hải hiện tại thành cường giả. Cho nên hai người sợ phiền phức một mực tránh né, chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới vẫn là bị Lý Văn Hải nhớ lại. Lão Tam còn nhớ ta không? Lý Văn Hải cười nói. Nhị ca nói đùa, chúng ta sao có thể không biết ngươi đây? Lý Văn Uyên vợ chồng cũng không dám nhìn Lý Văn Hải. Ha ha, nhị ca, các ngươi có lấy ta làm qua nhị ca sao? Chúng ta bị lưu vong thời điểm, cha mẹ nghĩ tiếp chúng ta về đại hạ thời điểm, các ngươi đâu? Cái này lệnh cấm vẫn là các ngươi con rể tốt tự mình chế định. Cha mẹ cầu hắn thời điểm, các ngươi ở đâu? Chấm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Văn Hải phẫn nộ gào thét. Không phải, nhị ca chúng ta. Lý Văn Uyên vợ chồng nói năng lộn xộn, căn bản giải thích không rõ ràng. Lý Văn Hải cười to nói, hiện tại thế nào? Con rể của các ngươi chết, nữ nhi cũng mất tích, ngoại tôn của các ngươi nữ cũng biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi báo ứng đến a? Các ngươi đâu, không cần lo lắng, ta sẽ không giết các ngươi. Ta muốn để các ngươi nhìn ta từng bước một chinh phục đại hạ. Ai, đáng tiếc a, ta đã sớm muốn giết Diệp Quân Lâm, đáng tiếc hắn chết. Nhưng mẹ của hắn còn sống à? Lý Văn Hải khát máu cười lạnh. Kỳ thực hiện tại hắn tình cảm đã không có. Sở dĩ dẫn đầu Lý gia xưng vương, chủ yếu là hắn đang hưởng thụ loại này trưởng khống cảm giác. Đúng, Diệp Quân Lâm mẫu thân còn sống. Chẳng qua bên người có người tại bảo vệ. Là Diệp Quân Lâm khi còn sống chế tạo bí mật chiến đội. Không hiếu động. Có chó săn lập tức nói. Có người bảo hộ sao? Gặp được ta, có thể bảo hộ được sao? Lý Văn Hải cười lạnh nói. Nhằm vào Diệp Quân Lâm mẫu thân, là Richard cho nhiệm vụ. Richard để Lý Văn Hải đến đại hạ, là tận khả năng phá hư gây sự tình làm càng lớn càng tốt.
mau chóng bức bách Thiên Sách phủ bọn hắn ra tay mới là nhiệm vụ hoàn thành. Kỳ thật Richard kế hoạch sâu đâu. Chân chính thuần năng lượng thể, Richard chỉ cần một cái. Một cái đến gần vô hạn Hứa Chính Kiệt thậm chí vượt qua thuần năng lượng thể. Có dạng này một cái, liền đầy đủ. Đây là hắn tiếp xuống chủ yếu kế hoạch. Tập trung tất cả tài nguyên, liền vì chế tạo một cái chân chính thuần năng lượng thể. Sở dĩ tiếp tục chế tạo Lý Văn Hải dạng này thuần năng lượng thể, đây là Richard trọng đại kế hoạch. Hắn sẽ đem những người này toàn bộ phái về đại hạ, tại đại hạ gây ra hỗn loạn, thậm chí phát triển thành họa khó. Nhưng mục đích chính yếu nhất là vì thăm dò đại hạ lực lượng chân chính. Cũng chính là Thiên Sách phủ Bảo Long nhất tộc. Richard muốn bắt Lý Văn Hải những cái này thuần năng lượng thể tới thăm dò Thiên Sách phủ Bảo Long nhất tộc lực lượng chân chính. Lý Văn Hải bọn hắn một khi về đại hạ, sự tình làm lớn chuyện. Cuối cùng Thiên Sách phủ Bảo Long nhất tộc sẽ ra mặt. Vô luận Thiên Sách phủ Bảo Long nhất tộc có thể hay không giải quyết Lý Văn Hải những người này, đối Richard đều là có lợi. Giải quyết không được càng tốt hơn, có thể sử dụng Lý Văn Hải những cái này tan rã đại hạ, hắn tự nhiên vui lòng. Nếu như có thể giải quyết, cũng có thể thăm dò ra Thiên Sách phủ Bảo Long nhất tộc thực lực chân chính. Thuận tiện tương lai chư thần phòng thí nghiệm chinh phục kế hoạch. Hiện tại Lý Văn Hải một thân một mình trở về, liền đã nhìn thấy hiệu quả. Richard rất là hài lòng. Sau đó Lý Văn Hải tiếp tục gây sự. Đằng sau Lý Văn Phi, Lý Tùng Khuê bọn người sẽ từng cái trở về. Một đám thuần năng lượng thể tại đại hạ, sẽ thành tuyệt đối tai nạn. Chấm. Khi lấy được nhiệm vụ về sau, Lý Văn Hải tự mình xuất phát Giang Hải, đi tìm Chu Oánh Oánh. Giang Hải thủ hộ giả cùng các phương cường giả nhận được tin tức về sau, đều tránh né phải xa xa. Sợ chọc tới tôn này sát thần. Lý Văn Hải xuất hiện tại Giang Bắc đồng thời đại náo sự tình Thiên Sách phủ Viêm Long vệ bọn hắn đã biết được. Lý Văn Hải cường đại trước nay chưa từng có. Chúng ta người thậm chí cũng không phát hiện hắn đến. Lý Văn Hải trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, để hắn từ một người bình thường trở nên cường đại như vậy. Đây là đám người nghi hoặc. Cha, tranh thủ thời gian điều tra. Còn có Lý Văn Hải bước kế tiếp muốn đi đâu? Tiến về Giang Hải, muốn đối phó Diệp Quân Lâm mẫu thân. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hành vi của hắn khác thường. Chấm. Thiên Sách phủ cùng Viêm Long vệ đã hành động. Còn phái nhân viên chuyên môn đến Giang Bắc. Thật tình không biết Lý Văn Hải chính là phái tới kiểm tra lá bài tẩy của bọn hắn. Chư thần phòng thí nghiệm mạnh đến bạo tạc. Nhưng chân chính hạch tâm át chủ bài những cái này đều không ai biết. Dù là Richard chính mình cũng không rõ ràng. Diệp Quân Lâm đang từng bước đào móc thăm dò. Tương phản đại hạ Bảo Long nhất tộc cùng Thiên Sách phủ thực lực chân chính cũng không ai biết. Cần kiểm tra. Làm Thiên Sách phủ có hành động thời điểm, liền đã vào cuộc. Lý Văn Hải cũng không có che giấu, nghênh ngang liền phải đi đối phó Diệp Quân Lâm mẫu thân. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Trước kia Diệp Quân Lâm thủ hạ bí mật chiến đội những cái này nhao nhao xuất mã, đến bảo hộ Chu Oánh Oánh. Văn Lôi cùng Chu Nam Yên biết được Chu gia gặp nạn về sau, cũng là ngay lập tức tiến về. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương chết rồi, mẹ của hắn tuyệt không thể có việc. Càng ngày càng nhiều người tiến về Giang Hải bảo hộ Chu Oánh Oánh. Chấm. Một trận đại chiến sắp nổi. Lý Văn Hải nghênh ngang tiến về Giang Hải trên đường, đụng phải rất nhiều cao thủ chặn đánh. Đều là đến ngăn cản hắn. Thế nhưng là Lý Văn Hải quá mạnh. Hắn nhưng là để Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm hài lòng thuần năng lượng thể A. Hắn cường đại đến không thể địch nổi. Chặn đánh hắn cao thủ, đến bao nhiêu hắn giết bao nhiêu. Căn bản không ai có thể ngăn cản. Thủ hộ Chu Oánh Oánh các cao thủ cũng bắt đầu lòng người bàng hoàng. Lý Văn Hải không thể phá vỡ, không cách nào chiến thắng. Bọn hắn phải chăng có thể giữ vững. Sau đó không lâu, Lý Văn Hải đã tới Chu gia. Chu gia trong trong ngoài ngoài, đã sớm tụ hội vô số cao thủ. Thiên Sách phủ Viêm Long vệ bọn hắn an bài người cũng đều đi vào. Lý Văn Hải nhìn xem lít nha lít nhít đám người, cười lạnh nói, hôm nay đến, ta chỉ vì giết Diệp Quân Lâm mẫu thân. Những người khác nếu là ngăn cản, tới một tên ta giết một tên. Phách lối. Bá đạo. Lại bắt nguồn từ thực lực cường đại. Có chúng ta ở đây, người đừng nghĩ động Diệp tiên sinh mẫu thân mảy may. Bảo vệ các cao thủ thấy chết không sờn. Giết. Lý Văn Hải giống như là địa ngục đến sát thần mở ra giết chóc. Thuần năng lượng thể thật quá cường đại. Đừng nói đánh chết. Chính là đụng đều không đụng tới một chút,
Chấm. Rất nhanh Lý Văn Hải trước mặt thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Vô luận cao thủ như thế nào đều không phải một cái lượng cấp. Lý Văn Hải như rất giống ma. Muốn chạy trốn, không có khả năng. Lý Văn Hải ý thức bao trùm toàn bộ khu vực, hắn phát hiện có người muốn mang theo Chu Oánh Oánh chạy trốn. Oanh! Hắn nháy mắt biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã tại Chu gia đằng sau trong rừng cây. Trực tiếp ngăn cản Chu Oánh Oánh. Các ngươi đều đi thôi, hắn muốn là mệnh của ta. Các ngươi không muốn làm hy sinh vô vị. Chu Oánh Oánh cực lực để bảo hộ nàng người rời đi. Nàng không muốn nhìn thấy lại có người vì nàng chảy máu hy sinh. Không được, Diệp tiên sinh xảy ra chuyện, ngài vô luận như thế nào đều không xảy ra chuyện gì. Một đám người vô cùng kiên định. Bên trên, chúng ta cuốn lấy, các ngươi dẫn người đi. Một đám cao thủ lập tức thẳng hướng Lý Văn Hải. Chỉ là Lý Văn Hải nháy mắt xuyên qua bọn hắn. Mấy người nháy mắt nổ tung. Các ngươi cảm thấy có thể từ thủ hạ ta rời đi. Si tâm vọng tưởng. Lý Văn Hải cười lạnh một tiếng. Trực tiếp xuất hiện tại Chu Oánh Oánh trước mặt, chụp vào nàng. Oanh! Ngay tại lúc này, đột nhiên xuất hiện một người, mạnh mẽ một quyền đem Lý Văn Hải bức lui. Văn Lôi đến rồi. Nam Yên, ngươi mang theo A Di đi, ta tới đối phó hắn. Văn Lôi nói. Chu Nam Yên cũng không nói nhảm, lập tức mang Chu Oánh Oánh đi. Lý Văn Hải khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, ngươi có chút thực lực. Lực lượng rất dồi dào. Nhưng gặp được ta, người phải chết, các ngươi bảo hộ không được nàng. Thật sao, vậy cũng không nhất định. Văn Lôi trực tiếp ra tay. Hiện tại Văn Lôi cũng là siêu cấp cường đại. Đối với thân thể lực lượng vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Rầm rầm rầm. Lần này Lý Văn Hải gặp được đối thủ. Không giống như là trước đó gặp người nào cũng là tùy tiện miểu sát. Văn Lôi trong lúc nhất thời gắt gao ngăn chặn hắn. Từng quyền mạnh mẽ nện ở Lý Văn Hải trên thân. Thế nhưng là Lý Văn Hải thân thể biến hình hoặc là thụ thương sau lại sẽ khôi phục. Căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng còn cùng những cái kia dị năng giả không giống. Hắn là thuần năng lượng thể, vốn là không có cố định thân thể. Tất cả đều là năng lượng tạo thành. Văn Lôi từng vòng như mưa giông gió bão công kích. Nhưng mảy may không đả thương được Lý Văn Hải. Không thể ngăn cản. Lý Văn Hải hiện ra thuần năng lượng thể đáng sợ. Văn Lôi vô luận mạnh cỡ nào chiêu thuật cùng lực lượng đều không đả thương được hắn. Lý Văn Hải chính là đứng ở nơi đó để Văn Lôi đánh, đều đánh không chết. Nên ta, bởi vì lúc trước hai đại thuần năng lượng thể lực công kích có hạn vấn đề, tại Lý Văn Hải trên thân đạt được cực lớn trình độ cải thiện. Lý Văn Hải lực công kích mạnh đáng sợ. Oanh! Lý Văn Hải bá đạo oanh ra một quyền. Phốc! Văn Lôi bị đánh bay ra ngoài. Nàng cuối cùng vẫn là địch không ngừng Lý Văn Hải. Văn Lôi lại đứng lên tiếp tục đối công. Nhưng Lý Văn Hải quá mạnh, Văn Lôi lại một lần nữa bay ra ngoài. Lý Văn Hải một trận chiến chấn kinh đại hạ. Tin tức còn truyền đến Côn Luân công nghiệp, cấp tốc bị Thanh Long Kỳ Lân bọn hắn biết. Hẳn là để cho lão đại biết đến, nhưng là bây giờ lão đại ở nơi nào bế quan chúng ta cũng không biết. Vậy chúng ta xuất phát đi cứu người đi. Thanh Long bọn hắn vừa muốn xuất phát, liền bị áo vải sát thần ngăn cản. Các ngươi còn có càng nặng nhiệm vụ, mà lại các ngươi không thể bại lộ. Hiện tại không ai chú ý tới các ngươi, nếu như các ngươi bại lộ, Diệp tiên sinh kế hoạch tiếp xuống sẽ càng khó. Ta đi là được. Áo vải sát thần ngay lập tức xuất phát. Chấm. Lý Văn Hải không muốn cùng Văn Lôi tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn đánh lui Văn Lôi về sau, lập tức truy kích đi lên. Cứ việc Chu Nam Yên mang Chu Oánh Oánh rời đi rất xa. Nhưng Lý Văn Hải vẫn là đuổi kịp. Các ngươi trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Lý Văn Hải cười lạnh nói. Thiên Sách Phủ cùng Viêm Long vệ phái tới cao thủ ngay lập tức ngăn cản Lý Văn Hải. Vẫn như trước không địch lại. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Chu Nam Yên những người này càng đừng đề cập, đều không phải Lý Văn Hải đối thủ. Cũng liền Văn Lôi mạnh một điểm. Có thể cuốn lấy một hồi. Quên đi thôi, để hắn giết ta đi. Lý Văn Hải, ta chỉ cầu ngươi tha những người khác. Chu Oánh Oánh không nguyện ý nhìn thấy càng nhiều hy sinh. Không có khả năng, có ta ở đây. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Áo vải sát thần xuất hiện. Lúc đầu chuẩn bị động tác lớn Thiên Sách Phủ đều dừng lại. Có vị này xuất hiện, không thể để cho Lý Văn Hải lỗ mãng đi. Toàn đại hạ đều đang chăm chú một trận chiến này.
Richard bọn hắn lại càng không cần phải nói, thời thời khắc khắc đều đang chăm chú. Áo vải sát thần tại đông đảo phong thần, tại lòng của mọi người trong mắt có rất cao vị trí. Hiện tại hắn xuất hiện, tất cả mọi người an tâm. Có hắn tại, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Liền Chu Oánh Oánh, Chu Nam Yên bọn hắn đều cho rằng như vậy. Áo vải sát thần đến, Lý Văn Hải tuyệt đối phải bại. Áo vải sát thần vừa đến, Richard trực tiếp cho Lý Văn Hải hạ lệnh, giết hắn. Minh bạch. Chấm. Một trận đại chiến bắt đầu. Áo vải sát thần không giữ lại chút nào thi triển ra thực lực chân chính. Đem hết thảy đều phát huy đến cực hạn. Trải qua Diệp Quân Lâm chỉ đạo về sau, áo vải sát thần thực lực đã đi tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Thế nhân đều nhìn thấy một cái cường đại áo vải sát thần. Thế nhưng là Lý Văn Hải càng kinh khủng. Hắn bất tử bất diệt. Vô luận áo vải sát thần nhiều khủng bố, đều giết không chết hắn. Thậm chí liền thụ thương đều không có. Đây chính là thuần năng lượng thể đáng sợ. Một phen kịch chiến về sau, Lý Văn Hải bắt đầu phản kích. Áo vải sát thần dần dần ngăn cản không nổi. Cuối cùng áo vải sát thần bại. Bị đánh tới không có chút nào lực phản kích. Áo vải sát thần bại. Đại hạ tĩnh mịch một mảnh. Đây là quái vật gì? Áo vải sát thần đều bại rồi. Cái này ai có thể là đối thủ? Chấm. Richard vui. Lý Văn Hải có thể đánh bại áo vải sát thần, chuyện này cho hắn rất lớn cảm giác thỏa mãn. Áo vải sát thần đông đảo một trận chiến phong thần, đều tiêu diệt đen mặt trời tổ chức. Tại đại hạ, thậm chí toàn thế giới vị trí đều rất nặng rất nặng. Có thể đem hắn đánh bại, tương đương với đem thần kéo xuống thần đàn đồng dạng. Ngay lập tức, chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm cao tầng phát tới tin tức tán thưởng Richard. Đồng thời cho hắn càng nhiều quyền hạn cùng địa vị. Cái này khiến Richard hưng phấn không thôi. Muốn tạo ra càng nhiều thuần năng lượng thể đi đại hạ. Hắn đã đang ngẫm nghĩ Lý Triệu hai nhà những người này toàn bộ thành thuần năng lượng thể tại đại hạ trở thành tai nạn hình tượng. Tiếp tục, lợi dụng Diệp Quân Lâm mẫu thân bức thiên sách phủ ra tay. Richard cho Lý Văn Hải hạ lệnh. Chấm. Giữa sân. Lý Văn Hải dẫm lên áo vải sát thần, hắn cười lạnh nói, chỉ cần ta hơi dùng sức, hắn liền chết. Hôm nay ta xem một chút ai có thể giữ được Diệp Quân Lâm mẫu thân. Mấy ngàn người đã nghe hỏi lại tới đây, bọn hắn hơn phân nửa là Diệp Quân Lâm bộ hạ cũ, hoặc là có quan hệ. Thề sống chết phải bảo vệ Chu Oánh Oánh. Nhưng nhìn đến cường đại áo vải sát thần bại. Tất cả mọi người trầm mặc. Này làm sao đánh thắng được? Đừng nhìn nhiều như vậy người, căn bản bảo hộ không được. Lý Văn Hải quá mạnh. Các phương cơ cấu đều tại quan sát phân tích Lý Văn Hải. Hắn mức độ nguy hiểm thẳng tắp lên cao. Mấu chốt Lý Văn Hải làm sao mạnh lên, trước mắt còn không người biết. Viêm Long vệ cao tầng trực tiếp trò chuyện thiên sách phủ, thỉnh cầu thiên sách phủ phái ra cao thủ đến ngăn lại Lý Văn Hải. Lý Văn Hải tiếp tục như vậy sắp thành tai nạn. Thiên sách phủ đáp ứng, lại đã tại thu xếp. Rất nhanh liền sẽ tới đạt, chẳng qua cũng phải cần một khoảng thời gian. Dù sao thiên sách phủ cao thủ chân chính đều là bế quan không ra. Thậm chí mấy chục năm trên trăm năm cũng không có xuất hiện qua, liền thiên sách phủ người đều không nhất định gặp qua. Lại nó tính chất cùng Bảo Long nhất tộc đồng dạng. Chỉ có tại đại hạ thời khắc nguy nan mới có thể ra tay. Không sai. Hiện tại Lý Văn Hải rất cường đại, nhưng còn chưa trở thành đại hạ tai nạn tình trạng. Theo lý mà nói vì cứu một người, thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc là sẽ không xuất thủ. Cũng chính là xem ở Diệp Quân Lâm công tích bên trên, mới ra tay. Có thể phái người đến đã là rất không tệ. Thiên sách phủ đã điều động cao thủ đến, chẳng qua phải cần một khoảng thời gian, chúng ta muốn đứng vững. Chúng ta cần liên hợp lại. Khôi phục một điểm văn lôi bắt đầu tổ chức mọi người thủ hộ. Chu Oánh Oánh khuyên mọi người đem mình giao ra. Nhưng kỳ thật mọi người bảo vệ là Chu Oánh Oánh sao? Kỳ thật bảo vệ là người nhà, mảnh đất này. Chu Oánh Oánh đã diễn hóa thành tinh thần tượng trinh. Cái gì đều có thể đổ xuống, nàng không thể. Ngăn được sao? Lý Văn Hải cười lạnh một tiếng. Văn Lôi liên hợp các phương cao thủ bắt đầu cùng Lý Văn Hải quần nhau. Thoát thân sau áo vải sát thần cũng gia nhập chiến đoàn. Không thể không nói có người chỉ huy hiệu quả thật đúng là có thể. Chí ít có thể đem mọi người tác dụng phát huy đến lớn nhất, không đến mức để Lý Văn Hải nhẹ nhõm từng cái đánh tan. Thế nhưng là Lý Văn Hải quá mạnh. Mọi người đoàn kết lại, phát huy riêng phần mình tác dụng, đem thực lực phát huy đến lớn nhất.
Kỳ thật đối Lý Văn Hải không được tổn thương tác dụng, chỉ có thể kéo dài thời gian, kéo tới thiên sách phủ cường giả đến thôi. Chẳng qua đã rất hữu hiệu. Có thể ngăn chặn Lý Văn Hải trong thời gian ngắn. Nhìn ra mục đích của đối phương, Lý Văn Hải trực tiếp tăng lớn công kích. Chấm. Lúc đầu mọi người nghĩ kéo nửa giờ, thiên sách phủ cường giả tuyệt đối có thể tới. Thế nhưng là Lý Văn Hải tăng tốc. 10 phút đồng hồ. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Văn Lôi, áo vải sát thần chờ tất cả cao thủ toàn bộ bị đánh bay. Mấy ngàn cao thủ không có một cái đứng. Văn Lôi bọn hắn nghĩ bò đều không đứng dậy được. Chỉ còn lại Chu Oanh Oánh. Lý Văn Hải nháy mắt xuất hiện tại Chu Oanh Oánh trước mặt. Hiện tại ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Không, đừng. Văn Lôi bọn hắn tan nát cõi lòng hô to. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không thể làm gì. Hiện tại trừ thiên sách phủ cường giả, không ai có thể là Lý Văn Hải đối thủ. Giết nàng, chúng ta không cần nàng áp chế ai, giết nàng càng có thể bức thiên sách phủ ra tay. Lý Văn Hải trong lỗ tai truyền đến Richard mệnh lệnh. Tốt. Giết. Lý Văn Hải một quyền đánh phía Chu Oanh Oánh. Một quyền này có thể để cho Chu Oanh Oánh tại chỗ biến mất. Văn Lôi, Chu Nam Yên bọn hắn đều khóc. Cũng không nguyện ý đi xem một màn này. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không có bảo trụ. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo hắc ảnh lấy Lý Văn Hải đều không có phát giác tốc độ xuất hiện. Oanh! Đối phương cũng là một quyền, vậy mà mạnh mẽ đem Lý Văn Hải đánh lui. Sau đó, cái này người nắm lấy Chu Oanh Oánh trực tiếp rời đi, hóa thành một luồng sấm sét, tại chỗ biến mất. Lý Văn Hải lập tức đuổi theo. Người kia tốc độ quá nhanh, để người đều không có kịp phản ứng. Thế nhưng là Lý Văn Hải vậy mà có thể đuổi kịp. Nhưng là nửa đường có cao thủ xuất hiện ngăn cản Lý Văn Hải. Dù là Lý Văn Hải tại chỗ giết chết, nhưng cũng kéo dài thời gian. Hơn nữa còn là phân đoạn chặn đánh, trước sau đại khái 4 năm sóng cao thủ đến ngăn cản Lý Văn Hải. Dù là mỗi một đợt người ngăn cản vài giây đồng hồ, cộng lại thời gian cũng đầy đủ người thần bí mang theo Chu Oanh Oánh chạy trốn. Đợi đến Lý Văn Hải thanh trừ sạch sẽ chướng ngại về sau, nơi nào còn có người. Dù là cường đại như hắn, cũng tìm không được một tia vết tích. Người thần bí đã sớm chạy không thấy. Lý Văn Hải mắt trợn tròn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Hiển nhiên đối phương đến có chuẩn bị. Ngay cả ngăn cản người đều chọn tốt, vì chính là đem người cứu đi. Ai, là ai? Tất cả mọi người mộng. Đây cũng không phải là thiên sách phủ cường giả. Nếu là thiên sách phủ cường giả sẽ không trộm đạo cứu người đi, sẽ trực tiếp động thủ. Như vậy cứu người chính là ai? Cùng Diệp Quân Lâm có liên quan người đều ở nơi này. Áo vải sát thần đều đến. Bí mật chiến đội cũng đều tại. Kia sẽ là ai chứ? Huống hồ còn cường đại như vậy, có thể từ Lý Văn Hải trước mặt đem người mang đi. Tương đương với nhổ răng cọp. Phần này thực lực, áo vải sát thần xa xa không kịp. Hắn hoàn toàn không có lòng tin có thể từ Lý Văn Hải trước mặt mang đi người. Mà lại cái này người hẳn là rất quen thuộc Lý Văn Hải loại thực lực này, tuyệt không dây dưa nửa phần, mang người liền chạy. Đồng thời phân đoạn ngăn cản, kéo dài chạy trốn thời gian. Đây là tỉ mỉ chuẩn bị. Mộng. Đều mộng. Tất cả mọi người đang nghi ngờ là ai mang đi Chu Oánh Oánh rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, đều không có một người như vậy a. Áo vải sát thần đều mộng. Hắn là ở đây một cái duy nhất biết Diệp Quân Lâm người còn sống. Chẳng lẽ nói Diệp Quân Lâm ra tay rồi. Nhưng dựa theo Diệp Quân Lâm tính cách làm sao lại cứu người liền đi. Nhất định sẽ tru sát Lý Văn Hải. Huống chi hắn còn đang bế quan a. Không có khả năng xuất hiện. Chẳng lẽ là Thanh Long bọn hắn. Có thể bố áo sát thần rất quen thuộc bọn hắn. Mấy người này rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể từ Lý Văn Hải trên thân cứu người trình độ. Như vậy người kia là ai đâu? Ngu nhất mắt vẫn là Lý Văn Hải. Hắn đều muốn tức điên. Đến đại hạ về sau, hắn một mực giống thần linh đồng dạng trưởng khống hết thảy. Nhưng thời điểm then chốt, lại có người từ trên tay hắn cứu người. Đây là sỉ nhục a. Lý Văn Hải rất tức giận. Richard càng tức giận. Lý Văn Hải chuyện gì xảy ra? Để người từ trên tay ngươi đem người cứu đi. Phế vật vô dụng, liền người bình thường đều giết không được. Phế vật. Phế vật. Chấm. Nghe được Richard răn dậy, Lý Văn Hải càng thêm phẫn nộ. Hắn lập tức nhảy lên ra, mù quáng tìm kiếm Chu Oanh Oánh. Người này hắn nhất định phải giết. Không phải sẽ trở thành hắn sỉ nhục. Một bên khác,
Chu Oánh Oánh đã được cứu đến khu vực an toàn. Chu Oánh Oánh nhìn xem người xa lạ trước mắt, nói lời cảm tạ đồng thời hỏi, ngài cùng ta nhà Quân Lâm có quan hệ sao? Ừm, có quan hệ, nhưng là ta không dám bấu víu quan hệ. Người kia trả lời. Vậy ngài đến tột cùng là ai? Có thể nói sao? Chu Oánh Oánh rất là hiếu kỳ. Đương nhiên, kỳ thật ta là. Cái này người cười nói, đúng, bọn hắn đều gọi ta Hỏa Vân Tà Thần. Không sai. Thời khắc mấu chốt cứu đi Chu Oánh Oánh người là Hỏa Vân Tà Thần. Từ khi nhìn thấy tấm lệnh bài kia về sau, hận không thể đi theo Diệp Quân Lâm sau lưng làm nô bộc. Đầu tiên là thả đi Diệp Quân Lâm, hiện tại lại cứu Diệp Quân Lâm mẫu thân. Vẫn là tại hợp tác đồng bạn trong tay cứu người. Nếu là Richard biết hết thảy đều là Hỏa Vân Tà Thần làm, sợ là muốn hộc máu. Bởi vì Hỏa Vân Tà Thần nói cho hắn lý do kia về sau, hắn vô điều kiện tin tưởng Hỏa Vân Tà Thần cùng chư thần phòng thí nghiệm hợp tác. Dù là xuất hiện bất kỳ tình trạng, cũng sẽ không đi hoài nghi Hỏa Vân Tà Thần. Nhưng ai có thể nghĩ tới Hỏa Vân Tà Thần khi nhìn đến tấm lệnh bài kia về sau, vậy mà phản bội. Liên tục hai lần làm ra chuyện như vậy. Hỏa Vân Tà Thần, là ngươi. Chu Oánh Oánh hiển nhiên là biết Hỏa Vân Tà Thần. Đã từng bị Đen Mặt Trời tổ chức châm ngòi ly gián, đem Diệp Quân Lâm chế tạo thành Hỏa Vân Tà Thần truyền nhân, lọt vào sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Chu Oánh Oánh đối cái này khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới bây giờ Hỏa Vân Tà Thần tới cứu nàng. Chẳng lẽ tiên sinh ngài là nhà ta Quân Lâm sư phụ? Chu Oánh Oánh tò mò hỏi. Ai? Hỏa Vân Tà Thần thở dài. Hắn có tài đức gì à? Làm Diệp Quân Lâm sư phụ. Hắn xứng sao? Làm người hầu đều không nhất định có thể phối. Lão phu nhân ngài trước tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Ngài rời đi sẽ có nguy hiểm. Hỏa Vân Tà Thần đem Chu Oánh Oánh an trí thỏa đáng. Kỳ thật Chu Oánh Oánh an nguy căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần Hỏa Vân Tà Thần vung cánh tay hô lên, vị này nếu như bài người nắm giữ mẫu thân. Như vậy toàn các nơi trên thế giới cổ xưa chủng tộc thế lực đều sẽ hăng hái chạy đến bảo hộ. Chấm. Áo vải sát thần ngay lập tức tìm được Thanh Long bọn hắn. Hỏi thăm có phải là hay không bọn hắn ra tay. Không phải chúng ta à. Chúng ta cũng thực lực không đủ à. Chấm. Tất cả mọi người được. Các ngươi nói người này có thể là ai? Áo vải sát thần để Thanh Long bọn hắn phân tích. Có khả năng bọn hắn biết mọi người người không biết. Không biết, nghĩ không ra. Trừ phi lão đại mình. Nhưng lão đại còn đang bế quan. Đám người lắc đầu. Chu Tước đề nghị, chuyện này có nên hay không nói cho lão đại. Dù sao mẹ của hắn, can hệ trọng đại. Áo vải sát thần lắc đầu, không cần, để Diệp tiên sinh an tâm bế quan đi. Thần bí nhân này đã cứu lão phu nhân, vậy nói rõ lão phu nhân là an toàn. Ta cũng sẽ đi tìm. Như thế, có thể cứu lão phu nhân nói rõ lão phu nhân khẳng định không có việc gì. Chấm. Lý Văn Hải tại đại hạ sự tình, đối với chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm cao tầng đến nói, chỉ là xem kịch thôi. Biểu diễn tốt, bọn hắn khen vài câu, biểu diễn không tốt, bọn hắn cũng không quan tâm. Bọn hắn hiện tại chú ý sự tình chính là các nơi cổ xưa thế lực chủng tộc xuất động sự tình. Richard người lãnh đạo trực tiếp cùng chơi thằng hề bài poker mấy người tụ cùng một chỗ. Chúng ta trao đổi phương Bắc Châu băng nguyên chỗ sâu một cái cổ xưa chủng tộc. Coi chúng ta đưa ra cùng bọn hắn hợp tác, giúp bọn hắn thời điểm, lại bị cự tuyệt. Chúng ta tìm được phương Tây Châu cổ xưa huyết tộc một mạch cũng là bị cự tuyệt. Chẳng qua chúng ta cũng nhận được một chút xíu tin tức, những cái này cổ xưa chủng tộc thế lực toàn bộ điều động, tựa hồ là nhìn thấy cái gì tín vật, đang tìm một người. Nhưng là quá nhiều tin tức tìm hiểu không đến, những cái này cổ xưa thế lực chủng tộc nhóm thủ khẩu như bình. Cái gì cũng không nói, cũng không khiến người khác tham dự, người tham dự chết. Chấm. Richard người lãnh đạo trực tiếp thở dài, hy vọng đối với chúng ta là có lợi. Một bên khác Lý Văn Hải đang tìm một vòng về sau, đều không tìm được Chu Oánh Oánh. Cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Trên cơ bản đến gặp người liền giết tình trạng. Đây là Richard cho phép. Hắn muốn chính là để Lý Văn Hải tại đại hạ bừa bãi tàn phá. Làm càn, đại hạ há có thể từ ngươi dương oai. Từng đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Thiên sách phủ cường giả chân chính đến. Bọn hắn tìm tới Lý Văn Hải. Tìm tới Lý Văn Hải tổng cộng có 3 người. 3 trung niên nhân. 2 nam 1 nữ. Bọn hắn mặc trường sam, dưới chân dẫm lên giày vải. Một bộ dân quốc thời đại trang phục. Nhưng kỳ thật bọn hắn chính là thời đại kia.
nhưng nhìn lên thường thường không có gì lạ ba người, lại là Thiên Sách phủ phái tới trấn áp Lý Văn Hải. Khiến người không cách nào tưởng tượng. Chấm. Richard bên kia thông qua Lý Văn Hải quét hình đến tin tức, cấp tốc để người thẩm tra ba người này tin tức. Có thể vào lúc này phái ra cường giả, tuyệt đối tại Thiên Sách phủ có địa vị. Cho nên Richard phải chú ý. Không thể không nói chư thần phòng thí nghiệm tổ chức tình báo thật khủng bố, toàn thế giới gần mấy trăm năm tư liệu toàn bộ trưởng khống. Vẹn vẹn mấy giây ba người này tư liệu đã điều tra ra. Biến mất ba người. Xác thực nói là tử vong ba người. Tại cái kia náo động niên đại. Ba người này đều là phù dung sớm nở tối tàn, chỉ xuất hiện qua mấy lần thôi. Đồng thời không phải tại sự kiện trọng đại bên trong, chính là tùy ý tại một ít địa phương nhỏ xuất hiện qua. Bọn hắn liền cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử người bình thường đồng dạng. Cùng lúc ấy chết đói một số đông người đồng dạng. Tồn tại cảm cùng những cái kia động vật không có khác nhau. Không ai sẽ chú ý. Làm sao cha cũng sẽ không tra được. Nhưng chư thần phòng thí nghiệm lại có tư liệu của bọn hắn. Đây là tam đại kỳ nhân. Từ nhỏ xuất sinh liền xuất hiện dị tượng, hoặc là xuất hiện một chút chuyện quỷ dị. Bọn hắn đều bị trong nhà xem như quái vật vứt bỏ. Nhưng kỳ thật bọn hắn không chết, về sau lại xuất hiện qua. Không nghĩ tới ba người này là bị Thiên Sách phủ chọn chúng. Không thể không nói chư thần phòng thí nghiệm khủng bố. Mà người như vậy đều tra được. Còn có tư liệu. Chẳng qua ba người này chiến lực như thế nào, sẽ cái gì. Những cái này chư thần phòng thí nghiệm cũng không biết. Nhưng đây là bắt đầu. Richard muốn là đem Thiên Sách phủ át chủ bài từng chút móc ra. Tốt nhất là các đại cao thủ đều để lộ ra. Sau đó từng cái nghiên cứu, chuyên môn chế định ra nhằm vào phương án. Chính là cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đo một chút thực lực của ba người này. Richard hạ lệnh. Lý Văn Hải lập tức thẳng hướng ba người. Ba người không lùi phản công. Oanh! 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 Chấm! Nhìn như phổ thông không có gì lạ ba trưởng đánh ra. Nhưng lại có như sóng to gió lớn lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem Lý Văn Hải oanh ra ngoài. Ba người này vừa ra tay, rõ ràng chính là ở xa Văn Lôi, áo vải sát thần phía trên. Ba người này Văn Lôi, Lý Tử Nhiễm còn có Chu Nam Yên đều biết. Bởi vì các nàng ba người vừa tiến vào Thiên Sách phủ thời điểm, chính là ba vị này lúc hướng dẫn bọn hắn. Đương nhiên Quân Quân là từ mạnh hơn người đến bồi dưỡng. Lần này Thiên Sách phủ đem ba vị này đại năng phái ra, đã là cho đủ Lý Văn Hải mặt mũi. Cầm xuống. Ba vị đại lão đồng loạt ra tay, trực tiếp nghĩ khóa kín Lý Văn Hải. Lý Văn Hải lập tức nhận áp lực. Thế nhưng là Lý Văn Hải thể chất bất tử bất diệt, dù là ba người lại cho bao lớn áp lực, cũng không đả thương được hắn chút nào. Lý Văn Hải nếm thử phản kích, nhưng ba người rất mạnh, có thể ứng đối hắn hết thảy công kích. Cho nên đôi bên là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lý Văn Hải cùng ba người này là một cái cấp bậc. Richard để cho thủ hạ người phân tích ba người này chiến lực cùng ưu khuyết điểm. Xem ra Lý Văn Hải cái này thuần năng lượng thể cực hạn đến. Cùng ba người này không sai biệt lắm. Đằng sau chúng ta nếu là lại nghĩ bước ra Thiên Sách phủ át chủ bài, thuần năng lượng thể phải thăng cấp. Vừa vặn Lý Tùng Khuê hôm nay thí nghiệm thành công. So hắn lão tử lợi hại. Còn có Trương Văn Thao, Lý Mộng Nguyệt mấy người cũng đều thành công. Lập tức phái qua. Chấm. Sau đó Richard muốn phái ra càng nhiều thuần năng lượng thể, mà lại là một cái so một cái mạnh. Dù sao người trẻ tuổi thể chất chiếm ưu. Lý Văn Hải rút lui trước, không thể lại rông dài. Đạt được Richard mệnh lệnh, Lý Văn Hải lập tức rút lui. Cứ việc ba người này cường đại, vẫn như trước để Lý Văn Hải trốn. Truy cũng đuổi không kịp. Vốn cho rằng Lý Văn Hải lui, nguy hiểm không có. Làm sao biết càng lớn nguy hiểm muốn tới. Lần này Lý Văn Hải mọi người đều biết. Bất tử bất diệt đặc chất. Ai có thể cản. Dù là Thiên Sách phủ phái ra cường giả chân chính, cũng không có cách nào diệt trừ. Đều đang tra Lý Văn Hải là thế nào lắc mình biến hóa trở thành mạnh như vậy người. Đại hạ các nước đều bắt đầu đau đầu. Đều đau đầu Lý Văn Hải. Nếu như mình một phương đối mặt nên làm cái gì. Nhưng bọn hắn không biết, Lý Văn Hải là chư thần phòng thí nghiệm kiệt tác. Nếu là biết sợ là sắp điên. Chấm. Lý Văn Hải đối không giết chết Chu Oánh Oánh mà ảo não. Kỳ thật đối Richard đến nói, Diệp Quân Lâm chết rồi, mẫu thân hắn giết hay không cũng không quan hệ. Nhưng,
có thể tại Lý Văn Hải trên tay đem người cứu đi chuyện này gây nên hắn chú ý. Sẽ là ai chứ? Thiên Sách Phủ đã bài trừ. Hắn không nghĩ ra được là ai. Chẳng qua thông qua phân tích, nhóm người này đối thuần năng lượng thể hiểu rất rõ. Ngươi xem bọn hắn phái ra ngăn trở người chuyên môn chính là nhằm vào thuần năng lượng thể. Còn có chuyện này, nhưng bây giờ hiểu rõ thuần năng lượng thể không có mấy người a. Huống chi Lý Văn Hải là thuần năng lượng thể sự tình không ai biết, cùng chúng ta có liên quan sự tình cũng không ai biết nói. Cái này khiến Richard lâm vào thật sâu nghi hoặc. Chẳng lẽ là Thánh Kinh tổ chức? Nhưng bọn hắn không có lý do a. Sẽ không vì cứu một cái lão phu nhân xuất thủ. Cùng ích lợi của bọn hắn không đáp bên cạnh a. Cướp nhà khó phòng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ là Hỏa Vân Tà Thần. Chấm. Thánh Kinh tổ chức hắc ám trong cung điện. Bây giờ chư thần phòng thí nghiệm thuần năng lượng thể chính thức hiện thế, trước mắt không có người nghĩ đến nhằm vào biện pháp, bọn hắn chính là bất tử bất diệt. Vô luận người mạnh cỡ nào, chính là không cách nào giết chết bọn hắn. Minh Tà Thần bọn người đứng tại phía dưới, không khỏi nói. Nơi xa truyền đến một đạo trào phúng thanh âm, đó chính là không đủ mạnh. Chẳng lẽ Hắc Ám Thượng Đế có giải quyết thuần năng lượng thể biện pháp? Đám người kinh hãi. Hắc Ám Thượng Đế phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn lại không để ý đến đám người, đi xem Lý Tử Nhiễm tiến trình. Vừa mới đi vào, một cỗ tĩnh mịch khí tức kinh khủng truyền đến. Hiển nhiên Lý Tử Nhiễm đã đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Sau đó Lý Văn Hải khiêm tốn, Thiên Sách Phủ cũng không động tác, sợ là đang nghiên cứu như thế nào đối phó thuần năng lượng thể. Một đoạn thời gian đi qua, Côn Luân công nghiệp tại các phe duy trì dưới phát triển mạnh, tốc độ có thể so với hỏa tiễn. Đã sớm vượt qua Thần Long khoa học kỹ thuật quy mô. Vẫn là gia tốc đang phát triển, đồng thời nghiên cứu ra rất nhiều vũ khí cùng tiên tiến sản phẩm. Lung lạc càng ngày càng nhiều thiên tài. Những thiên tài này kỳ thật có rất nhiều ý nghĩ, nhưng hiện thực có quá nhiều hạn chế, tài chính, hoàn cảnh vân vân. Để bọn hắn không cách nào thi triển trong đầu ý nghĩ. Nhưng Côn Luân công nghiệp cung cấp cho bọn hắn sân khấu. Để những thiên tài này ý nghĩ có thể thi triển, từng mục một nghiên cứu khoa học kế hoạch nói ra đồng thời thực hiện. Côn Luân công nghiệp phát triển tốc độ để áo vải sát thần bọn hắn mừng rỡ không thôi. Đợi đến đối thủ nhóm kịp phản ứng, sợ là Côn Luân công nghiệp đã thành phía sau. Richard thuần năng lượng thể phát triển mãnh liệt, cũng càng ngày càng thành thục. Lý Triệu hai nhà người vậy mà toàn bộ thành công, không có một cái thất bại. Hậu kỳ đều so Lý Văn Hải mạnh. Bọn hắn đã từng cái bị Richard phụng trộm phái đi đại hạ. Cùng Lý Văn Hải toàn bộ tụ hợp về sau, liền bắt đầu làm lớn sự tình. Về phần Richard tiếp xuống phòng thí nghiệm kế hoạch. Chỉ vì truy cầu thuần túy nhất thuần năng lượng thể, đến gần vô hạn thậm chí vượt qua Hứa Chính Kiệt. Chấm. Diệp Quân Lâm từ đầu đến cuối không có tin tức. Hắn còn đang bế quan. Mà toàn thế giới cổ xưa chủng tộc thế lực xuất hiện càng ngày càng tấp nập. Bọn hắn còn tại tìm kiếm lệnh bài người nắm giữ. Chỉ là làm bài người nắm giữ liền cùng biến mất đồng dạng, căn bản không gặp tung tích. Dù là Hỏa Vân Tà Thần tích cực tìm kiếm, cũng không thấy tung tích. Chấm. Rốt cục Lý Triệu hai nhà tất cả thuần năng lượng thể đều hội tụ đến cùng một chỗ. Cái này khiến Lý Thiên Hạo chờ lão nhân hưng phấn không thôi. Con cháu của bọn họ đều trở về. Thật tình không biết đứng tại trước mặt bọn hắn những cái này cũng không thể xưng là người. Một đám quái vật. Này một đám hội tụ vào một chỗ chính là tai nạn a. Một cái Lý Văn Hải liền đem đại hạ làm ầm ĩ phải long trời lở đất. Dù là về sau Thiên Sách Phủ cường giả phái ra, cũng không thể làm sao, là Lý Văn Hải mình rút. Hiện tại một đám thuần năng lượng thể. Lại một cái so một cái mạnh. Hội tụ vào một chỗ, đem là dạng gì tai nạn. Lý Tùng Khuê bọn người thu hoạch được mạnh như vậy lực lượng về sau, đã muốn không kịp chờ đợi biểu hiện ra. Bọn hắn so với bình thường người càng muốn có được trưởng khống cùng địa vị cực cao. Căn cứ Richard tiên sinh kế hoạch, chúng ta những người này cần tại đại hạ các nơi xưng vương xưng bá. Như vậy đi, hai chúng ta hai phần tổ, mỗi tổ một cái khu vực xưng bá. Một khi gặp được không cách nào địch nổi cường giả liền phát tín hiệu, lân cận lập tức đi chi viện. Nếu như đối phương quá cường đại, chúng ta liền tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau. Trong đó mạnh nhất Lý Tùng Khuê rất nhanh thu xếp kế hoạch. Mỗi hai người một tổ xuất phát, tiến về đại hạ các nơi. Rất nhanh, vài ngày sau, đại hạ các nơi xuất hiện tình huống như vậy,
có cường giả bí ẩn xuất hiện. Mở ra từng tràng đồ sát, chấn áp từng vị cường giả. Những cái này cường giả bí ẩn quá cường đại. Căn bản không người có thể địch. Bọn hắn khống chế cái này đến cái khác thế lực, tất cả tổ chức đều tại trong khống chế. Phàm là không thần phục đều bị tàn sát diệt môn. Thiên sách phủ cùng Viêm Long vệ an bài người thủ vệ nhóm toàn bộ bị diệt. Một cái đều không có lưu lại. Dường như những cái này cường giả bí ẩn vừa xuất hiện, chính là hướng về phía thủ hộ giả nhóm đi. Trong lúc nhất thời các nơi đều nổ. Cũng chính là đoạn thời gian trước Giang Bắc xuất hiện tình huống, ở các nơi khu vực đều lên diễn. Căn cứ truyền tới tin tức, những cái này cường giả bí ẩn cùng Lý Văn Hải rất giống. Bọn hắn thủ đoạn gần như đều là nhất trí. Rất nhanh kết luận ra tới, giống Lý Văn Hải quỷ dị như vậy cường giả không chỉ một, là mười mấy cái. Đồng thời giải tại đại hạ các nơi. Mười mấy cái Lý Văn Hải đồng dạng cường giả, ngẫm lại cũng nhức đầu. Một cái liền đủ thụ. Vẫn là thiên sách phủ phái ra ba vị đỉnh cấp cường giả đuổi. Hiện tại mười mấy cái. Làm sao bây giờ? Đám người này đến tột cùng từ chỗ nào đến? Rất nhanh các phương điều tra. Cái này một điều tra dọa các phương kêu to một tiếng. Bởi vì cái này mấy chục người, đều cùng Giang Bắc Lý Triệu hai nhà có quan hệ. Trong đó có Lý Văn Hải ca ca, nhi tử, cháu gái vân vân. Bọn hắn tất cả đều là lúc ấy đại hạ nguy cơ thoát đi ra ngoài, cuối cùng bị Chiến Ưng Quốc trục xuất đám người này. Cuối cùng bởi vì lệnh cấm bọn hắn không cách nào tiến vào. Chẳng qua bây giờ bọn hắn trải qua cái gì? Làm sao từng cái trở nên mạnh như vậy? Còn có tổ chức có dự mưu tại đại hạ các nơi làm ầm ĩ. Giết nhiều như vậy cường giả. Không bình thường. Cái này khiến Viêm Long vệ cùng thiên sách phủ rất là đau đầu. Một cái Lý Văn Hải liền để bọn hắn biết cái gì là phiền phức. Hiện tại hơn 10 vị. Không cách nào tưởng tượng. Khoảng thời gian này bọn hắn một mực đang tra Lý Văn Hải, nhưng mà cái gì đều tra không được. Lý Văn Hải bị khu trục sau biến mất không còn tăm hơi, lại trống rỗng xuất hiện. Tựa như là không có người trưởng khống. Nhưng bây giờ hơn 10 vị xuất hiện. Cái này rất rõ ràng phía sau có người tại chủ đạo hết thảy. Làm sao bây giờ? Thiên sách phủ đại biểu cùng Viêm Long vệ đại biểu thương lượng đối sách. Rất hiển nhiên bọn hắn hiện tại làm như thế, nhất định là có kế hoạch. Nếu như chúng ta trực tiếp vũ lực chấn áp, vậy liền cần thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc phái ra càng nhiều người mạnh hơn đến chấn áp. Mà lại căn cứ chúng ta đạt được tin tức, cái này mấy chục người bên trong giường như Lý Văn Hải là yếu nhất. Cường giả như mây, đừng nói đối phó toàn bộ, chính là đối phó mấy vị đều tốn sức. Chấm. Vậy phải làm thế nào cho phải? Thiên sách phủ đại biểu hỏi thăm. Ta cảm thấy hẳn là đàm phán, trước làm rõ ràng ý đồ của bọn hắn, không muốn mù quáng khai chiến. Đúng, hòa bình giải quyết tốt nhất, dù sao bọn hắn đã từng là đại hạ người, bọn hắn muốn cái gì, chúng ta tận lực thỏa mãn. Nếu như những người này cho chúng ta sử dụng, vậy thì càng tốt. Chấm. Cuối cùng Viêm Long vệ cùng thiên sách phủ phái ra sứ giả đi tìm Lý Tùng Khuê những người này đàm phán. Tạm thời hướng bọn hắn chịu thua. Lý Tùng Khuê bọn người ở tại nhìn thấy đàm phán sứ giả sau đều cười. Hắn là không cách nào tưởng tượng. Có một ngày đại hạ mạnh nhất cổ võ cơ cấu vậy mà hướng bọn hắn phục nguyễn, còn tới đàm phán. Đã từng hắn cỡ nào thảm a? Tại Giang Bắc một mực khúm núm, một mực bị người khi dễ. Cuối cùng còn bị trục xuất, liền thân phận đều không có, đại hạ đều về không được. Hiện tại đại hạ mạnh nhất cơ cấu vậy mà đến tìm hắn đàm phán. Loại này cảm giác thành tựu quả thực để người trầm luân cất cánh. Không khoa trương mà nói Lý Tùng Khuê những người này hiện tại chính là một người chấn một nước tình trạng. Đây là Richard cho bọn hắn đầy trời phú quý. Đồng thời Richard còn nói qua có thể để bọn hắn càng mạnh. Đàm phán, nói chuyện gì? Lý Tùng Khuê cười lạnh. Hắn hiện tại lực lượng 10 phần. Mọi chuyện đều tốt nói. Huống chi các người trước kia đều là đại hạ người A, hiện tại học một thân bản lĩnh, vì đại hạ hiệu lực tốt bao nhiêu. Chắc hẳn các người cùng đại hạ những người này không có thù A. Vì sao vô duyên vô cớ giết bọn hắn? Chuyên gia đàm phán muốn hòa bình giải quyết. Không có cửu hận, ha ha, lúc trước chúng ta bị lưu vong thời điểm, các ngươi là thế nào làm? Còn chuyên môn thiết hạ lệnh cấm, không để bọn hắn vào. Đại hạ mỗi một cái đều là cửu nhân của chúng ta. Lý Tùng Khuê mấy người cười lạnh nói. Cùng đám người này đàm phán cái chùy.
Các ngươi chuyện gì xảy ra mình không biết sao? Lúc trước sư phụ hạ lệnh cấm chính là không để các ngươi bọn này rác rưởi lại tiến đại hạ đến. Diệp Quân Lâm đồ đệ Tiêu Phong bọn người nổi giận nói. Bọn hắn cũng bị chọn được đàm phán trong tổ tới. Mấy người kiên quyết không chủ trương cùng những cái này tạp toái đàm phán hòa bình. Thậm chí muốn đem những người này đuổi đi ra. Ha ha ha, lệnh cấm thật sao, không nhường một chút chúng ta tiến vào đại hạ, vì cái gì chúng ta tiến đến rồi. Nói rõ những cái này lệnh cấm là đối phó những cái kia kẻ yếu. Đối với chúng ta vô dụng a, lệnh cấm không chịu được chúng ta, vô luận các ngươi làm sao trông coi, đều không được. Hiện tại còn thấp hèn đến cùng chúng ta hòa giải rồi. Thật sự là buồn cười. Chấm. Đối mặt Lý Tùng Khuê mấy người cuồng vọng. Mọi người còn không cách nào phản bác. Bây giờ căn bản ngăn không được bọn hắn a. Đừng bảo là một đám người, chính là đơn độc một người đều tốn sức. Bọn hắn đều đã uy hiếp được loại tình trạng này. Viêm Long Vệ cùng Thiên Sách Phủ thứ nhất sự tình trước muốn cùng bọn hắn đàm phán. Đúng, chế định lệnh cấm chính là Diệp Quân Lâm a. Hiện tại chúng ta làm trái lệnh cấm đến đại hạ. Người đâu, đến khu trục chúng ta a, tới giết chúng ta a. Lý Tùng Khuê cười to lên. Những người khác phối hợp hắn, Diệp Quân Lâm sợ là đến không được, hắn chết sớm, liền thi thể đều bị người ta hòa tan. Ha 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 ha. Lý Tùng Khuê mấy người điên cuồng cười lớn. Tiếng cười hung hăng kích thích Tiêu Phong bọn người. Bọn hắn nắm đấm nắm chặt, muốn cùng Lý Tùng Khuê mấy người liều. Nhưng bọn hắn biết không đấu lại. Lúc trước liền Lý Văn Hải một người đều không đấu lại. Các ngươi là Diệp Quân Lâm đồ đệ a. Diệp Quân Lâm hài cốt không còn, cái kia hẳn là đến lượt các ngươi chấp hành lệnh cấm a. Đến a, khu trục chúng ta, giết chết chúng ta. Lý Tùng Khuê cố ý khiêu khích. Tiêu Phong mấy người muốn bị bức điên. Dù là chết bọn hắn cũng phải liều. Còn lại đàm phán đại biểu vội vàng đè lại bọn hắn, không thể. Hiện tại bọn hắn nói hết thảy đều phải nhẫn thụ. Các ngươi động thủ không có chỗ tốt gì, sẽ chỉ hy sinh vô ích, còn dễ dàng đem sự tình làm lớn chuyện. Vì đại cục, Tiêu Phong bọn hắn đều nhịn. Bọn hắn chỉ hận mình không đủ cường đại. Nếu như cường đại, còn cho phép Lý Tùng Khuê những cái này tạp toái ở đây dương oai. Xem ra Diệp Quân Lâm đồ đệ đều là phế vật a, thật cho Diệp Quân Lâm mất mặt a. Lý Tùng Khuê cười cười nói, các ngươi không phải cần đàm phán sao? Trước hết để cho Diệp Quân Lâm những cái này đồ đệ cho chúng ta dập đầu. Sau đó điều kiện hai hủy bỏ Diệp Quân Lâm hạ lệnh cấm. Những người khác cười lạnh nói, đúng a, Diệp Quân Lâm chế định lệnh cấm, hắn đều hài cốt không còn. Đều không cách nào chấp hành, còn giữ làm gì? Chấm. Các ngươi chờ xem, vạn nhất sư phụ sống đây này. Tiêu Phong mấy người không chịu thua hô. Mặc dù bọn hắn cũng biết không có khả năng. Diệp Quân Lâm phải sống sớm xuất hiện. Làm gì đến bây giờ đâu. Chỉ có thể đem cái này xem như một loại hy vọng, xem như mọi người tiến lên động lực. Bọn hắn hy vọng nhiều Diệp Quân Lâm vẫn còn, đám người này còn dám phách lối sao? Diệp Quân Lâm đúng không? Đừng nói hắn chết rồi, dù là hắn còn sống lại như thế nào. Hiện tại ta, người cảm thấy ta sẽ sợ hắn sao? Lý Tùng Khuê cười lạnh. Đám người trầm mặc. Đúng a. Diệp Quân Lâm lần lượt trở thành đại hạ chúa cứu thế, bởi vậy mọi người trong tiềm thức hắn trở thành không gì làm không được tồn tại. Nhưng nghĩ lại, Diệp Quân Lâm dù là còn sống lại như thế nào? Để lại cho mọi người trong ấn tượng, Diệp Quân Lâm cùng áo vải sát thần cũng chính là một cái cấp bậc. Có thể bố áo sát thần bị Lý Văn Hải đè xuống đất ma sát. Lý Tùng Khuê những người này so Lý Văn Hải càng mạnh. Diệp Quân Lâm lấy cái gì cùng bọn hắn đánh? Chấm. Lý Tùng Khuê cười lạnh, chúng ta ngược lại là hy vọng Diệp Quân Lâm còn sống. Sau đó chúng ta tự tay giết hắn, rút ra ngoài của nó, rút hắn gân. Để hắn chết không toàn thây. Lúc trước Richard cho bọn hắn nói là có muốn hay không tìm Diệp Quân Lâm báo thù, kết quả khi bọn hắn trở thành cường giả về sau, Diệp Quân Lâm chết rồi. Mọi người không ít vì chuyện này phiền muộn. Các ngươi, Tiêu Phong bọn hắn đều muốn tức điên. Trước thỏa mãn hai cái điều kiện này. Lại cùng chúng ta đàm phán. Nếu không hậu quả các ngươi biết đến. Ta liền không quen nhìn Diệp Quân Lâm đám này đồ đệ, trước hắn a toàn quỳ xuống cho ta dập đầu. Nhanh, nếu không chuyện này không có thương lượng. Lý Tùng Khuê mấy người phách lối không thôi. Bọn hắn muốn nhìn tận mắt Tiêu Phong bọn người quỳ trên mặt đất dập đầu, trong lòng mới có thể thỏa mãn. Cái khác đàm phán đại biểu cùng Tiêu Phong mấy người thương lượng, các ngươi.
các ngươi liền hạ một lần quỳ đi, vì hòa bình. Vì đại hạ. Tiêu Phong mấy người càng phát ra tức giận, vì đại hạ chúng ta liền chết còn không sợ. Thế nhưng là hướng những cái này tạp toái quỳ xuống, chúng ta làm không được. Huống chi các ngươi phải hiểu, điều kiện thứ hai đáp ứng, một khi lệnh cấm giải trừ, những cái kia rác rưởi sẽ tranh nhau chen lấn tiến vào đại hạ. Đến lúc đó sẽ đối đại hạ tạo thành hậu quả sao? Đúng, huống chi lệnh cấm giải trừ về sau, đối đại hạ danh dự ảnh hưởng quá lớn. Sẽ nói chúng ta sợ, chúng ta khuất phục. Đây là các ngươi muốn nhìn đến sao? Chấm. Tiêu Phong bọn người một phen, những cái kia đàm phán đại biểu toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn chỉ là muốn cùng bình giải quyết, cũng không muốn đại hạ xảy ra vấn đề. Không quỳ xuống sao, vậy liền cút. Đoàn đàm phán bị trục xuất khỏi tới. Bọn hắn muốn một lần nữa trở về thảo luận chuyện này. Điều kiện thứ nhất theo bọn hắn nghĩ tốt thỏa mãn. Đến lúc đó trực tiếp mệnh lệnh Tiêu Phong bọn hắn quỳ xuống là được. Nhưng cái thứ hai hủy bỏ lệnh cấm liền khó. Chấm. Sau đó Lý Tùng Khuê bọn người vẫn như cũ làm theo ý mình. Tiếp tục mở ra bọn hắn chinh phục bước chân. Thần phục người thu. Người cự tuyệt giết. Đại hạ từng người cường giả đi khiêu chiến. Bao quát trên thiên bảng, đều bại. Thậm chí cuối cùng thiên sách phủ ba vị cường giả, cũng chính là Lý Tử Nhiễm ba người sư phụ bọn hắn cũng tới khiêu chiến. Một mặt là bọn hắn tức giận không thôi. Một phương diện cũng là thiên sách phủ nghĩ tìm kiếm mới một nhóm thuần năng lượng thể thực lực. Lần trước bọn hắn áp chế Lý Văn Hải, để Lý Văn Hải chạy trốn. Nhưng lần này đối đầu Lý Tùng Khuê về sau, bại. Bọn hắn bại. Nếu không phải trốn được nhanh, cũng phải chết ở Lý Tùng Khuê trên tay. Đây đối với đại hạ, đối với thế giới đến nói là cái tàn khốc tin tức. Lý Tùng Khuê đám người đã đến không cách nào ngăn trở tình trạng. Đại hạ thiên bảng đều không có cách, thiên sách phủ ba đại cao thủ cũng bại. Đến tột cùng ai có thể ngăn trở bọn hắn? Này một đám quái vật muốn liên hợp lại, ai có thể cản? Một nhóm người này đã hình thành tai nạn. Nghiêm trọng uy hiếp được đại hạ. Richard mục đích đạt tới. Chính là muốn dạng này bức bách đại hạ, nhô ra lá bài tẩy của bọn hắn tới. Lý Tùng Khuê bước kế tiếp các ngươi nên làm như vậy. Richard lại cho mọi người nhiệm vụ mới. Áp bách thiên sách phủ, để bọn hắn giao ra Diệp Quân Lâm hài tử. Cùng bọn hắn trao đổi giao ra Diệp Quân Lâm hài tử, các ngươi liền sẽ lập tức rời khỏi đại hạ. Đây là Richard hạ nhiệm vụ mới. Lúc trước quân quân thiên phú toàn thế giới đều biết. Liền chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm cao tầng đều rất chú ý. Bọn hắn cũng muốn quân quân. Thậm chí có hạch tâm cao tầng nói ra một câu nói như vậy, có dạng này một vị thiên tài, rất có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người bố cục. Mà lại bức bách đối phương giao ra quân quân, liền tương đương với đối phương phục nhuyễn. Như thế đại hạ tại trên quốc tế thanh danh sẽ rớt xuống ngàn trượng, sẽ bị đám người chế nhạo. Đây là Richard muốn. Chấm. Thiên sách phủ thiên cơ các lầu các trước. Mấy người đứng thẳng. Đây đều là thiên sách phủ mấy vị thần tướng. Phụ trách thiên sách phủ chủ yếu công việc. Nhất là tại thiên sách phủ người cầm lái chờ cao tầng bế quan tình huống dưới, thiên sách phủ từ bọn hắn toàn quyền quản lý. Hiện tại bọn hắn đến cầu vấn thiên cơ các Lý Tùng Khuê lai lịch của những người này tình huống vân vân. Thiên cơ các trong lầu các truyền tới một thanh âm, Lý Tùng Khuê chờ 37 người đến từ chư thần phòng thí nghiệm, là Richard Hoàn Nguyên Hứa Chính Kiệt thí nghiệm. Những người này được xưng là thuần năng lượng thể, nói trắng ra không có cố định hình thể, bởi vậy bất tử bất diệt. Cảm tạ, chúng ta biết, chính là Richard âm mưu, những người này là bị thế giới lưu vong, không có bất kỳ cái gì quốc gia thừa nhận thân phận của bọn hắn. Vừa vặn Richard bắt bọn hắn tới đối phó đại hạ, tới thăm dò lá bài tẩy của chúng ta. Mấy vị thần tướng đã liên tiếp kịp phản ứng. Thiên cơ các lầu bên trong truyền ra thanh âm, đi qua cái này trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm bên trong, các ngươi chỉ muốn bảo vệ sứ mệnh. Kỳ thật chính là bảo thủ, ngăn cách, nhưng mà địa phương khác tổ chức bí mật cơ cấu đã sớm tại bố cục, thậm chí bố cục mấy trăm năm. Thí dụ như cái này chư thần phòng thí nghiệm đã sớm tại bố cục, khẩu vị của bọn hắn là toàn bộ đại hạ. Đã sớm nghĩ đến như thế nào nhằm vào thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc, đây chính là bọn họ đang thử thăm dò lá bài tẩy của các ngươi. Loại này bố cục thăm dò đã làm rất nhiều rất nhiều. Các ngươi phản ứng quá chậm. Nói thật, các ngươi thiên sách phủ cũng không bằng Diệp Quân Lâm. Nghe được như vậy chỉ trích, mấy đại thần tướng rất phẫn nộ, lại không thể làm gì. Thiên cơ các đám lão gia này bối phận cao không nói, còn một cái so một cái lợi hại,
thế nhưng là bọn hắn không phục. Thiên sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc là dạng gì tồn tại? Diệp Quân Lâm lợi hại hơn nữa, trong mắt bọn hắn cũng chẳng qua là dã lộ xuất thân. Bọn hắn so ra kém Diệp Quân Lâm. Đây không phải kéo con bê sao? Mấy đại thần tướng rời đi về sau, lập tức thảo luận, như thế nói đến, những người này chính là vì dò xét ra lá bài tẩy của chúng ta. Chúng ta chỉ cần phái ra một vị, vậy thì tương đương với bại lộ cho chư thần phòng thí nghiệm rồi. Nhưng càng như vậy, chúng ta liền càng không thể bại lộ át chủ bài A. Chấm. Lý Tùng Khuê mấy chục người tại đại hạ hoành hành không sợ, căn bản không ai không cách nào ngăn cản. Viêm Long Vệ cùng Thiên Sách Phủ bất đắc dĩ lần thứ hai đàm phán bắt đầu. Lần này là Lý Tùng Khuê bọn hắn chủ động yêu cầu. Viêm Long Vệ vốn cho rằng Thiên Sách Phủ sẽ không đáp ứng. Thật không nghĩ đến Thiên Sách Phủ đáp ứng. Đồng thời công bố Lý Tùng Khuê đưa ra điều kiện thứ nhất cùng điều kiện thứ hai đều có thể đáp ứng. Điều kiện thứ nhất không quan trọng, là để Tiêu Phong bọn hắn quỳ xuống. Điều kiện thứ hai công bố là Diệp Quân Lâm nói ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại hạ danh dự. Mà lại thời gian dài như vậy đi qua, lệnh cấm đã là bài trí. Cho nên có thể lấy tiêu. Tất cả mọi người minh bạch, từ khi đánh bại Thiên Bảng cao thủ cùng Thiên Sách Phủ ba đại cao thủ sau. Bọn hắn lực lượng càng đủ. Chấm. Đàm phán tổ cùng Lý Tùng Khuê bọn hắn lần nữa gặp mặt. Trước hai điều kiện thỏa mãn. Sau đó lại đem Diệp Quân Lâm hài tử giao ra, chúng ta lập tức rời khỏi đại hạ. Bằng không mà nói đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Đại hạ cũng không ai có thể ngăn cản chúng ta a. Lý Tùng Khuê mấy người trực tiếp nói ra điều kiện. Điều kiện này vừa ra tới, Tiêu Phong mấy người càng thêm nổ. Còn muốn mang đi tiểu sư muội. Không có khả năng. Người người đều muốn liều mạng. Chẳng qua những người khác ngay lập tức liên hệ Thiên Sách Phủ. Tin tức ngay lập tức truyền đến Thiên Sách Phủ thần tướng nơi nào. Cũng truyền đến Chỉ Đạo Quân Quân mấy vị lão sư trong lỗ tai. Chỉ Đạo Quân Quân mấy vị lão sư thế nhưng là có lai lịch lớn, luận tư lịch nhưng so sánh mấy vị thần tướng đều muốn lão. Đồng thời Quân Quân mấy vị sư phụ là Thiên Sách Phủ ra một vị, Bảo Long nhất tộc mỗi một chi ra một vị. Mỗi một vị đều là siêu cấp đại năng. So Lý Tử Nhiễm ba người bọn họ sư phụ cao hơn quá nhiều đẳng cấp. Dù sao Quân Quân thế nhưng là thiên phú cao nhất một vị. Thậm chí có thể nói là Thiên Sách Phủ Bảo Long nhất tộc tương lai nền tảng. Kia là thủ hộ đại hạ tương lai hạt giống. Quá trọng yếu. Cho nên Quân Quân mấy vị sư phụ đều rất khủng bố. Nói như vậy, thần bí Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc bên trong. Đối Quân Quân cái này duy nhất kẻ ngoại lai, ai cũng không dám đi gây. Cũng bởi vì Quân Quân mấy vị sư phụ quá khủng bố, lại địa vị quá cao. Không thể trêu vào a. Quân Quân chính là mọi người tiểu tổ tông. Nghe được Lý Tùng Khuê bọn hắn đàm phán điều kiện là đem Quân Quân giao ra, Quân Quân mấy vị sư phụ giận. Phản các ngươi, loại điều kiện này ta xem ai dám đáp ứng. Đây là Quân Quân một vị nữ sư phụ, cũng là Thiên Sách Phủ ra tới. Nghe nói nàng cùng Thiên Cơ các kia mấy lão già là cùng thế hệ lại đồng dạng thần bí. Nàng vọt thẳng đến Thiên Sách Phủ mấy đại thần tướng trước mặt giận dỗi, cái kia không muốn mặt, dám đánh ta đổ nhi chủ ý. Mấy đại thần tướng bị hù dọa. Thiên Sách Phủ nhiều như vậy cao thủ tùy tiện phái đi ra mấy cái, chẳng phải giải quyết những cái kia phế vật rồi. Còn muốn đem đồ đệ của ta giao ra, nghĩ như thế nào, ta đường đường Thiên Sách Phủ cần cùng người đàm phán. Quân Quân sư phụ giống giận. Toàn bộ khu vực đều trên mặt đất chấn giống như. Mấy đại thần tướng run lẩy bẩy. Tiền bối chúng ta còn không có đáp ứng chứ, mà lại chúng ta Thiên Sách Phủ chậm chạp không có hành động là bởi vì từ đại cục đến suy xét. Hiện tại chư thần phòng thí nghiệm là cầm những cái này thuần năng lượng thể kiểm tra chúng ta Thiên Sách Phủ át chủ bài. Bọn hắn tại đối chư thần phòng thí nghiệm bố cục A. Chúng ta cũng chưa định đem Quân Quân giao ra A, chúng ta chỉ là đang nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tạm thời ẩn nhẫn là vì về sau phản kích. Chấm. Đám người bắt đầu giải thích. Thiên Sách Phủ cùng Bảo Long nhất tộc tồn tại ý nghĩa cũng không phải là vẻn vẹn là nhất thời khắc nguy nan cứu vớt đại hạ, cũng ở chỗ giữ gìn đại hạ danh dự tôn nghiêm. Hiểu không? Tốt, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, ta đi xử lý. Quân Quân nữ sư phụ đóng sập cửa mà đi. A, à, mấy đại thần tướng sửng sốt một chút. Nếu để cho vị lão tổ tông này ra ngoài, vậy còn không phải lật trời a? Nhưng là các ngươi dám ngăn trở sao? Nàng quyết định sự tình ai có thể cản,
dù là thần soái tại đều không nhất định a. Chấm. Mấy đại thần tướng muốn đuổi theo, nhưng lại không dám truy, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm cái gì. Chấm. Đàm phán địa điểm là tại kinh thành. Lý Tùng Khuê bên này tụ tập tất cả thuần năng lượng thể. Chỉ có tụ tập cùng một chỗ khả năng cho Thiên Sách phủ bọn hắn lớn nhất áp lực. Kỳ thật cũng không phải là không phải muốn quân quân, đây là Richard chọc giận Thiên Sách phủ một chiêu. Hắn là đang bức bách Thiên Sách phủ động thủ. Chấm. Thế nào, quyết định của các ngươi đâu? Chúng ta nhưng chờ không được thời gian quá dài. Lý Tùng Khuê thúc giục. Đàm phán tổ còn đang chờ đợi tin tức. Mời chờ một chút, chúng ta đã đem tin tức thông báo đi lên. Rất nhanh tin tức liền sẽ đến rồi. Đám người nơm nớp lo sợ. Chấm. Lý Tùng Khuê bọn người muốn cười. Bọn hắn có một ngày vậy mà lại đem đại hạ bức thành dạng này. Thoải mái a. Oanh. Đúng lúc này đợi, cửa nát, phòng ốc ầm vang sụp đổ. Là những cái kia hỗn đản đánh ta đổ nhi chủ ý. Thanh âm như cuồn cuộn thiên lôi truyền đến. Quân quân bá khí nữ sư phụ đến rồi. Quân quân nữ sư phụ nhìn bộ dáng, cũng chính là trung niên nữ tính. Mặc một thân mộc mạc trường sam. Cần phải tại Thiên Sách phủ, nàng chính là nữ tổ tông. Không có ai biết tuổi của nàng cấp. Ừm, Thiên Sách phủ không có ai sao? Phái nữ đến. Lý Tùng Khuê bọn người nhìn thấy là nữ. Toàn bộ đều cười. Chết cười ta, đường đường Thiên Sách phủ phái nữ nhân đến. Mất mặt a. Hôm nay hẳn là Thiên Sách phủ sỉ nhục nhất một ngày đi. Có phải là Thiên Sách phủ căn bản không có nam nhân a? Ta nhìn chính là Amnico. Chấm. Dù sao Lý Tùng Khuê nhiệm vụ của bọn hắn chính là ý nghĩ thiết pháp chọc giận Thiên Sách phủ. Nhìn thấy đến chính là người phụ nữ, Lý Tùng Khuê bọn người càng thêm không kiêng nể gì cả. Nghĩ trăm phương ngàn kế chế giễu. Nữ tổ tông cái gì tính tình? Thiên Sách phủ bên trong người người đều biết. Dù là trưởng khống thực quyền mấy đại thần tướng đều dọa thành như thế. Chớ nói chi là những người khác. Mấu chốt quân quân mấy vị sư phụ đều là Thiên Sách phủ cùng Bảo Long nhất tộc lão tổ tông a. Mấy cái lão tổ tông cấp bậc. Một cái so một cái tính tình kém, một cái so một cái gắt gỏng. Động thủ, một cái so một cái hung ác. Nhất là mấy cái lão tổ tông đối quân quân là cương chiều đến cực hạn. Nói như vậy, quân quân dù là muốn trên trời ngôi sao, mấy vị lão tổ tông đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế hái xuống. Hiện tại muốn quân quân liền tương đương với tại muốn mạng của bọn hắn. Có thể không tức giận sao? Nhất là vị này nữ tổ tông là mấy vị sư phụ ở trong tính tình táo bạo nhất một vị. Thậm chí có người xưng hô nàng là nữ bạo quân. Lúc đầu bởi vì quân quân sự tình nàng cực độ phẫn nộ. Hiện tại lại nghe được Lý Tùng Khuê mấy người trào phúng, nữ tổ tông càng là phẫn nộ đến cực hạn. Nữ tổ tông ánh mắt lạnh như băng tại Lý Tùng Khuê mấy người trên thân quét tới quét lui, chính là các ngươi muốn ta đổ nhi. Đúng, không sai, mau đem Diệp Quân Lâm nữ nhi giao ra. Lý Tùng Khuê khinh thường nhìn xem nàng. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có đem tôn này nữ tổ tông đưa vào mắt. Oanh! Đột nhiên một đạo oanh bạo thanh âm nổ vang. Mặt đất ầm vang sụp đổ. Không trung mây hình nấm nổ tung. Khí lưu tán loạn, rời sông lấp biển, không trung tựa như thiên lôi cuồn cuộn. Lập tức, giữa thiên địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng Lý Tùng Khuê bay ra ngoài. Thân thể nghiêm trọng biến hình. Đáng sợ nhất chính là Lý Tùng Khuê vậy mà cảm nhận được một cỗ sợ hãi cùng đau đớn. Sợ hãi rất bình thường. Đối diện nếu là cường đại, có thể gây áp lực cho hắn. Nhưng là đau đớn cảm giác. Cái này không cách nào giải thích. Theo lý mà nói hắn không có hình thể, thân thể là thuần năng lượng thể tạo thành, cái này sao có thể có cảm giác đau đớn? Không có khả năng. Cái này so bỏ đi cảm giác đau thần kinh còn muốn đáng sợ. Không có đau nhức cảm giác. Nhưng lại có đau đớn truyền đến. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nàng một chiêu này uy áp trực tiếp áp bách đến ý thức của hắn, từ đó sinh ra đau đớn? Chỉ có thể nói rõ trước mắt nữ nhân này quá mạnh. Oanh! 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 Chấm! Nữ tổ tông cái này bạo tính tình đi lên, nhưng căn bản thu lại không được. Từng nhát cái tát mạnh mẽ quất vào Lý Văn Hải, Lý Văn Phi đám người trên mặt. Ầm ầm! Mỗi một bàn tay đánh xuống. Đại địa sụp đổ, trên bầu trời nổ tung mây hình nấm. Cái gọi là một mạch động sơn hà. Nữ tổ tông đây là một bàn tay động sơn hà. Vô luận Lý Triệu hai nhà những cái này thuần năng lượng thể mạnh bao nhiêu, nhưng tại nữ tổ tông bàn tay,
từng cái toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thân thể nghiêm trọng biến hình không nói, trong lúc nhất thời còn khó có thể phục hồi như cũ. Năng lượng đều bị áp xúc. Đây là chưa từng có tình huống. Đáng sợ nhất chính là mỗi người cảm nhận được đau đớn. Từ đám bọn hắn thí nghiệm thành công đến nay, bọn hắn thử qua các loại phương thức đến cảm thụ đau đớn, kết quả đều không có. Nhưng trước mắt này cái nữ tổ tông một bàn tay liền để bọn hắn cảm nhận được. Đáng sợ. Thực sự thật đáng sợ. Cái này mẹ hắn thiên sách phủ đến cùng là quái vật gì a? Lý Tùng Khuê bọn hắn chấn kinh. Richard chấn kinh. Toàn thế giới đều chấn kinh. Cái này tính tình nóng nảy nữ tổ tông đến cùng là ai? Hôm nay, thiên sách phủ thần bí nữ cao thủ xuất thế, tính tình nóng nảy, một bàn tay kinh thế. Chấn động các nơi, gây nên phản ứng dây chuyền. Richard đều dọa sợ. Tại trong dự đoán của hắn thiên sách phủ cuối cùng sẽ ra tay, chẳng qua át chủ bài là một chút xíu bóc lộ ra ngoài. Nhưng làm sao biết trực tiếp ra tới cái nữ bạo long. Cái này tính tình nóng nảy ai cũng sợ. Một cái tát kia uy lực quá khủng bố rồi. Cái này cho tất cả mọi người đánh sợ. Richard vội vàng đem nữ tổ tông ảnh chụp cùng video phát cho chư thần phòng thí nghiệm. Vài giây đồng hồ về sau, kết quả ra tới. Chư thần phòng thí nghiệm số liệu khổng lồ trong kho cũng không có vị này tin tức. Một chút xíu đều không có. Phải biết phía trước Lý Tử Nhiễm ba người tại thiên sách phủ đạo sư đều tra được. Vị này vậy mà không có tin tức. Cái này. Richard lập tức bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Thật đáng sợ. Chuyện này liền chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm cao tầng đều kinh động. Ví dụ như Richard người lãnh đạo trực tiếp cùng chơi thằng hề bài poker vị kia đều tích cực chú ý. Chấm. Giữa sân. Oanh. Nổ vang một tiếng, nữ tổ tông đã xuất hiện tại Lý Tùng Khuê mấy người trước người. Chính là ngươi muốn bắt đồ nhi ta. Nàng nghiêm nghị hỏi. Ta. Lý Tùng Khuê đều dọa sợ. Oanh. Nhưng nữ tổ tông căn bản không nói cho hắn cơ hội, một bàn tay oanh ra. Trực tiếp đem Lý Tùng Khuê một gương mặt rút đến chia năm xẻ bảy. Lý Tùng Khuê thân thể biến hình càng phát ra nghiêm trọng. Dọa sợ. Lý Tùng Khuê ý thức mơ hồ, trống rỗng. Liền các người muốn bắt đồ nhi ta. Nữ tổ tông lại nhìn về phía những người khác. Oanh. Chấm. Nữ tổ tông lại một cái tát tiếp lấy một bàn tay quất vào những người này trên mặt. Mỗi một bàn tay liền phải long trời lở đất. Nhìn như đơn giản phổ thông một bàn tay kết quả ẩn chứa hủy diệt chi thế. Mỗi một bàn tay rút ra, tất cả mọi người cảm giác thế giới muốn hủy diệt đồng dạng. Lý Văn Hải bọn người một cái tiếp một cái lại bị quất bay ra ngoài. Thân thể bọn họ biến hình trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là diện mục càng là chia năm xẻ bảy, khôi phục tốc độ nhiều lần trở nên chậm. Đau. Rút ra linh hồn một loại đau khổ. A. À. Chấm. Để đám người phát ra tan nát cõi lòng đau khổ âm thanh tới. Cảm giác kia tựa như là linh hồn của bọn hắn tại bị thiêu đốt. Khủng bố. Quá khủng bố. Lý Văn Hải bọn hắn cả đám đều sắp điên. Đây cũng quá đáng sợ đi. Vốn cho là thuần năng lượng thể bất tử bất diệt đặc chất, bọn hắn có thể hoành hành không sợ, dù là gặp được mạnh hơn chính mình đối thủ, cũng không cần quản. Bởi vì vô luận đối thủ lại thế nào mạnh, cũng đánh không chết mình. Bọn hắn tại chư thần phòng thí nghiệm trải qua các loại kiểm tra, cũng là dạng này. Bọn hắn chính là bất tử bất diệt. Căn bản giết không chết. Liền Richard đều nói, hắn nghĩ không ra đối phó thuần năng lượng thể biện pháp. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói bọn hắn chính là vô địch. Dù là đối phương mạnh hơn, có thể giết bất tử bọn hắn, sẽ chỉ bị bọn hắn tươi sống mài chết. Cho nên Lý Tùng Khuê bọn người rất là kinh hỉ, bọn hắn là giết không chết. Dạng này bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bởi vì căn bản không có người bắt bọn hắn không có cách nào. Nhưng hôm nay phá vỡ bọn hắn nhận biết. Thứ nhất, bọn hắn bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thứ hai, bọn hắn vậy mà cảm nhận được đau đớn. Thứ ba, thân thể bọn họ nghiêm trọng biến hình, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục. Chấm. Giờ khắc này, bọn hắn đối mặt vị này nữ tổ tông, lại có loại thật sâu cảm giác bất lực. Lần thứ nhất xuất hiện bọn hắn khả năng thực sẽ chết cảm giác. Bọn hắn cảm giác lại bị cái này nữ tổ tông đánh mấy lần, năng lượng liền tiêu tán, thân thể cũng liền không có. Bọn hắn liền chết. Bọn hắn không phải thật sự bất tử bất diệt. Chỉ là không có gặp được cường giả. Bọn hắn thật sẽ chết cảm giác tràn ngập,
mỗi người đều cùng với sợ hãi. Lý Tùng Khuê sau khi đứng dậy, cố nén tan nát cõi lòng đau đớn, lập tức hô, cô gái này rất mạnh. Chúng ta không thể bị nàng từng cái đánh tan, chúng ta cùng một chỗ. Lý Tùng Khuê chỉ huy dưới, mấy chục người tụ tập lại một chỗ. Nhìn chòng chọc vào nữ tổ tông. Thuần năng lượng thể thật sẽ chết. Đây là người trong cuộc sâu sắc cảm thụ. Bọn hắn đơn độc đến thật có chút sợ. Cô gái này quá mẹ hắn mãnh. Liền chưa thấy qua mạnh như vậy. Thật sợ hãi. Cho nên Lý Tùng Khuê muốn đem tất cả mọi người tụ tập lại, cùng một chỗ đối phó nữ tổ tông. Đây là chúng ta lần thứ nhất tập thể ra tay. Chúng ta sẽ cho ngươi biết chúng ta cường đại cỡ nào. Lý Tùng Khuê đôi mắt bên trong tràn đầy tự tin. Bọn hắn mấy chục người cùng một chỗ, căn bản không có đem nữ tổ tông để vào mắt. Bọn hắn đồng loạt ra tay long trời lở đất. Huống chi Richard vì bọn họ tỉ mỉ thu xếp từng bộ hợp tác chiến thuật. Để bọn hắn đem riêng phần mình uy lực phát huy đến lớn nhất. Muốn đưa đến 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Cho nên mọi người cùng nhau ra tay, từng cái tự tin đều đến. Nếu như mọi người lại đánh bại trước mắt vị này. Bọn hắn thật là kinh động toàn thế giới. Mọi người càng phát hưng phấn. Bọn hắn khí thế biến đổi, một cỗ tĩnh mịch khí tức xuyên ra, tràn ngập toàn trường. Richard cùng chư thần phòng thí nghiệm tràn ngập chờ mong cùng tự tin. Bọn hắn rất muốn nhìn đến thắng lợi hình tượng. Chấm. Nhìn thấy Lý Tùng Khuê tất cả mọi người liên hợp, nữ tổ tông chỉ là cười lạnh một tiếng. Cút. Nàng hai chân giẫm mạnh đại địa lắc lư, tất cả mọi người bị sáng rõ thất điên bát đảo. Khí thế đáng sợ tại lan tràn. Tất cả mọi người cảm giác được có cái gì không đúng, phảng phất nơi này xảy ra chuyện gì. Không đúng, cái này, ta làm sao bị hạn chế, ta không cách nào sử dụng năng lượng của ta. Lý Tùng Khuê sắc mặt đại biến. Ta cũng vậy, ta cũng không cách nào khống chế, ta cảm giác có cái gì đè ép ta. Ta không động đậy, ta toàn thân tựa như đều bị hạn chế đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, chúng ta đây là làm sao rồi? Chấm. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn hắn bị hạn chế. Liền cơ sở nhất lực lượng đều không thể sử dụng. Hơi yếu một chút thậm chí đều không thể động đậy. Cái này. Chẳng lẽ. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía nữ tổ tông. Nàng vừa rồi hai chân giẫm một cái, dường như thay đổi nơi này từ trường một loại nguyên tố. Trực tiếp hạn chế năng lượng của bọn hắn. Để bọn hắn một tí đều không phát huy ra được. Nữ tổ tông mặt không biểu tình nhìn xem bọn hắn. Chậm rãi nâng tay phải lên, lăng không một bàn tay oanh ra. Một đạo bàn tay khổng lồ ầm vang rút ra. Ầm ầm, thiên địa rung động, gần như toàn bộ kinh thành đều đang lắc lư. Không trung đen nghịt mây đen trực tiếp bị đuổi tản ra. Lý Tùng Khuê mấy mười người trực tiếp bị oanh té xuống đất. Một đạo bốn cái sân bóng lớn nhỏ giấu bàn tay rơi trên mặt đất, sâu đạt mấy mét. Rung động, quá mức rung động, một bàn tay chịu uy khủng bố như vậy. Đây là thần A. Cái này phụ nữ trung niên làm sao khủng bố như vậy? Về phần Lý Tùng Khuê mấy cái trực tiếp bị đập thành bánh. Nữ tổ tông một tát này dưới, vậy mà đem bọn hắn năng lượng thể một nửa năng lượng oanh không có. Còn lại một nửa để bọn hắn kéo dài hơi tàn. Nguyên lai nữ tổ tông nương tay, không phải một bàn tay trực tiếp đem bọn hắn đều đập không có. Sở dĩ giữ lại bọn hắn là muốn dẫn trở về để thiên sách phủ nghiên cứu. Như thế nào giết chết thuần năng lượng thể? Thiên sách phủ nữ tổ tông hôm nay cho ra đáp án. Chính là đầy đủ mạnh. Bọn hắn không phải đáng sợ năng lượng tạo thành sao? Vậy liền đem năng lượng trực tiếp oanh không? Bọn hắn không sẽ chết rồi. Đương nhiên đối với người bình thường đến nói, thân thể bọn họ tạo thành năng lượng thật đáng sợ. Sao có thể là tùy tiện đánh tan? Căn bản không có khả năng. Nhất là Hứa Chính Kiệt phát hiện siêu năng lạp tử va chạm ra tới năng lượng càng đáng sợ. Đây chính là cần người này đầy đủ mạnh. Nữ tổ tông đối một phương hướng nào đó hô to, nhìn thấy sao? Đây chính là biện pháp giải quyết. Một đám phế vật, chút chuyện nhỏ này, còn muốn lan đến gần đồ nhi ta. Nữ tổ tông đây là tại giáo thiên sách phủ làm việc. Nữ tổ tông lại hô. Nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương, có ý tưởng đều cút xa một chút cho ta. Nhất là ai dám đánh ta đồ nhi chủ ý, ta bất kể là ai, ta trực tiếp diệt. Bá khí bao che cho con. Sử thượng nhất bá khí. Nữ tổ tông đây là tại cảnh cáo toàn thế giới đạo trích, tuyệt đối đừng đánh đại hạ chủ ý. Càng đừng nàng đồ nhi chủ ý.
Nếu như trước kia, vô luận ai cảnh cáo, cho dù là Diệp Quân Lâm lần lượt cứu vãn đại hạ, nhưng nước ngoài người nào căn bản lờ đi. Bởi vì lực chấn nhiếp không đủ. Nhưng hôm nay vị này tổ tông dạng này một cuống họng, tất cả mọi người sợ. Ai không sợ a? Một bàn tay đem nhiều như vậy thuần năng lượng thể toàn đập vào trên mặt đất, ai không sợ? Đang lúc các quốc gia các thế lực đang nghiên cứu như thế nào đối phó thuần năng lượng thể thời điểm, nữ tổ tông trực tiếp ra tới, nàng có thể giết chết thuần năng lượng thể, loại rung động này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Liền Richard tâm đều một mực níu lấy, sắc mặt khó coi cực. Hắn bị hù dọa. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ người lãnh đạo trực tiếp vì sao nói chư thần phòng thí nghiệm có thể đối phó thuần năng lượng thể. Nguyên lai tại cường giả chân chính trong mắt, thuần năng lượng thể liền cùng yếu gà đồng dạng, có thể tùy tiện nghiền ép. Tại không có đạt tới hứa chính kiệt tình trạng trước, đều là cặn bã. Cứ như vậy, Richard kế hoạch toàn bộ thất bại. Hắn kế hoạch ban đầu là cầm Lý Tùng Khuê những người này một chút xíu bức bách ra thiên sách phủ át chủ bài. Thiên sách phủ sẽ từ từ phái ra càng ngày càng mạnh cao thủ. Ít nhất phải 10 top trở lên. Như vậy hắn liền có thể đối thiên sách phủ cái này tầm 10 phê cao thủ tiến hành phân tích. Dù sao tại hắn dự tính bên trong, thiên sách phủ muốn đối phó Lý Tùng Khuê cái này mười mấy cái thuần năng lượng thể không dễ dàng. Tối thiểu phải lột ra. Thậm chí không chỉ hơn 10 phê cao thủ, sẽ càng nhiều. Kém chút đều bộc lộ ra thiên sách phủ hơn phân nửa át chủ bài. Nhưng ai có thể nghĩ tới xuất hiện một cái nữ tổ tông. Một bàn tay cho hết đập trên mặt đất. Là người đều có thể nhìn ra nàng lưu thủ. Không phải Lý Tùng Khuê những người này thật toàn bộ bị nàng một bàn tay chụp chết. Quá khủng bố. Một bàn tay liền giải quyết vấn đề. Richard mắt trợn tròn. Thiên sách phủ càng là mắt trợn tròn. Bọn hắn nghĩ vỡ đầu gân sự tình, cứ như vậy giải quyết rồi. Chẳng qua có đôi khi che giấu không nhất định là chuyện tốt. Liền phải quả quyết một điểm, trực tiếp từ trên căn bản xử lý. Chấm. Hiện tại đã biết rõ đi, thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc rất cường đại, tựa như người căn bản không biết chư thần phòng thí nghiệm cường đại cỡ nào đồng dạng. Người lãnh đạo trực tiếp một câu giống như là đụng một cái nước lạnh dội tại Richard trên đầu. Hắn vẫn là tự đại. Vọng tưởng dùng những cái này thuần năng lượng thể đo ra thiên sách phủ át chủ bài. Nhưng kết quả rất hiển nhiên, thất bại. Còn dẫn xuất như thế một người điên, chấn nhiếp toàn thế giới. Chấm. Thánh kinh trong tổ chức. Minh tà thần bọn hắn rốt cuộc biết Hắc Ám Thượng Đế đã nói cùng đối thuần năng lượng thể chẳng thèm ngó tới. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thuần năng lượng thể không chịu nổi một kích. Nếu như ngươi giải quyết không được, vậy nói rõ ngươi không đủ mạnh. Thiên sách phủ cùng bảo long nhất tộc không thể trêu vào, trên cơ bản đại hạ lịch sử nhiều lâu đời, thiên sách phủ bảo long nhất tộc nội tình liền sâu bao nhiêu. Hắc Ám Thượng Đế nói một câu nói như vậy. Chấm. Đại hạ kinh thành. Nữ tổ tông dùng một sợi thừng kéo lấy Lý Tùng Khuê mấy chục người rời đi. Nàng muốn đem bọn hắn giao cho thiên sách phủ đi nghiên cứu. Mặc dù ở trước mặt nàng rất yếu, có thể đối đại hạ vẫn là có ý nghĩa. Thiên sách phủ người lập tức tới đón tiếp. Từng cái sát mồ hôi lạnh. Vị này nữ tổ tông tính tình cũng quá bạo đi. Nhanh gọn thu thập. Thật đúng là mạnh mẽ vang dội. Lâm đem người giao ra trước, nữ tổ tông khinh thường nhìn đám người liếc mắt. Liền các ngươi những cái này gà đất chó sành. Dù là đồ nhi ta quân quân cho các ngươi cũng mang không đi. Tất cả mọi người là sững sờ. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng ý tứ của những lời này. Rất đơn giản. Nữ tổ tông có ý tứ là quân quân đầy đủ mạnh, dù là cho bọn hắn cũng không năng lực mang đi. T. Đám người nhao nhao đổ rút khí lạnh. Một cái tiểu thí hài mạnh tới mức này sao? Ngẫm lại cũng thế. Mạnh nhất thiên phú, thêm mấy cái lão tổ tông chỉ đạo. Các phương biến sắc, có thể nói nữ tổ tông một tát này rút ra một thời đại mới. Thuần năng lượng thể cứ như vậy bị giải quyết, còn bị thiên sách phủ cầm đi nghiên cứu. Nữ tổ tông sau khi trở về, mấy đại thần tướng đều lẫn mất xa xa. Cứ việc nữ tổ tông làm như vậy phá hư quá nhiều phép tắc, đưa tới oanh động cũng quá lớn. Rất có thể thay đổi một chút thời đại quỹ tích cái gì. Nhưng mấy đại thần tướng cũng không dám nói a. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là thiên sách phủ người cầm lái thiên sách phủ thần soái cũng không thể nói đi. Bọn hắn có thể trốn xa hơn liền bao xa. Lần này trực tiếp đặt vững quân quân địa vị. Không thể nhất gây tiểu hài. Nhưng thiên sách phủ người cũng biết tiểu hài này không thể gây.
Lần này thế nhân nhìn thấy chính là một cái tổ tông. Cần phải biết rằng đứa trẻ này đứng phía sau hơn 10 vị lão tổ tông đâu. Một cái cứ như vậy. Nếu là hơn 10 lão tổ tông cùng một chỗ đứng ra. Vậy sẽ không cách nào tưởng tượng. Chẳng qua đây đều là bên ngoài không biết. Đều coi là quân quân chỉ có cái này một cái sư phụ. Khổ chính là thiên sách phủ người. Liền mấy đại thần tướng cũng không dám gây, chớ đừng nói chi là những người khác. Chấm. Côn Luân công nghiệp áo vải sát thần bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Lần này Diệp Quân Lâm có thể tiếp tục bế quan. Để bọn hắn vui mừng chính là thiên sách phủ bí mật đưa tới hai cái thuần năng lượng thể để bọn hắn nghiên cứu. Kỳ thật đến tặng thiên sách phủ thành viên cũng không biết vì sao muốn đưa cho Côn Luân công nghiệp. Bọn hắn không rõ chính là đây là thiên cơ các để tặng. Cứ như vậy, Côn Luân công nghiệp có thể từ đầu nguồn đối thuần năng lượng thể nghiên cứu, từ đó đi nhằm vào phòng ngự. Áo vải sát thần càng là cùng thiên sách phủ đại biểu hỏi thăm, xin hỏi Diệp tiên sinh mẫu thân còn tốt đó chứ? Thiên sách phủ mấy vị đại biểu đều là một mặt mộng, cái gì Diệp tiên sinh mẫu thân? Chúng ta không biết a. Áo vải sát thần gấp, không phải, lúc trước không phải thiên sách phủ đem người cứu đi sao? Ừm, có chuyện này sao? Không có, tuyệt đối không có sự tình. Huống chi các người ngẫm lại thiên sách phủ lần này mạnh mẽ vang dội giải quyết sự tình, cần phải đi lén lút cứu người sao? Chấm. Áo vải sát thần bọn hắn nhao nhao sững sờ. Xác thực như thế a. Căn bản không cần che che lấp lấp cứu người a, nữ tổ tông ra tới, một bàn tay liền chụp chết. Kia cứu đi Diệp Quân Lâm người của mẫu thân là ai? Mọi người nghi hoặc không thôi. Lại nói Lý Triệu hai nhà, cứ việc Lý Văn Hải những người này đều bị bắt sống, nhưng địa vị của bọn hắn một chút cũng không có giảm bớt. Vì sao? Liền bởi vì bọn họ là quân quân người nhà. Nữ tổ tông bao che cho con sự tình mọi người đều biết, ai dám đi gây quân quân người nhà a? Bọn hắn chính là thứ nhất hào môn. Thật sự là không nghĩ tới cuối cùng chúng ta nguyện vọng thực hiện, vẫn là dựa vào Diệp Quân Lâm. Lý lão gia tử bọn người phát ra thổn thức âm thanh. Chấm. Nữ tổ tông một tát này vỗ xuống, giống như toàn thế giới đều an tĩnh đồng dạng. Chư thần phòng thí nghiệm cùng Richard vậy mà đều trung thực. Đúng là bị đánh sợ. Cần các phương diện đối đại hạ tiến hành ước định. Thế lực khắp nơi thật là một điểm động tác đều không có. Trừ những cái kia cổ xưa chủng tộc thế lực, những người khác thật là không có động tĩnh. Chẳng qua cái này cho Côn Luân công nghiệp dã man phát dục sinh thời gian dài. Cái này các phương duy trì công nghiệp tập đoàn lấy đáng sợ tốc độ phát triển. Nghiên cứu ra vượt mức quy định vũ khí cùng khoa học kỹ thuật. Trong nháy mắt 3 tháng đi qua, các phương biến hóa đều rất lớn. Thật đều là tại giành giật từng giây. Đều hiểu thời đại mới rất nhanh đến, nếu ai chậm. Rất có thể sẽ trong tương lai bị đào thải. Biến hóa lớn nhất muốn thuộc Lý Tử Nhiễm. 3 tháng này tăng thêm thời gian lúc trước, Hắc Ám Thượng Đế dùng hết các loại thủ đoạn phương pháp kích phát Lý Tử Nhiễm. Oanh! Rốt cục tại một ngày này, Thánh Kinh tổ chức cung điện phát ra một tiếng vang trầm. Không trung mây bị đuổi tản ra, đại địa chấn chiến, chim thú bôn ba. Ha ha ha, thành công! Chân trời, truyền đến Hắc Ám Thượng Đế tiếng cười to. Một cái hoàn toàn mới Lý Tử Nhiễm xuất hiện. Cái này. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ nhao nhao lộ ra khó mà tin nổi thần sắc. Nàng như thế nào trở nên mạnh như vậy rồi? Khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Hắc Ám Thượng Đế triệt để kích phát tiềm lực của nàng sao? 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ cùng Thánh Kinh tổ chức thành viên khác bọn hắn vốn là đủ mạnh, nhưng vì sao nhìn thấy Lý Tử Nhiễm sẽ lộ ra vẻ mặt này đâu? Đó là bởi vì bọn hắn tại Lý Tử Nhiễm trên thân cảm nhận được cùng loại với Hắc Ám Thượng Đế cảm giác áp bách. Nói rõ dù là Lý Tử Nhiễm không bằng Hắc Ám Thượng Đế, cũng là đến gần vô hạn. Đây cũng quá đáng sợ. Bọn hắn rốt cuộc biết vì sao Hắc Ám Thượng Đế sẽ trực tiếp đem Lý Tử Nhiễm chọn thành đệ tử. Đây chính là đáp án. Bởi vì nàng có thể mạnh tới mức này. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Thánh Kinh tổ chức nữ đế. Địa vị gần với ta. Hắc Ám Thượng Đế trực tiếp sắc phong Lý Tử Nhiễm vì nữ đế. Đám người chấn kinh lại thán phục khí. Chấm. Một bên khác, áo vải sát thần đám người lo lắng Chu Oánh Oánh an nguy, bắt đầu tìm Diệp Quân Lâm. Chu Tước phí sức chín châu hai hổ, rốt cuộc tìm được Diệp Quân Lâm bế quan chỗ. Nhiều lần hỏi thăm không kết quả về sau, áo vải sát thần mấy người xâm nhập Diệp Quân Lâm bế quan địa điểm. Lại phát hiện Diệp Quân Lâm không gặp.
Diệp tiên sinh không phải đang bế quan sao? Hắn làm sao không gặp rồi? Áo vải sát thần bọn người sửng sốt. Kỳ Lân xem xét một vòng về sau, kinh ngạc nói, chỉ ít rời đi 3 tháng. Chu Tước có phải hay không là ngươi lầm, lão đại căn bản không ở nơi này bế quan. Thanh Long hỏi. Huyền Võ cùng Bạch Hổ đồng thời nói, không có khả năng. Chúng ta giúp Chu Tước tìm đến nơi này, lão đại trước đó ngay ở chỗ này bế quan. Đúng, sẽ không sai. Lão đại ngay ở chỗ này bế quan. Các ngươi nhìn những cái này cũng đều là lão đại lưu lại. Chu Tước cũng nói. Kỳ Lân suy tư, không khỏi nói, có thể khẳng định là lão đại hoàn toàn chính xác ở đây bế quan qua, đại khái 3 tháng trước rời đi. Đây chẳng phải là Lý Tùng Khuê những cái này thuần năng lượng thể hoành hành không sợ thời điểm. T. Đám người nhao nhao đổ rút khí lạnh. Một cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện. Nguyên lai khi đó Diệp Quân Lâm liền xuất quan rồi. Hắn xuất quan chẳng phải là mang ý nghĩa có thể giải quyết thuần năng lượng thể. Đoán chừng khi đó lão đại muốn ra tay, kết quả thiên sách phủ nữ tổ tông xuất hiện. Đoán chừng lão đại mới không có động thủ. Kỳ Lân sợ hãi than nói. Tất cả mọi người lộ ra nụ cười, nguyên lai lão đại sớm xuất quan. Áo vải sát thần mày nhíu lại lấy, kia tiên sinh 3 tháng này đi đâu rồi? Làm sao không hề có một chút tin tức nào? Theo lý mà nói hắn sau khi xuất quan hẳn là sẽ cùng chúng ta gặp mặt a. Không biết a, hết thảy tin tức đều không có. Tất cả mọi người tại lắc đầu. Kỳ Lân lại là cười cười, dựa theo lão đại phong cách, hắn khẳng định đang làm cái gì đại sự đâu. Sở dĩ không có liên hệ chúng ta, đại khái là sợ hãi bại lộ đi. Dù sao hiện tại Côn Luân phát triển kỹ nghệ đến kích thước nhất định, chúng ta cũng không nhất định an toàn, bị người để mắt tới không nhất định. Thanh Long cũng gật gật đầu, đúng a, lão đại nếu như cần chúng ta, nhất định sẽ liên hệ chúng ta. Chúng ta bây giờ cần phải làm là phát triển Côn Luân công nghiệp. Kỳ Lân rất là chờ mong, lão đại xuất quan đều 3 tháng, ta nghĩ rất nhanh liền sẽ có động tĩnh. Khẳng định là động tác lớn, chờ mong a. Tất cả mọi người minh bạch. Diệp Quân Lâm xuất quan 3 tháng không có tin tức, nhất định ấp ủ động tác lớn. Chấm. Không sai. Diệp Quân Lâm đã sớm xuất quan. 3 tháng trước, làm Lý Tùng Khuê bọn người bừa bãi tàn phá thời điểm, hắn liền xuất quan. Hắn sớm muốn đem bọn này tạp toái một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là Lý Tùng Khuê bọn hắn mấy chục người phân tán quá mở. Hai người một tổ tại một cái khu vực. Căn bản là không có cách tập trung ở một khối. Diệp Quân Lâm đang chờ một cái bọn hắn tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ cơ hội. Cơ hội đến, là cùng thiên sách phủ lúc đàm phán. Đang lúc hắn muốn xuất thủ thời điểm, nữ tổ tông chạy đến. Diệp Quân Lâm chỉ có thể coi như thôi. Cũng cảm nhận được nữ tổ tông kinh thế chiến lực. Cũng biết quân quân tình trạng. Hắn không cần lo lắng. Hiện tại Diệp Quân Lâm ở đâu? Kỳ thật Diệp Quân Lâm tại một cái địa phương nguy hiểm. Tinh quốc Tam Hưng tập đoàn. Hắn cùng Lý Thành Mẫn cùng một chỗ. Đây là chẳng ai ngờ rằng. Quanh đi quẩn lại, Diệp Quân Lâm trở về. Còn tại bọn hắn nội bộ. Cứ việc Tam Hưng tập đoàn là chư thần phòng thí nghiệm chó săn. Nhưng chân chó này tử cũng rất lợi hại, bọn hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn thần phục chư thần phòng thí nghiệm. Bọn hắn cũng bí mật trưởng khống chư thần phòng thí nghiệm thật nhiều đồ vật. Diệp Quân Lâm lợi dụng 3 tháng này, từ Tam Hưng tập đoàn tận khả năng nắm giữ chư thần phòng thí nghiệm tin tức. 3 tháng này xuống tới, Diệp Quân Lâm tổng kết rất nhiều. Chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm tầng là một chút cũng tiếp xúc không đến, không cách nào trưởng khống. Thế nhưng là cùng loại với Richard dạng này người phát ngôn cùng bên ngoài nhân viên Diệp Quân Lâm là toàn bộ nắm giữ. Đương nhiên còn có giống Tam Hưng tập đoàn dạng này chó săn, cũng nắm giữ 8-9 phần 10. Tốt. Ta rời đi. Trưởng khống hết thảy về sau, Diệp Quân Lâm chuẩn bị rời đi. Lý Thành Mẫn gấp gáp hỏi, người đi đâu? Đi giết một chút người. Diệp Quân Lâm bình tĩnh nói. Muốn bắt đầu sao, có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần. Chấm. Diệp Quân Lâm rời đi. Nhìn một chút trên danh sách lít nha lít nhít danh tự. Trước hết giết ai? Đây là cái vấn đề. Nhưng Diệp Quân Lâm rất nhanh khóa chặt tại một cái tên bên trên. Richard, lít nha lít nhít danh tự bên trong cái này nhất chướng mắt. Richard người ta đối thủ thời gian rất lâu, thậm chí ta không biết ngươi thời điểm, ngươi cũng đã là ta đối thủ. Hiện tại ta không cách nào lưu ngươi, giết. Bởi vì Richard đối Diệp Quân Lâm giá trị lợi dụng đến cùng. Richard át chủ bài đều lộ ra đến.
thông qua hắn đoán chừng rất khó lại đào móc ra chư thần phòng thí nghiệm càng nhiều. Cho nên Diệp Quân Lâm muốn giết hắn. Diệp Quân Lâm từ Tinh Quốc rời đi, thẳng đến Chiến Ưng Quốc. Thông qua Tam Hưng tập đoàn tình báo biết được gần đây Richard tuyệt không ra ngoài, mà là tại chính hắn độc lập trong phòng thí nghiệm. Đang nghiên cứu chân chính có thể tiếp cận Hứa Chính Kiệt thuần năng lượng thể thí nghiệm. Chấm. Chiến Ưng Quốc nào đó trụ sở bí mật bên trong. Trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là siêu năng lạp tử. Chúng ta trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào chế tạo ra so sánh Hứa Chính Kiệt phát hiện. Còn có cái khác thí nghiệm tổ từ đầu đến cuối tìm không thấy loại này thiên nhiên siêu năng lạp tử, thật sự là không biết Hứa Chính Kiệt làm sao phát hiện đồng thời thu hoạch. Ta cũng hoài nghi lấy chúng ta bây giờ kỹ thuật, dù là phát hiện loại này siêu năng lạp tử, cũng vô pháp thu hoạch, thậm chí sẽ có nguy hiểm to lớn tại. Chấm. Nghe thủ hạ báo cáo, Richard chau mày. Gần đây không có có một việc là thuận lợi. Nếu muốn đánh tạo ra duy nhất, thật sự là quá khó. Nhưng Lý Tùng Khuê loại này đại lượng sinh sản thấp phối bản đều bị thiên sách phụ nữ tổ tông một bàn tay hủy diệt. Các ngươi tiếp tục đi, ta đi về nghỉ. Richard đón xe về chỗ ở của mình. Cũng là khoảng cách căn cứ không xa. Là một tòa tư mật trang viên. Richard là cái cẩn thận đến tên biến thái. Đối với chỗ ở của mình, tự nhiên chế tạo thành an toàn nhất thành lũy. Hải lục không đều có cấp cao nhất phòng thủ hệ thống. Đối phòng ốc, đối giường những cái này đều thiết lập rất nhiều chạy trốn cứu sống công năng. Chỗ ở của hắn thủ vệ càng là khủng bố, còn lại thuần năng lượng thể đều thu xếp ở bên cạnh hắn, đi sát đằng sau. Richard là phải bảo đảm mình không thể ra một chút việc. Hắn thậm chí còn đem chỗ ở của mình vạch đến thượng đế quyền trưởng vũ khí oanh kích phạm vi bên trong. Thiết hạ từng đạo màn ngăn, chỉ vì bảo hộ an toàn của mình. Sắp sửa trước, Richard vẫn không quên dặn dò một phen. Mặc dù hắn tự tin nơi này không ai có thể tìm tới. Nhưng vẫn là muốn kiểm tra một chút. Hắn quá sợ chết. Chấm. Khoảng 10 giờ đêm, Diệp Quân Lâm đi vào Chiến Ưng Quốc mảnh này vắng vẻ khu vực. Rất mau tiến vào chư thần phòng thí nghiệm cấm khu, lập tức có người đem hắn ngăn lại. Đưa ra giấy thông hành hoặc là tiến hành mặt người phân biệt quét hình. Diệp Quân Lâm cười cười. Ta giết người mà đến, không cần giấy thông hành. Cái gì, giết người? Chặn đường thủ vệ còn không có kịp phản ứng, liền toàn bộ đổ xuống. Một cái hô hấp, cái này một cái chạm gác thủ vệ toàn bộ bị giết. Chấm. Lưỡi hái của tử thần một khi vung lên, vậy liền không cách nào dừng lại. Diệp Quân Lâm mở ra giết chóc. Vô luận là chạm gác công khai vẫn là chạm gác ngầm, đều từng cái xuất quỷ nhập thần biến mất. Mấu chốt những người này sau khi chết. Liền cái tin tức đều không phát ra được đi. Cho nên căn bản không có ai biết Diệp Quân Lâm tiếp cận bí mật này căn cứ. Bởi vì căn bản không có dị thường. Đây chính là Tam Hưng tập đoàn chỗ tốt. Bọn hắn cho chư thần phòng thí nghiệm cung cấp một chút nguyên vật liệu, hoặc là vật thí nghiệm. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít biết một chút trụ sở bí mật tình huống. Bởi vậy Diệp Quân Lâm muốn vào đến nhẹ nhõm rất nhiều. Một giờ trôi qua. Richard trụ sở bí mật dài đến hơn 100 dặm bên ngoài phòng tuyến toàn bộ bị Diệp Quân Lâm một người giải quyết hết. Chết hơn vạn người. Nhưng một điểm động tĩnh đều không có. Toàn bộ căn cứ không có ai biết. Nhìn xem gần trong gang tấc căn cứ, Diệp Quân Lâm lộ ra một vòng cười lạnh, Richard đêm nay ngươi có thể sống. Hắn muốn trước hủy căn cứ, lại giết Richard. Diệp Quân Lâm rất nhẹ nhàng tiến vào căn cứ. Căn bản không ai phát hiện. Đi vào khu vực hạch tâm. Mọi người lúc này mới phát hiện một người mặc cùng mọi người người khác nhau xuất hiện. Dù sao trong phòng thí nghiệm, tất cả mọi người mặc trang phục phòng hộ. Nhưng Diệp Quân Lâm mặc thường phục, quá làm người khác chú ý. Trên 100 ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Ngươi là ai? Ngươi tới làm gì? Lập tức có người đặt câu hỏi. Không có gì, đến giết các ngươi. Vừa mới nói xong, Diệp Quân Lâm trực tiếp mở giết. Rất nhanh thi thể đầy đất chất lên. Ầm ầm, hắn một bên giết người, một bên phá hư, căn cứ phòng thí nghiệm liên tiếp phá hủy. Diệp Quân Lâm cuối cùng đi vào phòng điều khiển chính, copy rơi tất cả số liệu về sau, lúc này mới đem căn cứ hủy đi. Ầm ầm, căn cứ nháy mắt hiện ra trong ngọn lửa. Tăng thêm một chút siêu cường nguồn năng lượng vật chất cũng cùng một chỗ nổ rớt. Uy lực khủng bố, trực tiếp đem toàn bộ trụ sở bí mật vén thượng thiên. Mây hình nấm nháy mắt hình thành. Đáng sợ ánh lửa lan tràn mấy chục dặm, giống như tận thế.
Chư thần phòng thí nghiệm cũng không phải là chỉ một cái phòng thí nghiệm, mà là một cái danh hiệu. Nó có rất nhiều loại này căn cứ. Căn cứ này là ban cho Richard. Richard địa vị rất cao, cho nên căn cứ này xem như hạch tâm căn cứ một trong. Đây là đả kích nặng nề. Căn cứ tại nổ nát nháy mắt, cách đó không xa Richard liền tiếp vào tin tức. Tích tích tích, còi báo động chói tai vang vọng trang viên. Richard chờ tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Dù sao trang viên cùng căn cứ hệ thống là liên thông. Vừa mới Diệp Quân Lâm copy đi số liệu thời điểm, kỳ thật đem Richard nơi ở tất cả số liệu đều copy đi. Hắn lập tức đem số liệu phát cho Lý Thành Mẫn. Tại Lý Thành Mẫn an bài đỉnh cấp hacker điều khiển dưới, rất nhanh toàn bộ trang viên hệ thống đều tê liệt. Bao quát hải lục không hệ thống phòng vệ chờ một chút đều tê liệt. Chấm. Trong trang viên, Richard giật mình tỉnh lại, tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Không tốt, có người xâm lấn căn cứ của chúng ta, đồng thời đem nó hủy đi. Trước mắt trong căn cứ không có có người sống sót. Còn có bên ngoài trụ sở liên quan đến hơn trăm dặm phòng tuyến cùng trạm gác công khai trạm gác ngầm toàn bộ mất khống chế, không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta trang viên hệ thống cũng tê liệt. Chấm. Một đầu lại một đầu tin dữ truyền đến. Richard dọa đến mặt đều muốn trắng rồi. Không có chút huyết sắc nào. Không tốt, lần này là ra đại sự. Đối phương đây là hướng về phía ta đến. Rút, tranh thủ thời gian rút lui. Richard hô. Richard tiên sinh, chúng ta phi hành khí toàn bộ tê liệt, không cách nào khởi động, chúng ta mang ngươi rời đi đi. Richard thủ vệ mang theo hắn liền muốn rời khỏi. Richard muốn chạy sao? Không có khả năng. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Dọa đến Richard một cái giật mình. Cái này tốt thanh âm quen thuộc. Vẫn là đại hạ ngữ. Diệp Quân Lâm. Richard nghe được. Đây là Diệp Quân Lâm thanh âm. Nhưng thật là Diệp Quân Lâm sao? Chẳng qua gần đây giả mạo Diệp Quân Lâm quá nhiều người. Dù là thanh âm vừa ra tới, cũng không nhất định là hắn. Có thể là Thánh Kinh tổ chức tìm tới. Nhưng vô luận như thế nào cũng không biết hắn suy xét có phải là Diệp Quân Lâm thời điểm. Cái trụ sở này bại lộ, Richard không có bất kỳ ý tưởng gì, liền nghĩ chạy. Rút, mau bỏ đi đi. Richard ra lệnh một tiếng, hắn mang theo đám người từ lối đi bí mật thoát đi. Đồng thời Richard đem tình huống phản ứng cho chư thần phòng thí nghiệm các nơi. Hắn còn chuẩn bị tốt lắm hạn cứu viện nút bấm. Một khi tình huống không đúng, trực tiếp đè xuống, thỉnh cầu chư thần phòng thí nghiệm cực hạn cứu viện. Muốn chạy sao, Richard? Thanh âm lại truyền tới. Sau một khắc, Diệp Quân Lâm một chân đạp xuống. Đại địa nhất thời chia năm xẻ bảy, toàn bộ sụp đổ ra. Lộ ra thành dưới đất bộ dáng. Nguyên lai tòa này căn cứ phía dưới toàn bộ bị móc sạch. Phía dưới có 4 thông 8 đạo con đường, có thể đi hướng chiến ưng quốc bất kỳ địa phương nào. Cũng là tòa này căn cứ bí ẩn chỗ. Bọn hắn hết thảy vận chuyển đều có thể dưới đất tiến hành, căn bản không cách nào phát hiện. Thế nhưng là bây giờ tại Diệp Quân Lâm một chân chi uy dưới, đại địa hoàn toàn sụp đổ, phía dưới thành dưới đất hoàn toàn hiển lộ ra. Quả thực để người nhìn mà than thở. Không cách nào tưởng tượng như thế lớn một vùng, phía dưới vậy mà có động thiên khác. Cái này cần tiêu tốn bao nhiêu tài lực vật lực khả năng chế tạo ra tới. Đây chính là chư thần phòng thí nghiệm đáng sợ. Diệp Quân Lâm liếc mắt khóa chặt ngay tại thoát đi Richard bọn người. Oanh! Hắn hóa thành một luồng sấm sét truy kích, đồng thời lại là đấm ra một quyền. Quét về phía Richard mấy trăm người. Răng rắc, chấm. Một quyền này xuống dưới. Thành dưới đất kiến trúc trực tiếp gặp phải phá hủy, trực tiếp bị san bằng. Richard bọn hắn chạy trốn bước chân cũng mạnh mẽ bị buộc ngừng. Ngươi đến cùng là ai? Richard hỏi. Ngươi nghe không hiểu thanh âm của ta sao? Diệp Quân Lâm cười cười. Giả thần giả quỷ, ngươi căn bản không phải Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm chết sớm. Richard tự nhiên không tin. Bắt lấy hắn. Richard ra lệnh một tiếng, 4 tên thuần năng lượng thể lập tức thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Cứ việc thuần năng lượng thể bị thiên sách phủ nữ tổ tông một bàn tay đập không có. Nhưng toàn thế giới có mấy cái nữ tổ tông cấp bậc này. Trước mắt hiển lộ ra liền nàng một cái. Bởi vậy thuần năng lượng thể vẫn như cũ là kinh khủng chiến lực. Những người khác vẫn là không cách nào nghĩ đến biện pháp giải quyết. Dù sao ngươi không có nữ tổ tông thực lực kia a. Tứ đại thuần năng lượng thể tất cả đều là liều mạng đấu pháp, bởi vì bọn hắn tự mình biết bất tử bất diệt.
đối phương căn bản giết không chết bọn hắn. Cho nên bọn hắn căn bản cũng không cần phòng thủ. Một mực liều mạng là được. Dù sao đánh không chết. Oanh, 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 chấm. Nhưng Diệp Quân Lâm nháy mắt bốn ngón tay điểm ra, lấy siêu việt cực hạn nhanh lên một chút tại bốn người trên thân. Giờ khắc này, bốn người chỉ cảm thấy ý thức mạnh mẽ bị bộ thân thể này bên trong mạnh mẽ rút ra ngoài. Đau đớn. Bọn hắn vậy mà cảm nhận được đau đớn. Nói không nên lời nơi nào đau nhức, nhưng lại cảm giác nơi nào đều đau nhức. Bọn hắn không có thân thể, chỉ có ý thức. Bởi vậy xuất hiện loại đau này ở nơi nào không biết lại khắp nơi đều đau cảm giác. Bọn hắn kỳ thật cái này cùng 3 tháng trước Lý Tùng Khuê bọn người đồng dạng tình huống. Xuy, xuy, chấm. Đáng sợ nhất chính là mỗi người tim có cái tiểu hắc động xuất hiện, chung quanh còn lượn lờ lên hỏa diễm. Đây là vừa mới Diệp Quân Lâm một đầu ngón tay điểm ra đến. Mỗi người đều có một cái lỗ nhỏ. Mọi người nhìn hỏa diễm thiêu đốt lỗ nhỏ, đột nhiên có dự cảm không tốt. Oanh, chấm, nháy mắt, cái lỗ nhỏ này nổ tung. Tứ đại thuần năng lượng thể trực tiếp bị nổ tung, sụp đổ, trực tiếp biến mất. Đáng sợ năng lượng bị nháy mắt đánh nát. Tứ đại thuần năng lượng thể bị đánh giết trong chớp mắt. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Richard mắt trợn tròn. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này cái này cái này. Ai có thể tiếp nhận? Đây cũng quá đáng sợ đi. Cái thứ hai thiên sách phủ nữ tổ tông ra tới rồi. Vậy mà đánh giết trong chớp mắt tứ đại thuần năng lượng thể. Cái này ai có thể tưởng tượng. Lại còn có người có thể làm được cùng thiên sách phủ nữ tổ tông đồng dạng sự tình. Nháy mắt miểu sát thuần năng lượng thể. Cái này khiến chư thần phòng thí nghiệm tất cả mọi người sắp điên. Cái này cái này cái này. Trời muốn sập a. Diệp Quân Lâm nhếch miệng lên. Kỳ thật hắn miểu sát thuần năng lượng thể còn cùng thiên sách phủ nữ tổ tông không giống. Vị kia là thật quá mẹ hắn mạnh. Cường đại đến không nhìn hết thảy. Ta quản ngươi là ai, trực tiếp một bàn tay đập không. Về phần Diệp Quân Lâm vì sao có thể miểu sát thuần năng lượng thể. Kia là hắn bế quan thành quả. Hắn đem một môn môn cấm kỵ chi thuật, cải tạo dung hợp sáng tạo cái mới thành mình đồ vật. Diệp Quân Lâm vừa mới thi triển đi ra chính là một môn chỉ pháp cấm kỵ thuật. Coi trọng chính là đem tất cả lực lượng tụ tập ở một điểm bộc phát. Nháy mắt tạo thành đáng sợ nhất lực phá hoại. Hủy diệt hết thảy. Dù là mạnh như thuần năng lượng thể cũng vô pháp gánh vác. Diệp Quân Lâm cải tạo thành thứ thuộc về chính mình, gần như có so sánh cấm kỵ thuật uy lực. Duy nhất đại giới chính là sử dụng một chiêu này tiêu hao rất lớn. Cái này môn cấm kỵ chi thuật một khi sử dụng một lần, phải cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, mới có thể sử dụng lần thứ hai. Nó là nháy mắt đem toàn thân kinh lực tụ tập ở một điểm bộc phát, bởi vậy tiêu hao quá lớn. Dù là Diệp Quân Lâm có chút cải tiến, nhưng cũng không thể sử dụng quá nhiều. Dù sao tiêu hao hết lực lượng không thể nháy mắt bù lại. Cái này, Richard bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Diệp Quân Lâm hôm nay là quyết tâm muốn giết Richard. Oanh, hắn nháy mắt xuất hiện tại Richard trước mặt. Đem mọi người giật nảy mình. Richard nháy mắt khởi động chiến giáp. Những người khác cũng liền bận bịu nghĩ ngăn trở Diệp Quân Lâm. Oanh! Oanh! Chấm! Diệp Quân Lâm đáng sợ từng quyền đánh vào ngăn cản người trên thân. Từng cái nổ tung. Nếu là thuần năng lượng thể ngăn cản, Diệp Quân Lâm lập tức nên dùng chính hắn phiên bản cấm kỹ thuật chỉ pháp. Cái này đến cái khác thuần năng lượng thể nổ tung. Tại Diệp Quân Lâm trước mặt, căn bản không đáng chú ý, không cách nào ngăn cản. Hiện tại Richard rất là ảo não một sự kiện, vì cái gì không sớm một chút một lòng chế tạo một cái đến gần vô hạn hứa chính kiệt thuần năng lượng thể. Mà không phải loại này đại lượng sản xuất ra một đống lớn thấp phối bản, kết quả là để người miểu sát. Ngăn cản. Richard những cái này thủ hạ từng cái ăn mê hồn dược đồng dạng, thể sống chết muốn ngăn cản Diệp Quân Lâm. Dù là đánh bạc tính mạng cũng sẽ không tiếc. Nhưng bọn hắn gặp quá cường đại Diệp Quân Lâm. Một cái tiếp một cái đổ xuống. Chấm. Máu me tung tóe, thi cốt bay tứ tung. Rất nhiều người cũng đều là hóa thành một đoàn học xương mù nổ tung. Thuần năng lượng thể cũng đều là sụp đổ, toàn bộ tiêu tán. Thê thảm. Người càng ngày càng ít. Diệp Quân Lâm khoảng cách Richard là càng ngày càng gần. Richard là càng ngày càng bối rối, một mực đang thỉnh cầu chi viện. Đáng tiếc trăm cây số phạm vi bên trong tất cả mọi người bị Diệp Quân Lâm giải quyết hết. Không trung chi viện phi hành khí toàn bộ đến,
nhưng bị quấy rầy rồi, lên không đến bất luận cái gì hiệu quả. Lý Thành Mẫn an bài hacker một mực đang quấy nhiễu. Nhanh lên A, đội tiếp viện ngũ nhất định phải áo nhanh lên A. Richard đều muốn khẩn trương đến suốt mồ hôi. Người trước mắt thật sự là càng ngày càng ít. Hắn đã không muốn biết đây là ai. Hắn chỉ muốn còn sống. Chấm. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Máu tươi còn tại chảy xuôi. Người một cái tiếp một cái đổ xuống. Oanh. Cái cuối cùng thuần năng lượng thể bị Diệp Quân Lâm một chỉ đánh trúng, tại chỗ biến mất. Richard bên người còn lại mười mấy người đều dọa sợ. Bao quát Lý Thế Cơ bọn hắn. Ngao, chạy. Bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ chạy. Bọn hắn vứt xuống Richard toàn bộ chạy. Những người này đến thời khắc mấu chốt cũng không ngốc. Diệp Quân Lâm không để ý đến bọn hắn. Hắn muốn giết là Richard. Richard vội vàng đè xuống cực hạn cứu viện nút bấm. Hắn sinh tử liền dựa vào bọn hắn. Ha ha, sao người sao? Ta xem ai có thể cứu ngươi. Đối Richard Diệp Quân Lâm là tất sát. Thiên Vương lão tử đến cũng ngăn không được. Tại Richard sử dụng cực hạn cứu viện đặc quyền về sau, giải ở chung quanh trăm cây số, bên ngoài 8 cái căn cứ. Có sâu trong núi lớn, có dưới mặt đất, có trong biển. 8 cái căn cứ phát xạ hệ thống đồng thời phát xạ, giả mạo đáng sợ khí diễm, nháy mắt hóa thành 8 đạo vệt sáng bắn về phía chân trời. Cái này phát xạ động tính cùng uy lực không thua gì hỏa tiễn. Nhưng ai có thể nghĩ tới phát xạ vậy mà là 8 người. Chẳng qua bọn hắn trên thân trang bị lấy hàng không vũ trụ động lực động cơ, trọn vẹn 4 cái hàng không vũ trụ cấp bậc động cơ. Trên người bọn họ đặc chất chiến giáp càng là so hàng không vũ trụ vật liệu còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc. Bởi vậy có thể tiếp nhận tàu con thoi động lực động cơ, không phải vừa khởi động, tuyệt đối sẽ bị ép thành bụi phấn. Lại một cái cần người thể chất siêu cấp mạnh, cũng phải có thể tiếp nhận cái này động cơ khởi động. Không phải vẻn vẹn một cái chấn động, sợ là huyết nhục văng tung tóe. Đây đều là chư thần phòng thí nghiệm cực hạn cứu viện chiến đội. Có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành cứu viện. 8 người phát xạ về sau, lấy hỏa tiễn phát xạ tốc độ bay trì. Cơ hồ là nháy mắt đến Richard bên người. Cái này vẻn vẹn 8 người khởi động một cái động cơ tình huống dưới. Liền có thể nháy mắt đến. Đương nhiên cũng là khoảng cách tương đối gần nguyên nhân. Tốc độ quá nhanh ngược lại không tốt. Oanh! Oanh! Chấm! 8 người sau lưng động cơ trang bị bốc lên lam sắc hỏa diễm, bắn ra không thể địch nổi khí lưu, chung quanh cuồng phong bừa bãi tàn phá, sóng khí cuồn cuộn. Oanh! Chấm! Bọn hắn khởi động động cơ, nhao nhao oanh sát hướng Diệp Quân Lâm. Cực hạn cứu viện chiến đội mục đích không phải vì đánh giết, mà là cứu viện. Bọn hắn vẻn vẹn nghĩ bước lui Diệp Quân Lâm về sau, mang Richard rời đi. Về phần Diệp Quân Lâm làm sao bây giờ, không phải bọn hắn hẳn là suy xét sự tình. 8 người sau lưng động cơ trang bị điên cuồng bắn ra phun ra, mang cho bọn hắn nhất cực hạn lực lượng cùng tốc độ. Đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Cút! Diệp Quân Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Bá đạo đấm ra một quyền, một đạo lực lượng vô hình ầm ầm bao trùm ra ngoài. Phanh phanh phanh! Vậy mà đem 8 người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi. 8 người đều kinh ngạc đến ngây người. Còn có người có thể tiếp nhận hàng không vũ trụ cấp bậc động cơ khởi động lực lượng. Tại mở ra một cái động cơ, 8 người cấp tốc câu thông, lại mở ra một cái động cơ trang bị. Ong ong ong, 2 cái động cơ trang bị khởi động về sau, trên bầu trời phát ra như sấm rền tiếng vang, đại địa vẫn là lắc lư, đầy trời cát bụi bay múa. Ầm ầm. Chấm. 8 người so với vừa rồi tốc độ cùng lực lượng trực tiếp gấp bội. Bọn hắn dự đoán là trực tiếp đem Diệp Quân Lâm đánh xuyên qua thấu. Oanh! Nhưng nghênh đón bọn hắn vẫn như cũ là một quyền. Diệp Quân Lâm vô địch một quyền lần nữa đem mọi người đánh bay ra ngoài. Đáng sợ! Kinh hãi! Trước mắt cái này còn là người sao? Vậy mà có thể tiếp nhận xong trọng hàng không động cơ khởi động lực lượng. Mở ra cái thứ ba động cơ trang bị. Trên người bọn họ đặc thù chiến giáp bắt đầu run rẩy. Thân thể của bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Oanh! Nhưng kết quả vẫn như cũ đồng dạng, đối mặt cái này nam nhân, căn bản vô dụng. Hắn một quyền vẫn như cũ đánh tan tam trọng động cơ lực lượng đáng sợ. Mở ra cái thứ tư động cơ trang bị. 8 người liền cùng như bị điên. Trên thực tế, trên người bọn họ trang bị nhiều nhất chỉ mở ra 3 cái. Bởi vì mở ra 3 cái động cơ, bọn hắn đủ để miểu sát bất luận kẻ nào.
căn bản không cần đến cái thứ tư. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Quân Lâm quá mạnh, nhất định phải mở ra cái thứ tư. Cái thứ tư bọn hắn chỉ là tại thí nghiệm giai đoạn vận dụng qua, trong thực chiến còn không có. Không biết có thể hay không tiếp nhận. Cái thứ tư động cơ mở ra, tứ đại động cơ cùng một chỗ phát lực. Trực tiếp đem dưới chân đại địa vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, không trung nổ ra từng đạo sấm sét nổ vang. Thân thể bọn họ cảm giác muốn nổ tung, chiến giáp cũng tùy thời muốn sụp đổ. Bọn hắn điên, muốn cùng Diệp Quân Lâm liều mạng. Bốn cái động cơ là bọn hắn có thể khởi động nhiều nhất. Cũng là bọn hắn cường đại nhất. Cộc cộc cộc. Trên bầu trời truyền đến dày đặc tiếng nổ tung, đại địa vẫn là lắc lư, thậm chí chia năm xẻ bảy. Phía sau khí lãng càng là một đạo tiếp lấy một đạo. Giết! Tám người mượn nhờ bốn cái động cơ khởi động, nháy mắt thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Tám người, tám cái phương hướng. Không nói khác, vẻn vẹn cái này khởi động lực lượng, là có thể đem người ép thành thịt vụn. Chỉ là điểm trung tâm Diệp Quân Lâm nhếch miệng lên một nụ cười. Khoảng thời gian này bế quan, đối với hắn dẫn dắt quá lớn. Mà lại tại Tam Hưng tập đoàn trong vòng 3 tháng, hắn cũng không có nhàn rỗi. Vẫn còn tiếp tục, sư phụ dạy cho trụ cột của hắn công pháp, chính là truy cầu lực lượng cùng tốc độ cực hạn. Cho nên hắn có thể càng ngày càng mạnh. Chỉ dựa vào cái môn này cơ sở nhất công pháp, liền có thể hoành hành. Nhất là lần bế quan này nghiên cứu như thế nào đối phó thuần năng lượng thể, để hắn có cái cảm ngộ mới cùng đề cao. Đối với lực lượng cùng tốc độ giờ khắc này truy cầu, nâng cao một bước. Hắn thậm chí còn phối hợp đa trọng kình đạo cùng căn cứ vào một điểm bộc phát vân vân. Oanh! Oanh! Chấm! Tại tám người hủy diệt tính tình thế đến trước, Diệp Quân Lâm nháy mắt oanh ra hơn ngàn quyền nện ở tám người trên thân. Rõ ràng lấy tốc độ cực hạn vào tới tám người lại đột nhiên ngừng lại, thân thể ngừng ở giữa không trung. Oanh! 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 Chấm! Từng đạo bạo tạc tiếng oanh minh vang lên, phía sau bọn họ hàng không vũ trụ động cơ trang bị bắt đầu bốc khói. Phanh phanh phanh, răng rắc, lập tức, liền liên tiếp nổ tung. Hàng không vũ trụ động cơ trang bị phá hủy, mang cho bọn hắn hủy diệt tính đả kích. Bọn hắn triệt để muốn bại. Răng rắc, chấm. Đáng sợ chính là bọn hắn trên người chiến giáp cũng một cái tiếp một cái sụp đổ ra. Căn bản ngăn không được cái này uy lực. Đa trọng kình đạo. Vừa mới Diệp Quân Lâm phía sau nắm đấm bên trong đều ẩn chứa đa trọng kình nói, giờ phút này nổ tung. Phốc, chấm. Cuối cùng là tám người này, bọn hắn đáng sợ thể chất là chư thần phòng thí nghiệm từ toàn các nơi trên thế giới tỉ mỉ chọn lựa ra. Nhưng bây giờ toàn bộ xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết rách. Cuối cùng tám người toàn bộ nổ tung, hóa thành từng đám huyết phụ tiêu tán. Nóng hổi máu tươi tung tóe Richard một thân. Mặc dù hắn mặc chiến giáp, nhưng cùng không có mặc căn bản không có gì khác biệt. Trước mắt bọn gia hỏa này trên người trang bị đều sụp đổ. Hắn cái này cùng giấy đồng dạng. Richard triệt để mắt trợn tròn. Chưa từng có một khắc như vậy tuyệt vọng qua. Tất cả át chủ bài, tất cả biện pháp đều dùng. Liền cuối cùng cực hạn cứu viện đặc quyền đều dùng. Vẫn là ngăn không được. Chỉ có chờ chết rồi. Chư thần phòng thí nghiệm mặc dù tiếp vào tin tức, nhưng lại thế nào nhanh cũng sẽ không đuổi tại cực hạn cứu viện trước. Người trước mắt này tùy thời đều có thể giết mình. Không kịp. Là ai? Đến cùng là ai? Ngay từ đầu hắn cảm thấy cái này người là giả mạo Diệp Quân Lâm, thậm chí khẳng định chính là Thánh Kinh tổ chức. Nhưng bây giờ không xác định. Càng ngày càng cảm thấy cái này người quen thuộc. Hắn kia cố tất sát ý chí của mình, Richard có thể cảm giác được. Bất luận ngươi là ai, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, lập tức rời đi, ta tha cho ngươi một cái mạng. Richard cố gắng bình phục cảm xúc, muốn kéo dài thời gian. Diệp Quân Lâm cười. Richard người thật thế nhưng là lão hồ ly, muốn kéo dài thời gian. Ha ha, vậy ngươi dám giết ta sao? Ngươi xác định có thể giết được ta sao? Ngươi xác định giết ta về sau hậu quả ngươi có thể gánh chịu nổi? Biết giết chết chư thần phòng thí nghiệm một hạch tâm cao tầng đại giới là cái gì sao? Biết trong tay của ta nắm trong tay bài tẩy gì sao? Richard cố giả bộ trấn định. Diệp Quân Lâm vui, từng bước một đi hướng hắn. Vậy ta hôm nay liền giết cho ngươi xem một chút, ta có thể hay không gánh chịu hậu quả này. Diệp Quân Lâm đôi mắt biến đỏ, toàn thân sát khí tăng vọt. Đối với Richard hắn chịu đựng cực kỳ lâu. Hôm nay, nhất định phải giết. Richard gặp lại. Oanh!
Diệp Quân Lâm một quyền đánh tới, Richard trên người chiến giáp trực tiếp sụp đổ. Phốc, Richard thân thể càng là xuất hiện vô số đầu vết máu tới. Richard nhìn xem thân thể xuất hiện biến hóa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Richard sớm muốn giết ngươi. Diệp Quân Lâm nhìn xem thân thể của hắn tràn đầy vỡ ra. Khoảng cách gần dưới, Richard thấy rõ ràng Diệp Quân Lâm khuôn mặt. Lần này, hắn tin tưởng là Diệp Quân Lâm. Ngươi, là ngươi, ngươi sao có thể còn sống? Không có khả năng, làm sao có thể? Hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi. Chấm. Richard cùng như bị điên. Mọi chuyện hắn đều nghĩ rõ ràng. Về sau hết thảy đều là Diệp Quân Lâm làm. Nhưng hắn làm sao còn sống? Chuyện này so hắn chết còn muốn đáng sợ. Ta còn sống. Nghĩ đấu thắng ta, kiếp sau đi. Diệp Quân Lâm vừa dứt lời, Richard thân thể trực tiếp nổ tung lên. Richard chết. Thân thể của hắn hoàn toàn nổ tung, hóa thành xương máu, không có chút nào còn sống khả năng. Cái này chư thần phòng thí nghiệm mạnh nhất người phát ngôn, đã từng kém chút hủy diệt đại hạ tồn tại, hôm nay bị chém giết. Hô! Diệp Quân Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu tử này rốt cục chết rồi. Giết chết Richard về sau, Diệp Quân Lâm cấp tốc rời đi. Chư thần phòng thí nghiệm đại quân đến về sau, đầy rẫy đều là phế tích. Chấm. Diệp Quân Lâm tuyệt không rời đi chiến ưng quốc, hắn xoay người đi địa phương khác, đi giết chết cái khác người phát ngôn. Trong vòng một đêm, Diệp Quân Lâm liên tục giết chết 13 cái chư thần phòng thí nghiệm người phát ngôn, cũng phá hủy 10 cái chư thần phòng thí nghiệm căn cứ. Toàn bộ chiến ưng quốc loạn, chư thần phòng thí nghiệm khắp nơi đều đang đuổi Diệp Quân Lâm. Thế nhưng là vô luận như thế nào đều không đuổi kịp. Hắn hành tung bất định, giết người xong liền đi. Huống hồ giết đều là người phát ngôn, không phải chư thần phòng thí nghiệm trọng điểm nhân vật. Cho nên rất khó bắt được hành tung của hắn. Diệp Quân Lâm từ chiến ưng quốc rời đi, lại liên tục diệt trừ mấy cái chiến ưng quốc bên ngoài người phát ngôn. Dựa theo danh sách, Diệp Quân Lâm cái này đến cái khác giết chết. Giết chóc vẫn còn tiếp tục. Diệp Quân Lâm muốn đem những cái này người phát ngôn một mẻ hốt gọn, từng cái giết chết. Lúc này tin tức đã truyền ra. Chư thần phòng thí nghiệm nhân vật trọng yếu Richard bị giết. Tính cả Richard căn cứ đều bị phá hủy. Thế giới chấn kinh. Richard bây giờ tại thế giới là chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Vô số quốc gia cùng thế lực ác mộng. Hắn vừa ngã xuống, các phương đều mắt trợn tròn. Richard chết tin tức tại các quốc gia phố lớn ngõ nhỏ truyền khắp. Kẻ đối địch nhao nhao bắt đầu gieo hò. Richard những năm này mang cho rất nhiều nơi tai nạn. Có rất nhiều người đều nghĩ trừ chi cho thống khoái. Cũng không có biện pháp. Richard càng ngày càng mạnh, tại chư thần phòng thí nghiệm địa vị cũng là càng ngày càng cao. Hắn căn bản là không có cách giết chết. Nhất là rất nhiều người biết chư thần phòng thí nghiệm có cực hạn cứu viện đặc quyền, càng giết không chết. Richard địa vị rất cao, liền kém một bước liền có thể tiếp xúc đến chân chính hạch tâm tầng. Hiện tại hắn chết rồi, là đối chư thần phòng thí nghiệm đáng sợ đả kích nặng nề. Bởi vì đá mặt trời bị diệt đi căn cứ là làm bị thương chư thần phòng thí nghiệm nguyên khí, hiện tại Richard chết càng tổn thương nguyên khí. Những năm này chủ yếu đều là Richard thay thế chư thần phòng thí nghiệm ở bên ngoài làm việc. Hiện tại như thế một cái tướng tài đắc lực chết rồi, chư thần phòng thí nghiệm đều muốn khóc. Richard người lãnh đạo trực tiếp bọn người lôi đình tức giận. Thế tất yếu vì Richard báo thù. Đây là chư thần phòng thí nghiệm sỉ nhục a. Chấm. Diệp Quân Lâm còn tại một đường giết giết giết. Trên danh sách gần như 3/4 người đều bị giết. Diệp Quân Lâm xuất hiện tại đông đảo lân cận, đông đảo cũng có chư thần phòng thí nghiệm người phát ngôn. Ngay tại lúc này, Diệp Quân Lâm sắc mặt biến. Hắn phát giác được có người xuất hiện. Sau một khắc, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Diệp Quân Lâm hoàn toàn chính xác lợi hại. Vậy mà giết Richard. Đối phương cười nói. Lần này Diệp Quân Lâm không hiếu kỳ bọn họ là ai. Bởi vì trước đó không lâu tại Hùng Quốc đụng phải. Thánh Kinh tổ chức hắc ám thiên sứ nhóm. Này khí tức Diệp Quân Lâm quá quen thuộc. Lúc trước ngăn cản qua hắn 4 người. Còn có một người, người cầm đầu, Diệp Quân Lâm mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Minh Tà Thần. Có thể, vậy mà có thể tìm tới ta. Chư thần phòng thí nghiệm đều làm không được. Diệp Quân Lâm cười cười. Minh Tà Thần cũng cười nói, kia là bởi vì bọn họ là vào cuộc người, chúng ta là người đứng xem, góc độ không giống. Cái này cũng đúng. Cùng dưới đĩa đèn thì tối không sai biệt lắm đạo lý.
Hiện tại Diệp Quân Lâm ngông cuồng như thế, theo lý mà nói chư thần phòng thí nghiệm rất dễ dàng tìm tới. Nhưng bọn hắn là vào cuộc người, ngược lại hỗn loạn. Một mực bị Diệp Quân Lâm nắm mũi dẫn đi, Trường Kỳ Lâm vào Diệp Quân Lâm tiết tấu bên trong. Tìm tới rất khó. Ngược lại Thánh Kinh tổ chức một mực làm người đứng xem, tương đương với Thượng Đế thị giác, tìm tới rất đơn giản. Diệp Quân Lâm trực tiếp hỏi, vậy các ngươi đến tìm ta mục đích là? Minh Tà Thần vỗ tay một cái, Diệp Quân Lâm chung quanh đều xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ toàn bộ đến. Lần này Thánh Kinh tổ chức phái ra tất cả Hắc Ám Thiên Sứ, chỉ vì mang Diệp Quân Lâm trở về. Mục đích rất đơn giản, đã từng đã nói với ngươi, ngươi thông qua Thánh Kinh tổ chức tiêu chuẩn, đủ tư cách gia nhập. Chúng ta lần này tới chính là mời ngươi gia nhập. Minh Tà Thần cười nói. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ tụ hội, chính là nhất định phải đem Diệp Quân Lâm mang về. Bọn hắn có như mê tự tin. Chúng ta khuyên ngươi gia nhập Thánh Kinh tổ chức, đây là ngươi trốn không thoát, gia nhập, ngươi sẽ đạt được ngươi không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Minh Tà Thần cười cười. Diệp Quân Lâm cười cười, ta tự do quen, gia nhập các ngươi tổ chức, sẽ để cho ta không được tự nhiên. Cho nên ngươi không đáp ứng rồi. Cũng không phải, ta có một điều kiện. Minh Tà Thần sững sờ, tò mò nhìn Diệp Quân Lâm. Rất đơn giản, ta đi có thể, nhưng ta muốn làm Thánh Kinh tổ chức lão đại. Tất cả mọi người muốn nghe ta. Diệp Quân Lâm lời này mới ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Làm lão đại. Hắn tới làm Hắc Ám Thượng Đế. Nói đùa cái gì? Đám người cái này mới phản ứng được, bị Diệp Quân Lâm trêu đùa. Diệp Quân Lâm đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta có thể bắt được ngươi biện pháp rất nhiều. Minh Tà Thần tức giận đến gầm thét. Biện pháp xác thực nhiều. Thứ nhất, 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ liên thủ đem hắn mang về. Thứ hai, còn có Lý Tử Nhiễm lá bài tẩy này đâu. Chấm. Diệp Quân Lâm khinh thường nhìn xem đám người, thật sao? Tự tin như vậy. Minh Tà Thần nhìn chòng chọc vào Diệp Quân Lâm, không cần khác. Chỉ cần chúng ta cuốn lấy người đầy đủ thời gian, chư thần phòng thí nghiệm các đại cao thủ liền sẽ chạy tới nơi này. Đến lúc đó người muốn đi, khả năng sao? Những người khác cũng rối rít nói, đúng, chúng ta bây giờ cho ngươi cơ hội. Chính ngươi nhìn xem lựa chọn đi. Tới đi, các ngươi xác định có thể ngăn cản ta cho đến lúc đó. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Kia thử nhìn một chút, đồng loạt ra tay. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ liên thủ xuất kích. Đây là Thánh Kinh tổ chức từ trước tới nay lần thứ nhất, 18 người liên thủ xuất kích. Dù sao Hắc Ám Thượng Đế mệnh lệnh liền một cái, không từ thủ đoạn đem Diệp Quân Lâm mang về. 18 người vừa ra tay chính là long trời lở đất. Một bên khác, chư thần trong phòng thí nghiệm, Richard người lãnh đạo trực tiếp tiếp vào tin tức, giết chết Richard người ngay tại đông đảo lân cận. Bây giờ bị người ngăn lại. Xuất phát, Richard người lãnh đạo trực tiếp liên hợp chơi bài bài vị kia, còn có số lớn chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm cao thủ cưỡi phi hành khí tiến về. Những cái này hạch tâm cao thủ là Richard khi còn sống cũng không thể điều động. Hiện tại toàn bộ một mạch toàn bộ đi theo tiến về. Richard nói trắng ra, căn bản không tính phòng thí nghiệm thành viên. Thật coi chúng ta là có thể tùy tiện trêu chọc. Richard người lãnh đạo trực tiếp rất là phẫn nộ. Hắn muốn để thế nhân biết chư thần phòng thí nghiệm thật đến. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ vừa ra tay rung động đến cực điểm. Vậy mà trong lúc nhất thời gắt gao cuốn lấy Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm một quyền đập tới, bọn hắn chẳng những sẽ không hóa thành mưa máu nổ tung, vậy mà mảy may không có việc gì. Bọn hắn thể chất đặc thù để Diệp Quân Lâm đều là sững sờ. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ bên trong có đã từng mấy lớn tà thần. Tại cái này 18 người bên trong bọn hắn xem như cuối cùng, nhưng thể chất của bọn hắn có thể xưng nghịch thiên. So trước đó gặp qua chư thần phòng thí nghiệm cao thủ đều mạnh hơn. Căn bản không đả thương được. Hả? Kỳ quái. Liên Diệp Quân Lâm đều đang trầm tư chuyện gì xảy ra. Những người này có gì đó quái lạ. Chẳng qua bây giờ không phải Diệp Quân Lâm suy nghĩ thời gian. Hắn phải tranh thủ thời gian giải quyết hết thảy trước mắt rời đi. Không phải chư thần phòng thí nghiệm hạch tâm cao thủ đến, hắn đi liền khó khăn. Thậm chí còn đi không được. Chấm. Diệp Quân Lâm lập tức tăng lớn thế công, Minh Tà Thần bọn người nhìn ra. Đừng để hắn rời đi, hắn muốn chạy. 18 lớn Hắc Ám Thiên Sứ cùng một chỗ phát lực. Nhìn như mỗi người đều là cá thể, nhưng trong mơ hồ đều có liên hệ,
18 người lại là một cái chỉnh thể. Gắt gao vây khốn Diệp Quân Lâm. Không để hắn thoát đi. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm bị khốn trụ, Minh Tà Thần cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm nghĩ được chưa? Không dùng bao lâu thời gian, chư thần phòng thí nghiệm người liền sẽ đuổi tới. Khi đó ngươi thật liền chạy không xong. Hiện tại thế nào, ngươi còn muốn lựa chọn cùng chúng ta đối kháng sao? Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, bị bọn hắn cuốn lấy, đợi đến chư thần phòng thí nghiệm cao thủ đi vào. Thứ hai, đáp ứng gia nhập Thánh Kinh tổ chức, cùng bọn hắn đi. Diệp Quân Lâm vui, chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản ta. Vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Ong ong ong, bên cạnh hắn truyền đến đáng sợ run giọng. 18 lớn hắc ám thiên sứ trong lòng không khỏi giật mình. Cảm nhận được chưa từng có uy hiếp. Cút, Diệp Quân Lâm một tiếng hô lên. Toàn thân khí kình bộc phát. Ầm ầm, một tiếng oanh bạo thanh âm, thiên địa ảm đạm phai mờ, phảng phất chìm đắm vào tận thế. Đáng sợ mây hình nấm nổ tung. Sơn Hà động rung động. Mặt biển vài trăm mét cao sóng bay lên mà lên. Cách đó không xa đại sơn liên tiếp oanh động, nổ tung. Đáng sợ uy lực đem 18 lớn hắc ám thiên sứ mạnh mẽ bức lui. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối bất luận cái gì kỹ xảo liên hợp đều là vô dụng. Minh Tà Thần 18 người đôi mắt bên trong có ngượng nghịu chấn kinh. Đây cũng quá mạnh. Diệp Quân Lâm đang bức lui 18 người về sau, lập tức rời đi. Hắn không nghĩ lấy một lần tính xử lý 18 người. Cái này 18 người quỷ dị rất mạnh. Hiện tại chỉ có rời đi trước. Không thể để cho hắn rời đi. Minh Tà Thần hô lớn. Đây là nhiệm vụ của bọn hắn. Nhất định phải hoàn thành. Diệp Quân Lâm tuyệt đối không thể trốn đi. 18 người điên cũng giống như truy kích Diệp Quân Lâm. Thế nhưng là cao thủ so chiêu chỉ ở một cái chớp mắt, vừa mới Diệp Quân Lâm bước lui bọn hắn, liền thu hoạch được chạy trốn khe hở. Bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Đáng chết. Đám người tức giận không thôi. Nhưng vẫn là đuổi không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm rời đi. Theo không kịp. Diệp Quân Lâm cũng cho là mình thoát ra được. Oanh. Thế nhưng là đối mặt đánh tới một đạo đáng sợ khí lưu. Oanh. Diệp Quân Lâm một quyền đánh nát. Cả người lảo đảo lui lại mấy bước. Thật mạnh. Hắn không chỉ có bị ngăn lại, còn bị ngăn cản. 18 lớn hắc ám thiên sứ cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Có người ra tay, còn ngăn cản Diệp Quân Lâm. Đây là ai? Nhất định là chư thần phòng thí nghiệm cường giả. Thế nhưng là cái này cũng tới quá nhanh. So với bọn hắn dự tính nhanh rất nhiều. Lần này không chỉ có Diệp Quân Lâm không có né ra, liền bọn hắn cũng không có. Lần này hoàn toàn bại lộ tại chư thần phòng thí nghiệm trước mắt. Muốn đi sao? Không có khả năng. Một đạo khàn khàn kiệt ngạo tiếng cười truyền đến. Một cái chơi lấy thằng hề bài poker người xuất hiện. Cả người cũng là thằng hề trang phục. Nhìn như buồn cười, kỳ thực mọi người cảm nhận được một loại khủng bố. Vừa mới một kích bước lui Diệp Quân Lâm, liền đã tưởng tượng đến cường đại cỡ nào. Hắn tại chư thần trong phòng thí nghiệm có cái xưng hào, thằng hề đại đế. Hắn là cùng Richard người lãnh đạo trực tiếp một cái cấp bậc. Có thể tại chư thần phòng thí nghiệm đặt chân hạch tâm tầng, hắn dựa vào là thực lực. Chư thần phòng thí nghiệm phi hành khí đã nhanh như sấm sét. Nhưng thằng hề đại đế trước một bước lại tới đây, ngăn lại Diệp Quân Lâm. Khí tức nguy hiểm. Trên người hắn tán phát khí tức nguy hiểm để 18 lớn hắc ám thiên sứ toàn bộ sắc mặt đại biến. Diệp Quân Lâm sắc mặt đều biến. Người này rất nguy hiểm. Bởi vì ngươi không cảm giác được hắn bất luận cái gì tồn tại, huyết dịch, khí tức những cái này hết thảy đều không có. Chẳng qua rất mạnh đối thủ. Diệp Quân Lâm thích, oanh, đột nhiên thằng hề đại đế khởi động, đại địa chấn chiến, chân trời oanh đáng. Nhưng người khác nháy mắt biến mất trong hình. Liền tàn ảnh đều bắt giữ không đến. Thằng hề đại đế nháy mắt xuất hiện tại Diệp Quân Lâm trước mặt, nóng dực khí tức tựa như muốn đem Diệp Quân Lâm thiêu đốt đồng dạng. Ba, một tiếng vang giòn, thiên địa thất sắc. Thằng hề đại đế vồ một cái về phía Diệp Quân Lâm cuống họng. Nháy mắt Diệp Quân Lâm cảm nhận được bàng bạc như núi lực lượng đè xuống. Thân thể của hắn bị mạnh mẽ ép cong. Tựa như thằng hề đại đế muốn đem hắn đặt tại khắp mặt đất đồng dạng. Diệp Quân Lâm vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn, muốn tránh thoát. Nhưng bị thằng hề đại đế đè ép lui lại, nháy mắt vạch ra mấy trăm mét. Dưới chân xuất hiện từng đạo sâu đạt mấy thước vết rách.
lui lại vẫn còn tiếp tục. Thằng Hề Đại Đế vừa ra tay chính là long trời lở đất. Diệp Quân Lâm lại bị đè ép. Đây là khó mà tin nổi sự tình. Bởi vì cho tới nay, Diệp Quân Lâm đối chư thần phòng thí nghiệm các đại cao thủ đều là nghiền ép giống như đồ sát. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? 18 lớn hắc ám thiên sứ lẫn nhau nhìn xem. Minh Tà Thần âm thanh lạnh lùng nói, hắc ám thượng đế cho nhiệm vụ của chúng ta là đem hắn mang về. Cùng một chỗ giúp hắn. 18 đại hắc ám thượng đế lập tức hướng thằng Hề Đại Đế ra tay. Diệp Quân Lâm cùng thằng Hề Đại Đế đều chú ý tới 18 hắc ám thiên sứ động tác. Cút, ta không cần các ngươi trợ giúp. Diệp Quân Lâm một tiếng quát lớn. Trên thân lần nữa bộc phát ra không thể địch nổi lực lượng. Một mạch động sơn hà. Chính là vừa rồi Diệp Quân Lâm đẩy lui 18 lớn hắc ám thiên sứ một chiêu kia. Cũng là Diệp Quân Lâm dùng một môn cấm kỵ chi thuật sáng tạo cái mới thành chiêu số của mình. Giờ phút này bị hắn lần nữa dùng ra. Sức mạnh đáng sợ mạnh mẽ đem thằng Hề Đại Đế đẩy ra. Chấn kinh. Thằng Hề Đại Đế đôi mắt bên trong cũng đều là tan không ra chấn kinh. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ bị Diệp Quân Lâm chấn khai. Kỳ thật đôi bên đều rất khiếp sợ. Diệp Quân Lâm cũng là lần đầu tiên gặp được thằng Hề Đại Đế đối thủ như vậy, sẽ để cho hắn như thế khó xử. Tuyệt đối đệ nhất nhân. Kẻ ngăn ta chết. Thằng Hề Đại Đế nhìn 18 lớn hắc ám thiên sứ cảnh cáo một tiếng. Nháy mắt thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Oanh! Thằng Hề Đại Đế oanh ra một quyền, không duyên cớ không có gì lạ, nhưng vừa ra tay là kinh động thiên địa. Diệp Quân Lâm cũng đồng dạng oanh ra một quyền. Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Thật sự là hai ngôi sao va chạm. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một loại không gian mất cân bằng cảm giác. Phảng phất dưới chân bản khối mạnh mẽ phát sinh dịch chuyển. Nước biển càng là sôi trào, cùng đun sôi đồng dạng. Cái này đông đảo lân cận rất lớn hòn đảo lại muốn chìm xuống. Hai người một quyền chịu uy khủng bố như vậy. Tất cả mọi người muốn kinh ngạc đến ngây người. Đều không nghĩ tới lẫn nhau sẽ mạnh như vậy. Bọn hắn vậy mà đến đối oanh tình trạng. Lúc này chúng ta nhất định phải ra tay, không phải chúng ta ai cũng đi không được. Minh Tà Thần đề nghị. Nhưng vào lúc này, chư thần phòng thí nghiệm đại quân đến. Từng cái siêu cấp phi hành khí đi vào. Richard người lãnh đạo trực tiếp dẫn đầu đội ngũ đến. Đem nơi này bao vây nghiêm mật. Lần này đến xấu nhất tình huống, chư thần phòng thí nghiệm đều đến. Diệp Quân Lâm sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Trừ phi giết ra ngoài. Nhưng hắn lần này đối mặt đối thủ, là cao hơn Richard hệ liệt chỉ ít một cái cấp bậc. Chỉ là thằng Hề Đại Đế liền có thể cảm giác được. Lần này lại tới một cái cùng thằng Hề Đại Đế một cái cấp bậc. Càng đáng sợ, mà lại không biết bọn hắn mang cao thủ gì tới. Lần này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn. Một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Từ một khung phi hành khí bên trên bước ra một người, hắn vừa cất bước, vậy mà từ mấy trăm mét không trung một bước đạp đến Diệp Quân Lâm trước mặt. Hắn không nhìn hết thảy, như dẫm trên đất bằng. Chấn kinh toàn trường. Đây chính là Richard người lãnh đạo trực tiếp. Hắn mặc đồ tây, ưu nhã nhưng không mất uy vũ. Khí tức nguy hiểm tràn ngập, toàn trường trong lòng người lại là siết chặt. Không thua gì thằng Hề Đại Đế một vị tồn tại. Sau đó không lâu, lại một vị một thân náo nhiệt quần áo nữ nhân tới, trên người nàng tản mát ra tà ác khí tức quỷ dị. Nhìn thấy nàng, luôn cảm thấy sẽ sợ hãi cùng run rẩy. Lại là một vị so sánh thằng Hề Đại Đế tồn tại. Để đám người lần nữa cảm nhận được áp lực. Mấy giây sau, đột nhiên cách đó không xa hải vực lật lên cơn sóng gió động trời. Vọt lên mấy trăm mét cao, một cơn lốc xoáy xuất hiện. Phía trên càng là có cái chấm đen, mọi người sau khi thấy rõ, phát hiện kia là một người. Hắn phóng lên tận trời, thả người nhảy lên, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lại là một vị. Cái này tứ đại cường giả cùng nhau đi vào, bên ngoài cũng đều là chư thần phòng thí nghiệm số 1 số 2 cường giả. Thánh Kinh tổ chức 18 lớn hắc ám thiên sứ. Nhìn thấy Minh Tà Thần bọn hắn, Richard người lãnh đạo trực tiếp một hơi hô lên thân phận của bọn hắn. Richard dự đoán không sai, đối thủ của chúng ta xem ra đích thật là Thánh Kinh tổ chức. Cái kia tà ác nữ nhân một mực chắc chắn. Richard người lãnh đạo trực tiếp lại lắc đầu, không. Phía trước 18 lớn hắc ám thiên sứ cùng hắn giao thủ. Tựa hồ là muốn đem hắn mang đi. Chơi lấy bài poker thằng Hề cũng cười lạnh nói, không sai.
bọn hắn không phải cùng một bọn hắn muốn mang hắn đi. Vậy liền trên cơ bản phán định, địch nhân của chúng ta là hắn. Chỉ là cùng thánh kinh tổ chức có quan hệ. Bắt lấy hắn chẳng phải sẽ biết. Từ trong biển nhảy ra vị nào trực tiếp động thủ. Oanh! Một quyền nện như điên tới. Diệp Quân Lâm vội vàng cũng là đấm ra một quyền. Ầm! Song phương nắm đấm đụng một cái sờ, thiên địa va chạm mạnh, khắp nơi đều muốn vỡ vụn. Đôi bên đều không nhúc nhích. Mạnh! 18 lớn hắc ám thiên sứ hai mặt nhìn nhau, đều đang nghĩ làm sao bây giờ. Lúc này bọn hắn tiếp vào một cái mệnh lệnh. Rút! 18 hắc ám thiên sứ lập tức thoát đi, tự yếu kém nhất một cái phương hướng giết ra ngoài. Làm sao bây giờ? Richard người lãnh đạo trực tiếp phất phất tay, để bọn hắn đi. Mục tiêu của chúng ta là hắn. Dù sao bọn hắn cũng biết là 18 lớn hắc ám thiên sứ. Tạm thời chư thần phòng thí nghiệm vẫn là không nên cùng thánh kinh tổ chức giao chiến. Còn không bằng bỏ mặc bọn hắn rời đi. 18 lớn hắc ám thiên sứ rời đi về sau, giữa sân chỉ còn lại Diệp Quân Lâm lẻ loi trơ trọi một người. Hắn muốn một mình đối mặt chư thần phòng thí nghiệm. Cái này sẽ thành Diệp Quân Lâm lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Vừa mới chém giết Richard, không nghĩ tới cao hơn một cái cấp bậc toàn bộ đến. Muốn trách thì trách thánh kinh tổ chức bọn gia hỏa này. Không phải cuốn lấy mình. Hiện tại còn có thể làm sao? Chiến tử cũng phải chiến. Nên dùng đều muốn dùng đến. Thậm chí sư phụ giáo cấm kỵ của hắn thuật đều muốn dùng. Đều thời khắc thế này, phải không thèm đếm xỉa làm đi. Liền chỉ là bốn người này, sâu không lường được, Diệp Quân Lâm căn bản nắm chắc không ra sức chiến đấu của bọn họ. Giết ra ngoài. Diệp Quân Lâm cuồng hống một tiếng, chủ động tiến công. Oanh! Hắn truy cứu cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Một quyền này dường như liền đại địa đều toàn bộ nhấc lên. Trò mèo. Richard người lãnh đạo trực tiếp cười lạnh một tiếng. Hắn trên cánh tay hiện ra từng cái đáng sợ hình xăm vậy mà trở nên đỏ như máu, tại tỏa sáng. Một cỗ tĩnh mịch khí tức kinh khủng dâng lên mà ra. Ầm. Hắn nhẹ nhõm ngăn lại Diệp Quân Lâm một quyền này, đem cái này bằng bạc cự lực hóa giải. Oanh. Hắn lại khó mà tin nổi oanh ra một quyền. Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm cảm giác mình linh hồn đều bị đánh bay. Phảng phất cỗ thân thể này căn bản không thuộc về Diệp Quân Lâm. Hắn ý thức bị đánh hụt đồng dạng. Hắn quá mạnh đi. Richard người lãnh đạo trực tiếp cũng không phải giống như hắn, dựa vào âm mưu quỷ kế ăn cơm. Hắn là thuần thực lực. Hắn tại chư thần phòng thí nghiệm ngoại hiệu gọi Lucifer. Kia là phương Tây truyền thuyết bên trong đọa lạc thiên sứ. Tại chư thần phòng thí nghiệm có thể ngoại hiệu gọi cái này tồn tại, nghĩ cũng có thể nghĩ ra đến hắn được nhiều mạnh. A, à, trong bốn người nữ tính cũng là rung động ra tay, nàng một cuống họng kêu đi ra, tựa như địa ngục chỗ sâu đáng sợ thanh âm. Bén nhọn tà ác khủng bố. Tựa như muốn đem người ở sâu trong nội tâm yếu kém nhất một mặt đánh nát. Nàng trên hai tay vậy mà xuất hiện đáng sợ hỏa diễm, ngọn lửa này rất là quỷ dị kỳ quái, nương theo lấy quỷ khóc sói gào thanh âm. Phảng phất muốn xé rách hết thảy. Nàng này tại chư thần ở ngoài phòng thí nghiệm gào to địa ngục ma nữ. Nàng có thể trưởng khống đáng sợ địa ngục chi hỏa, có thể đốt cháy hết thảy. Lúc trước Lucifer cho Richard nói qua ngươi có thể yên tâm chế tạo thuần năng lượng thể, không cần lo lắng không cách nào khống chế thuần năng lượng thể. Bọn hắn có năng lực diệt trừ thuần năng lượng thể. Trong đó một cái biện pháp chính là địa ngục ma nữ. Nàng địa ngục chi hỏa trực tiếp có thể đem thuần năng lượng thể thiêu đốt hầu như không còn. Căn bản gánh không được. Đủ thấy nàng nhiều khủng bố. Địa ngục ma nữ bàn tay địa ngục chi hỏa thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Xa xa Diệp Quân Lâm liền đã cảm nhận được bức người hỏa diễm, liền linh hồn đều bị thiêu đốt đồng dạng. Vừa mới hắn mới bị Lucifer một chiêu đánh tới linh hồn bay ra ngoài. Hiện tại địa ngục ma nữ địa ngục hỏa diễm lại tới. Nháy mắt phiến khu vực này đều bị địa ngục hỏa diễm bao phủ nơi này. Liền đại địa đều bị đốt cháy, nháy mắt biến thành màu đen, xuyên qua đến mấy mét. Toàn bộ đều là màu đen. Địa ngục hỏa diễm có thể đốt cháy vạn vật, bất kỳ cái gì đồ vật cũng đỡ không nổi. Địa ngục hỏa diễm vừa ra tới, thiên địa tựa như bao phủ trong địa ngục. Hết thảy sinh vật đều muốn trải qua hỏa diễm thiêu đốt. Chấm. Diệp Quân Lâm bởi vì Lucifer một chiêu, căn bản không cách nào né tránh, trực tiếp bị địa ngục hỏa diễm bao phủ. Hắn chỉ có thể trực diện địa ngục hỏa diễm. Oanh!
nháy mắt địa ngục hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của hắn khí lưu, đem hắn bao trùm. Phốc! Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm cảm thấy đại não ý thức trống không, thân thể dường như tại một chút xíu vỡ vụn hòa tan. Đau đớn đánh tới. Loại kia đau đớn không cách nào lời nói. Quả thực đau đến cốt tủy, đau đến linh hồn. Cái này địa ngục liệt diễm phảng phất đang thiêu đốt Diệp Quân Lâm linh hồn, thể xác đã sớm hòa tan. Loại này đau đớn Diệp Quân Lâm trước đó trải qua một lần. Chính là sư phụ vì hắn tái tạo võ mạch thời điểm, kia thật là đau chết đi sống lại. Diệp Quân Lâm biết khi đó sư phụ không chỉ là vì hắn tái tạo võ mạch, đây là triệt để vì hắn cải tạo thân thể. Từ trong ra ngoài hoàn toàn thay đổi. Cho nên mới sẽ đau đớn như vậy. Hiện tại Diệp Quân Lâm lần nữa cảm nhận được loại thống khổ này. Nếu như không phải Lucifer một chiêu kia, Diệp Quân Lâm có thể tránh thoát địa ngục ma nữ liệt diễm. Thế nhưng là không có. Hắn bị địa ngục ma nữ tà ác hỏa diễm bao trùm. Lúc này, Diệp Quân Lâm thân thể quanh mình khí kình tung hoành, gắt gao đem hắn bảo vệ, muốn đem địa ngục hỏa diễm ngăn lại. Địa ngục hỏa diễm tại một chút xíu lột ra hắn phòng thủ, tại một chút xíu đốt cháy thôn phệ thân thể của hắn. Muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Địa ngục ma nữ phát ra đáng sợ tiếng gào thét, nàng tại gia tăng hỏa diễm công kích. Chấm. Thấy thế, tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Diệp Quân Lâm chính là ván đã đóng thuyền thịt. Ta giúp ma nữ một cái. Thằng hề đại đế phát ra khặc khặc tiếng cười, hắn tiện tay hất lên, trong tay thằng hề bài poker bay ra ngoài. Giờ khắc này, thằng hề bài poker hóa thành không thể phá vỡ vũ khí, có thể mở ra hết thảy. Xoẹt! Diệp Quân Lâm trước người khí kình phòng ngự bị thằng hề bài poker mạnh mẽ xé mở. Căn bản ngăn không được. Oanh! Lần này địa ngục hỏa diễm thật nhào vào Diệp Quân Lâm trên thân thể. A! À, Diệp Quân Lâm phát ra tan nát cõi lòng gào thét tới. Phốc! Diệp Quân Lâm lập tức hộc máu. Thằng hề đại đế bài poker là bất luận cái gì đều không phòng được lợi khí. Ma nữ địa ngục hỏa diễm là bất luận cái gì đều có thể đốt cháy liệt diễm. Hai cái này phối hợp lại cùng nhau, quả thực chính là vô địch. Tiểu ma nữ trên hai tay ma diễm trực tiếp xuyên vào Diệp Quân Lâm thân thể, điên cuồng đốt cháy ngũ tạng lục phủ của hắn. Muốn đem hắn từ trong tới ngoài đốt cháy. A! À, Diệp Quân Lâm phát ra tiếng gào thét. Kia là tan nát cõi lòng. Có thể so với lúc trước sư phụ cho hắn tái tạo võ mạch cải tạo thân thể đau khổ. Ha ha ha! Địa ngục ma nữ cùng thằng hề đại đế nhao nhao lộ ra điên cuồng nụ cười. Chỉ cần địa ngục hỏa diễm tiến vào Diệp Quân Lâm thân thể, hắn đem không có bất kỳ cái gì đường sống. Từ trong ra ngoài sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ. Tất cả mọi người biết Diệp Quân Lâm muốn hết rồi. Chạy đi 18 lớn hắc ám thiên sứ tuyệt không đi xa, bọn hắn ở phía xa nhìn xem. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm xong, trên mặt mọi người lộ ra tiếc hận thần sắc. Nếu như Diệp Quân Lâm đáp ứng ban đầu bọn hắn, hiện tại chuyện này liền sẽ không phát sinh. Lần này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không chạy mất. Chúng ta nếu không cứu hắn. Có người hỏi. Không được, hắc ám thượng đế nói, không cần cứu hắn. Đây là mệnh lệnh, tất cả mọi người án binh bất động. Minh tà thần nói. Bọn hắn đều hiểu. Diệp Quân Lâm cái này sóng hoàn toàn bại lộ cho chư thần phòng thí nghiệm, đối thánh kinh tổ chức mà nói không có giá trị. Không cần thiết vì cứu Diệp Quân Lâm, cùng chư thần phòng thí nghiệm đại náo lên. Những người khác cũng đều biết nơi này phát sinh sự tình. Dù sao Diệp Quân Lâm giết Richard về sau, náo ra đến động tĩnh quá lớn. Hắn tại đông đảo hải vực tin tức hiện tại sớm truyền ra ngoài. Mọi người mặc dù không biết giết Richard chính là ai, đều muốn biết. Cho nên rất nhiều người ánh mắt tụ hội nơi này. Nhất là Côn Luân công nghiệp áo vải sát thần cùng Thanh Long bọn hắn. Làm Richard bị giết cái này động tĩnh náo ra đến về sau. Kỳ Lân lập tức gọi thẳng, lão đại đến rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, lão đại làm lớn động tác. Chấm. Sau đó bọn hắn một mực chú ý Diệp Quân Lâm động tĩnh. Biết Diệp Quân Lâm ở đây bị ngăn trở về sau, Thanh Long bọn hắn rất gấp. Cũng không có biện pháp. Không có Diệp Quân Lâm mệnh lệnh, bọn hắn không dám tiến về. Dù là đến cũng là cũng vô dụng. Căn bản không giúp được Diệp Quân Lâm, ngược lại sẽ thêm phiền. Bọn hắn ở bên ngoài nhìn xem. Khi biết được Diệp Quân Lâm thân chúng ma diễm muốn chết thời điểm, bọn hắn đều muốn hù chết. Không được, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đi cứu lão đại. Dù là chết cũng muốn đi. Thanh Long,
Kỳ Lân bọn hắn không để ý áo vải sát thần ngăn cản, nói cái gì cũng muốn đi. Bọn hắn thà chết, cũng phải cùng Diệp Quân Lâm chết cùng một chỗ. Những phe khác cũng phản ứng khác nhau. Tinh quốc Tam Hưng tập đoàn Lý Thành Mẫn bỗng nhiên dẫn người hướng đông đảo hải vực chạy đến. Những người này là Tam Hưng tập đoàn được vinh dự ma quỷ đám kia thiếu nam thiếu nữ. Đại hạ thiên sách phủ cũng có động tác. Muốn hay không chi viện? Rất nhiều người đang thương thảo vấn đề này. Mặc dù bọn hắn không biết người này là ai, thế nhưng là hắn cuối cùng là giết Richard. Chi viện. Rất nhanh thiên sách phủ bên trong truyền ra mệnh lệnh như vậy. Mấy đại thần tướng tự mình xuất động, tiến về đông đảo hải vực. Đây là thiên cơ các lần đầu can thiệp thiên sách phủ sự vụ. Thật là xưa nay chưa thấy đầu một lần. Mặc dù thiên cơ các là tại thiên sách phủ bên trong, thế nhưng là đôi bên không can thiệp chuyện của nhau. Mà lại cũng chỉ có thiên sách phủ xin giúp đỡ thiên cơ các thời điểm. Thiên cơ các nhưng lại chưa từng có chủ động can thiệp thiên sách phủ sự vụ, chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lần này vậy mà là thiên cơ các đại lão chủ động mệnh lệnh mấy đại thần tướng đi cứu viện. Cái này sau khi tin tức truyền ra, thiên sách phủ bên trong chấn động. Đây là làm sao rồi? Đầu tiên là nữ tổ tông xuất chiến. Bây giờ lại liền thiên cơ các đều can thiệp sự vụ, còn phát ra mệnh lệnh. Chưa từng có cục diện. Chấm. A. À, địa ngục diễm hỏa đốt cháy Diệp Quân Lâm. Đám người tàn nhẫn nhìn xem một màn này. Đắc tội chư thần phòng thí nghiệm. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, đều phải chết. Lucifer cười lạnh. Thằng hề đại đế cùng một cái khác từ trong biển nhảy ra đều vị nào cũng đều lộ ra nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ bị ma nữ hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Hôm nay cho dù là thượng đế đều cứu không được hắn. Bọn hắn cũng biết có người tới cứu hắn, thế nhưng là không kịp. Căn bản không có cơ hội. Hoàn toàn chính xác. Tới cứu Diệp Quân Lâm người xác thực không ít. Liên hỏa vân tà thần đều đến. Thế nhưng là đều muộn. Căn bản không có người tới kịp cứu hắn. Cũng liền ở chung quanh 18 lớn hắc ám thiên sứ có chút cơ hội. Chấm. Nhìn xem đau khổ Diệp Quân Lâm, địa ngục ma nữ phát ra tà ác tiếng cười tới. Thế nhưng là một lúc sau, địa ngục ma nữ nụ cười không có. Sắc mặt gần như cứng đờ. Không có việc gì. Không có khả năng a. Bị nàng địa ngục hỏa diễm nhập thể, đã sớm đốt cháy liền bột phấn đều không thừa. Khoa trương điểm nói, liền linh hồn đều cho đốt không có. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm vì sao không có việc gì? Thân thể liền một chút xíu vết rách đều không có. Đây không có khả năng. Nàng địa ngục liệt diễm cái gì thể chất đều có thể đốt nứt, liền thuần năng lượng thể đều có thể thiêu đốt hầu như không còn. Kết quả Diệp Quân Lâm một chút việc đều không có. Không chỉ có bên ngoài không có việc gì, mà lại nội tại cũng căn bản không có việc gì. Chỉ là đau khổ, lại không đả thương được chút nào. Nhìn thấy ma nữ biểu lộ, Lucifer, thằng hề đại đế những người này cũng một cái tiếp một cái biến sắc. Cái này tình huống như thế nào? Đối với hắn vô dụng sao? A, à, Diệp Quân Lâm gào thét càng kinh khủng, thanh âm kia tựa như xé rách thương khung đồng dạng. Hắn đau khổ đến cực hạn. Oanh! Diệp Quân Lâm trên thân bộc phát ra khí thế không thể địch nổi, đem địa ngục ma nữ đánh bay ra ngoài. Diệp Quân Lâm so trước đó khí thế càng tăng lên. Như là Phượng Hoàng Niết Bàn. Trên người hắn chính là khí tức hủy diệt. Hấp thu. Hắn vậy mà hoàn toàn đem địa ngục hỏa diễm hấp thu. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Địa ngục ma diễm không những không có làm bị thương hắn, còn bị hắn hấp thu. Rất rõ ràng Diệp Quân Lâm khí tức càng kinh khủng. So trước đó mạnh hơn. Đây cũng là Diệp Quân Lâm không nghĩ tới. Vốn cho là hắn muốn chết rồi. Bởi vì loại kia đau đớn chính là cảm giác tử vong. Hắn cảm nhận được thân thể muốn bị đốt cháy hòa tan. Thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ đến thể chất khủng bố như vậy, vậy mà đem những cái này địa ngục hỏa diễm hoàn toàn cho hấp thu. Những cái này địa ngục hỏa diễm dường như còn rèn luyện hắn gân mạch thân thể. Để thể chất của hắn nâng cao một bước. Diệp Quân Lâm là cái ý chí lực siêu cường người, đương nhiên cũng phải thua thiệt sư phụ ban ân, để hắn có được kinh người như thế thể chất. Ha ha! Diệp Quân Lâm nhìn xem đám người cười lạnh một tiếng. Địa ngục ma nữ mắt trợn tròn. Nàng danh xưng có thể đốt cháy vạn vật hỏa diễm đối Diệp Quân Lâm vô dụng. Địa ngục ma nữ không cam tâm, nàng tiếp tục sử dụng hỏa diễm đến đốt cháy Diệp Quân Lâm. Thế nhưng là địa ngục hỏa diễm đối Diệp Quân Lâm là càng ngày càng vô dụng.
Ngay từ đầu Diệp Quân Lâm sẽ đau khổ hấp thu, dần dần Diệp Quân Lâm đều rất tự nhiên hấp thu. Cái này hỏa diễm triệt để đối Diệp Quân Lâm không có hiệu quả. Địa ngục ma nữ cũng một bàn tay bị hắn tránh bay ra ngoài. Chẳng qua Diệp Quân Lâm nguy hiểm vẫn một mực ở. Ma nữ hỏa diễm không được, thế nhưng là Lucifer, thằng hề đại đế những người này đều tại. Diệp Quân Lâm nguy hiểm tuyệt không giải trừ. Oanh! Một vị khác danh xưng hải ma ra hỏa. Hai chân dẫm mạnh. Cách đó không xa hải vực vẫn là lăn lộn, xuất hiện từng đạo vòng xoáy. Tựa hồ là đem đất đai này địa thế khống chế lại. Hắn là lấy điều khiển đại hải tới áp chế phiến khu vực này, sinh ra ảnh hưởng. Diệp Quân Lâm lập tức liền cảm nhận được lực lượng nhận chế ước. Cùng từ trường trang bị đồng dạng. Đồng thời, Lucifer trên người quỷ dị hình xăm bắt đầu lóe ra, hiện ra xung huyết trạng thái. Xuy, cực hạn lực lượng lấy bá đạo phương thức bảy biện ra đi. Tốc độ cực nhanh, góc độ quỷ dị. Một tiếng vang trầm. Diệp Quân Lâm tựa như thân thể bị đánh ra từng đạo tàn ảnh. Khóe miệng càng là có máu tươi tràn ra. Lucifer quá mạnh. Trên người hắn quỷ dị hình xăm chỉ cần xung huyết, liền mang cho hắn cực hạn lực lượng. Nên ta, thằng hề đại đế cũng phải ra tay. Diệp Quân Lâm tại bị hải ma dùng đại hải khống chế thế chế ước về sau, Lucifer ra tay đả thương hắn. Hiện tại liền thằng hề đại đế cũng ra tay. Đây là chư thần phòng thí nghiệm không cách nào tưởng tượng. Chưa từng có dự đoán qua ba vị này, không, xác thực nói là bốn vị này sẽ đồng loạt ra tay. Chưa từng có sự tình. Cứ việc một chọi một, đều có thể sinh ra áp chế. Nhưng bây giờ lôi kéo thời gian quá dài. Bọn hắn đều muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên ba vị này cùng một chỗ liên thủ xuất kích. Oanh! Thằng hề đại đế khởi động, phát ra vượt qua tốc độ âm thanh động tĩnh. Hắn xuất hiện đang lùi lại Diệp Quân Lâm sau lưng, một quyền đập nện ở trên người hắn. Phốc! Diệp Quân Lâm miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Hắn rốt cục lãnh hội đến chư thần phòng thí nghiệm mạnh bao nhiêu. So Richard cao hơn một cấp khác là dạng gì? Chẳng qua hắn sẽ không ngã xuống. Diệp Quân Lâm mạnh mẽ ổn định thân hình, không đợi ba người phản ứng, lập tức công sát hướng hải ma. Cứ việc bị áp chế, nhưng Diệp Quân Lâm vẫn là ra sức oanh ra một quyền. 3. Một quyền này hàm ẩn đa trọng kình nói, tại hải ma trong thân thể nổ tung. Hải ma chịu ảnh hưởng, không cách nào tiếp tục điều khiển đại hải đối Diệp Quân Lâm tiến hành áp chế. Trong chớp nhoáng này, Diệp Quân Lâm liền cùng giải phóng đồng dạng. 3-3. Hắn hai ngón tay phân biệt điểm tại trái phải đánh tới thằng hề đại đế cùng Lucifer trên thân. Đây là cấm kỹ thuật cải tạo đến chỉ pháp. Cũng là Diệp Quân Lâm diệt trừ thuần năng lượng thể mấu chốt. Tất cả lực lượng căn cứ vào một điểm bộc phát. Trong lúc nhất thời thằng hề đại đế cùng Lucifer vội vàng hóa giải. Cái này dường như uy hiếp được bọn hắn. Đáng ghét. Chính là thừa dịp tích tắc này, Diệp Quân Lâm thẳng hướng đối với hắn không có uy hiếp địa ngục ma nữ. Địa ngục ma nữ hoảng. Vội vàng điều khiển địa ngục hỏa diễm ngăn cản Diệp Quân Lâm. Nhưng vô dụng. Diệp Quân Lâm một quyền đánh phía nàng. Phốc. Địa ngục ma nữ bay tứ tung ra ngoài, mặc dù không chết, nhưng thân thể tổn hại trình độ khá là nghiêm trọng. Tất cả mọi người sắc mặt biến. Vậy mà làm bị thương. Cái này sao có thể? Một mình hắn làm sao lại làm bị thương thần? Vì sao gọi chư thần phòng thí nghiệm? Bởi vì bên trong chính là chư thần. Đương nhiên đây là xưng hào thôi, bọn hắn tự xưng là thần. Kỳ thật chính là người thôi. Chẳng qua bọn hắn tương đối cường đại, cảm thấy bọn hắn có thể trưởng khống hết thảy, áp đảo phàm nhân phía trên, mới xưng là chư thần phòng thí nghiệm. Địa ngục ma nữ loại này cấp bậc, còn chưa từng có bị từng làm bị thương. Cho nên hiện tại địa ngục ma nữ bị làm bị thương, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Cảm thấy Diệp Quân Lâm loại người này căn bản không có tư cách làm bị thương nàng, căn bản không xứng. Đây chính là tại mạnh mẽ quật chư thần phòng thí nghiệm mặt. Không thể nhịn. Giết hắn. Đều bị Diệp Quân Lâm bức bách đến loại này khó chịu tình trạng, Lucifer, thằng hề đại đế bọn hắn đều muốn điên. Tuyệt đối không cho Diệp Quân Lâm bất cứ cơ hội nào. Lucifer trên thân càng nhiều hình xăm bắt đầu xung huyết tỏa sáng, hắn khí tức trên thân cũng càng ngày càng dày đặc khủng bố. Thằng hề đại đế vung ra từng chương thằng hề bài poker, hóa thành không thể phá vỡ lợi khí thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Về phần hải ma hắn vậy mà điều khiển nước biển,
đem nước biển trọng lượng chuyển hóa thành mình lực lượng đánh tới hướng Diệp Quân Lâm. Nước biển vô cùng vô tận, hắn lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Chấm. Phốc. Ba người liên thủ về sau, Diệp Quân Lâm rất rõ ràng phí sức. Miệng bên trong, trong lỗ mũi, trong mắt đều đang bốc lên máu. Ba người này căn bản chính là cao hơn hắn một cái cấp bậc. Hắn cảm giác được mình bị hoàn toàn áp chế. Tử vong chính thức nhích lại gần mình. Phốc. Chấm. Mạnh như hắn tại ba người liên hợp dưới, cũng là liên tục bại lui. Lập tức sẽ chết. Diệp Quân Lâm dùng hết cấm kỹ thuật sáng tạo cái mới chiêu số, thế nhưng là cuối cùng không phải cấm kỹ thuật, mà lại hắn nghiên cứu thời gian tương đối ngắn. Đối phó thuần năng lượng thể những cái này có thể, nhưng đối phó cao hơn một cái cấp bậc, rõ ràng không được. Tất cả đều dùng. Vẫn như cũ không được. Không được. Ta không thể chết. Cấm kỹ thuật. Sư phụ xin lỗi, phải dùng. Đánh đến lúc này, Diệp Quân Lâm đã không cố kỵ gì. Chỉ muốn một việc, sống sót. Chân chính cấm kỹ thuật muốn vận dụng. Oanh! Đột nhiên Diệp Quân Lâm khí tức trên thân biến đổi. Trên mặt vậy mà hiện ra từng đạo màu đen hoa văn, quỷ dị khủng bố. Cả người hắn như là địa ngục sống lại tu la. Mang theo tịch diệt khí tức đi vào. Cái này môn cấm kỵ chi thuật tên là sát sinh cấm thuật. Chủ trưởng sát phạt một môn cấm thuật. Một khi bắt đầu dùng, sức chiến đấu tương lai đến một cái toàn cấp độ mới. Sẽ tạo thành hủy diệt một loại đồ sát. Cái này môn cấm kỵ chi thuật chính là lấy giết làm chủ. Gặp người liền giết. Bất cứ sinh vật nào đều không thể chạy trốn. Cứ việc sử dụng có thể vô địch, nhưng rất dễ dàng để người trầm luân, rất dễ dàng để người nhập ma. Từ đó tạo thành khát máu thị sát. Nếu như tâm trí khống chế không tốt, rất dễ dàng biến thành một cái cỗ máy giết người. Đây chính là Diệp Quân Lâm sư phụ không để hắn tùy tiện sử dụng cấm kỵ thuật một nguyên nhân khác. Bởi vì khống chế không tốt, rất dễ dàng ngược lại bị cấm kỵ thuật khống chế, biến thành ma đầu. Diệp Quân Lâm hiện tại sử dụng về sau, khí tức trên thân so Lucifer cùng địa ngục ma nữ khí tức tả còn muốn đáng sợ, còn kinh khủng hơn. Cái này khiến Lucifer ba người vậy mà cảm nhận được áp lực vô hình. Cái này khiến bọn hắn rất là chấn kinh. Rõ ràng người trước mắt rõ ràng không phải cùng bọn hắn một cái cấp độ, lại mang cho bọn hắn uy hiếp. Sát sinh cấm thuật mở ra về sau, Diệp Quân Lâm đôi mắt tinh hồng, giống như không còn là hắn. Là một cái máy giết người. Giết! Hắn trầm thấp một tiếng, mang theo hủy diệt tính sát khí xung phong. Chẳng qua hắn vẫn là giữ lại một tia lý trí. Không phải giết sạch trước mắt tất cả mọi người, mà là muốn tìm cái phương hướng giết ra ngoài. Cho nên, Diệp Quân Lâm trực tiếp thẳng hướng phòng thủ yếu kém nhất một phương. Cũng không phải là vọt thẳng Lucifer ba người đi. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Ba người lập tức truy kích. Nhìn xem vào tới Diệp Quân Lâm, chư thần phòng thí nghiệm những cao thủ bắt đầu ngăn cản. Xuy, phốc, oanh, chấm. Sử dụng cấm kỹ thuật Diệp Quân Lâm hóa thân cỗ máy giết người. Lấy tàn bạo nhất nguyên thủy nhất phương thức, xé rách trước mắt cái này đến cái khác địch nhân. Cái này môn cấm kỵ chi thuật căn bản không có cái gì phức tạp chiêu thức. Căn bản chính là nguyên thủy nhất. Hoặc là xé xác, hoặc là quyền cước đánh nát, hoặc là lột da lột gân. Liền kém hơn đi trực tiếp cắn chết đối diện. Sát sinh cấm thuật rất bộ mặt đáng sợ chính là như vậy, vì giết người dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí uống máu ăn thịt. Hoàn toàn phóng thích người sát tính. So nguyên thủy dã thú còn muốn đáng sợ. Chấm. Diệp Quân Lâm nháy mắt hóa thân thành sát nhân ma vương, không nhìn bất luận kẻ nào. Ngăn cản Diệp Quân Lâm cao thủ không có một cái kết cục tốt. Vỡ thành mảnh nhỏ, sụp đổ, tàn chân tay cụt khắp nơi đều là. Âm u tính mịch bạch cốt, ân máu đỏ tươi, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không một không tại xung kích chư thần phòng thí nghiệm các đại cao thủ nội tâm. Rung động, quá rung động, sợ hãi. Đối mặt dạng này một tôn sát nhân ma vương, ai không sợ. Lui. Ngăn cản phương vị này chư thần phòng thí nghiệm những cao thủ lại bị đánh tới rút lui. Nhao nhao chạy trốn, không dám ngăn cản Diệp Quân Lâm. Sỉ nhục. Đối chư thần phòng thí nghiệm đến nói chính là sỉ nhục. Bọn hắn sẽ bị người đánh tới trình độ này. Quá mất mặt. Lucifer ba người vội vàng ngăn cản Diệp Quân Lâm đường đi. Trên người hắn hình xăm càng nhiều, huyết hồng một mảnh, cung cấp cho đáng sợ tà ác lực lượng. Thằng hề đại đế cũng thể hiện ra cực hạn trạng thái, nguy hiểm đến để người run như cầy sấy.
hải ma còn tại hấp thu nước biển trọng lực, bọn hắn muốn một đòn giết chết. Tuyệt không thể để hôm nay trở thành chư thần phòng thí nghiệm sỉ nhục. Đây là một người. Nếu để cho hắn chạy trốn, chư thần phòng thí nghiệm sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Ba người mạnh nhất liên thủ xuất kích. Giết. Diệp Quân Lâm khởi động sát sinh cấm thuật, dùng chính là nguyên thủy nhất phương thức. Ầm vang một quyền. Tốc độ nhanh nhất, nhất cực hạn lực lượng, đáng sợ nhất sát ý. Oanh. Đôi bên giao hội. Phát ra ngột ngạt một tiếng, chân trời truyền đến ong 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 run giọng. Đại địa bắt đầu oanh động, cả hòn đảo nhỏ chia năm xẻ bảy, triệt để sụp đổ. Phốc. 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 Chấm. Lucifer ba người toàn bộ hộc máu, bay tứ tung ra ngoài. Về phần Diệp Quân Lâm thân thể cũng là thật cao quăng lên, hắn nhận càng nặng thương thế. Mặc dù hắn sử dụng cấm kỵ thuật, thế nhưng là hắn hiện tại cấp độ cùng cảnh giới còn chưa đủ lấy hoàn toàn trưởng khống, không cách nào phát huy ra cấm kỵ thuật chân chính uy lực. Cưỡng ép thôi động, rất có thể sẽ bị cấm kỵ thuật điều khiển, biến thành cỗ máy giết người, thị huyết ác ma. Bây giờ có thể đem cao hơn hắn một cái cấp độ tam đại cường giả toàn bộ đánh bay ra ngoài, đã là cực hạn. Thần tích. Những người khác có lẽ đối với Lucifer ba người không hiểu rõ. Thế nhưng là chư thần phòng thí nghiệm đều biết ba vị này là cấp bậc gì. Bọn hắn ba vị liên thủ vậy mà cùng Diệp Quân Lâm đánh cái ngang tay. Diệp Quân Lâm phải mạnh đến mức nào? Trước kia đều cho là hắn chỉ là có thể cùng Richard Chu toàn đối thủ, căn bản không cần bên trong Lucifer loại này cấp bậc ra tay. Mọi người cũng đều khinh thường. Cho rằng đối phó hắn quá rơi mặt mũi. Nhưng hôm nay ba vị liên thủ đánh ngang tay với hắn. Chư thần phòng thí nghiệm đều muốn điên. Chấm. Bị đánh bay ra ngoài Diệp Quân Lâm bản thân bị trọng thương, nhưng hắn liều mạng một hơi, nhảy vào trong biển rộng, lập tức thoát đi. Không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Truy, không thể để cho hắn chạy. Hải ma trong biển rộng ngươi chính là vương, ngươi theo đuổi hắn. Lucifer ba người lập tức liền phải đuổi tới đi. Nhưng vào lúc này, 18 lớn hắc ám thiên sứ ngăn lại bọn hắn đường đi. Trở về đi, đừng truy. Đây là vừa mới Diệp Quân Lâm mở ra sát sinh thuật, thu hoạch được một chút hy vọng sống về sau, hắc ám thượng đế cho bọn hắn ra lệnh, có thể thích hợp trợ giúp Diệp Quân Lâm ngăn cản hạ chư thần phòng thí nghiệm. Hiện tại chư thần phòng thí nghiệm đã biết bọn hắn can thiệp. Cho nên bọn hắn có thể quang minh chính đại cản. Các ngươi, Lucifer ba người sắc mặt đại biến. 18 lớn hắc ám thiên sứ bọn hắn là biết đến, thực lực rất mạnh. Nếu như động thủ, thật sự là trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Về phần Diệp Quân Lâm đã sớm chạy xa xa. Đôi bên rằng co sau một thời gian ngắn, Lucifer bất đắc dĩ hạ lệnh, rút. Chẳng qua hôm nay chúng ta thù xem như kết xuống. Sớm tối thánh kinh tổ chức sẽ bị tiêu diệt biến mất. Lucifer nhìn xem bọn hắn cảnh cáo nói. Cứ tới đi, ai sợ ai. 18 lớn hắc ám thiên sứ nhao nhao cười lớn. Nhận được mệnh lệnh về sau, chư thần phòng thí nghiệm đại quân tại rất nhanh đoạn thời gian bên trong biến mất. 18 lớn hắc ám thiên sứ cũng sau đó rút lui. Đợi đến thế lực khắp nơi chạy đến thời điểm, chỉ có chìm xuống hòn đảo cùng cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Cái khác đều không có. Nan giải đạo sống sót rồi. Thanh Long bọn hắn là vừa mừng vừa sợ. Thiên sách phủ mấy đại thần tướng đi vào về sau, để các phương tất cả giật mình. Chẳng ai ngờ rằng bọn hắn sẽ đến. Bởi vì thiên sách phủ chưa bao giờ từng rời đi đại hạ, đến chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn chỉ có tại đại hạ an nguy thời điểm mới có thể xuất hiện. Nhận được tin tức nói vị nào còn sống, bọn hắn cũng đều an tâm. Chấm. Về phần Lý Thành Mẫn thành công cùng thụ thương Diệp Quân Lâm tụ hợp. Diệp Quân Lâm biết chư thần phòng thí nghiệm sẽ không bỏ qua hắn, sẽ tìm hắn. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trốn ở Tam Hưng tập đoàn. Chấm. Rất nhanh các phương tán đi. Dù sao đều không ai. Nhưng bọn hắn rời đi sau đó không lâu, một đám lại cùng một bọn nhân vật thần bí xuất hiện. Cổ xưa chủng tộc cùng thế lực. Một mực đang tìm tấm lệnh bài kia người nắm giữ. Ngay tại vừa rồi Diệp Quân Lâm thi triển cấm kỵ thuật thời điểm, bọn hắn phát giác được khí tức quen thuộc. Một mạch toàn bộ chạy đến. Tụ cùng một chỗ, tất cả mọi người mộng. Đều là đông tây phương cổ xưa đều chủng tộc thế lực. Xuất hiện. Xuất hiện. Chính là khí tức quen thuộc. Chính là, nhất định. Chấm. Những cái này cổ xưa đám gia hỏa toàn bộ kích động. Từng cái lệ nóng doanh tròng.
thậm chí có ít người đều quỳ xuống. Không biết tại bái thứ gì. Bọn hắn tìm non nửa năm rốt cuộc tìm được. Lệnh bài còn có sát sinh cấm thuật khí thức quen thuộc. Đều là người kia. Các ngươi cũng tới rồi. Những cái này cổ xưa chủng tộc thế lực có chút là biết nhau, bọn hắn toàn bộ chào hỏi. Cái gì, liền các ngươi cũng tới rồi. Các ngươi không phải an nghỉ tại Bắc Cực sông băng chỗ sâu sao? Tiếp vào hắn tin tức, chúng ta lập tức tìm kiếm. Còn có các ngươi, không phải truyền thuyết diệt tộc sao? Các ngươi làm sao còn tại? Còn không phải là bởi vì người kia, chúng ta mới lấy còn sống sót. Các ngươi cũng tới rồi. Các ngươi cũng là... chấm. Các lớn cổ xưa chủng tộc thế lực nhóm đều muốn điên cuồng. Vậy mà đều đến. Chẳng qua bọn hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì lời của người kia, lại đến gấp 10 gấp trăm lần người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sát sinh cấm thuật, hắn đã từng sử dụng qua. Đại sát tứ phương. Vừa mới người thần bí dùng sát sinh cấm thuật cùng ba cái vượt qua hắn một cái cấp bậc cường giả mạnh mẽ bất phân thắng bại. Cha, lập tức cha cho ta vị này người thần bí đi đâu. Không nghĩ tới ngài còn để lại truyền nhân, ngài là không phải còn sống đâu. Lão nô quá muốn gặp mặt ngài một lần. Có vị đại lão quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời thở dài. Chấm. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới, sự tình xong về sau, vậy mà lại tới dạng này một nhóm người. Các thế lực lớn, ví dụ như chư thần phòng thí nghiệm, thánh kinh tổ chức những cái này đều thu xếp người quan sát. Thế nhưng là rất nhanh những cái này quan sát thám tử toàn bộ đều bị phát hiện đồng thời xóa bỏ. Một cái đều không có lưu lại. Bọn hắn sai lầm đoán chừng đám người này thực lực. Căn bản không phải bọn hắn tùy ý có thể theo dõi. Những cái này cổ xưa chủng tộc thế lực nhóm quá mạnh, bọn hắn tới chỗ này tin tức cũng đều không có truyền đi. Chấm. Không chỉ là những cái này cổ xưa chủng tộc. Thế giới các nơi đều có âm thanh vang lên. Xuất hiện, rốt cục xuất hiện. Sát sinh cấm thuật A. Ông trời của ta, muốn loạn, lần này triệt để loạn. Ha ha ha, kích động, cấm kỵ của hắn thuật xuất hiện, lần này những lão gia hỏa kia đều muốn bước đi ra. Chấm. Đại hạ thiên sách phủ thiên cơ các bên trong. Đến rồi, cuối cùng vẫn là đến rồi. Chấm. Hiển nhiên Diệp Quân Lâm sử dụng cấm kỵ thuật sau muốn dẫn xuất nhiễu loạn lớn tới. Chẳng qua lần này, tìm Diệp Quân Lâm người càng nhiều. Chư thần phòng thí nghiệm tiếp nhận quá lớn sỉ nhục cùng tổn thất, tuyệt đối sẽ điên cuồng tìm hắn. Lần này các đại cổ tộc cũng đang tìm hắn. Tìm người nhưng nhiều lắm. Diệp Quân Lâm giờ khắc này ở Lý Thành Mẫn nơi ở. Hắn vết thương chằng chịt. Cùng Lucifer Tam Đại, xác thực nói là tứ đại cao thủ liều cái ngang tay. Kỳ thật hắn nhận rất nặng thương rất nặng. Quá mạnh, đây chính là chư thần phòng thí nghiệm sao? Diệp Quân Lâm cảm thán. Chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ như vậy. Chân chính dùng ra cấm kỵ thuật đều giết không được tồn tại. Liều ra một con đường sống, còn bị thương thành bộ dạng này. Chỉ trách thánh kinh tổ chức đám người kia. Nếu không phải bọn hắn, làm sao đến mức này? Chư thần phòng thí nghiệm không cách nào tưởng tượng cường đại. Người gặp phải mấy người này đều là cổ xưa người đột biến. Trời sinh trưởng khống một chút kỳ dị lực lượng, đều không cần đi thức tỉnh, hoặc là kỳ ngộ đạt được siêu năng lực. Chân chính trưởng khống chư thần phòng thí nghiệm đám kia tồn tại, càng không biết là dạng gì tồn tại. Lý Thành Mẫn không chỉ có thở dài. Rất nhanh Lý Thành Mẫn nhận được tin tức, ta vừa mới đạt được Tam Hưng tập đoàn nhất cơ mật tư liệu biểu hiện, bốn vị này đều là cổ xưa chủng tộc, trời sinh trưởng khống hỏa diễm, trưởng khống đại hải vân vân. Hiện tại hậu thế những cái kia có thể trưởng khống nguyên tố siêu năng giả kỳ thật đều đến từ huyết mạch của bọn hắn, cũng không thuần khiết, hoặc nhiều hoặc ít truyền thừa một điểm huyết mạch liền có được siêu năng. Nhưng những người này mới thật sự là huyết thống. Diệp Quân Lâm kinh ngạc, khủng bố như vậy. Đáng sợ nhất chính là... là cái gì? Đáng sợ nhất chính là mấy người kia cũng không phải là riêng phần mình chủng tộc trước mấy đời, cũng là đằng sau mười mấy đời. Lý Thành Mẫn hoảng sợ nói. Diệp Quân Lâm minh bạch nàng ý tứ, nói cách khác bọn hắn những người này cũng không phải là cường đại nhất, hoặc là nói truyền thừa đến đằng sau đã rất nhỏ yếu rồi. Đúng, không sai, mỗi người bọn họ chủng tộc cường đại nhất hẳn là ban đầu một đời, cho nên bọn hắn bây giờ muốn tận các loại làm thí nghiệm đến thực hiện phản tổ. Lý Thành Mẫn hít vào một ngụm khí lạnh. Chư thần phòng thí nghiệm quá mạnh, chẳng qua chỉ cần ta sống, bọn hắn đừng nghĩ tốt qua. Diệp Quân Lâm sẽ không bởi vì bọn hắn cường đại liền dừng bước lại. Thương thế của ngươi quá nặng đi,
xem ra cần phải tu dưỡng một đoạn thời gian. Lý Thành Mẫn đã tại cho Diệp Quân Lâm chữa thương. Lần này ta xem như gặp rắc rối. Sử dụng cấm kỵ thuật, không biết sẽ có hậu quả gì không? Diệp Quân Lâm rất lo lắng cái này. Sư phụ như vậy cảnh cáo hắn không nên tùy tiện sử dụng, không vô đạo lý. Chẳng qua có một chút chỗ tốt, chính là lần này sử dụng về sau, Diệp Quân Lâm cũng không cần kiêng kỵ. Về sau buông ra làm. Ai chọc hắn, trực tiếp cầm cấm kỵ thuật làm liền xong việc. Không cần lại che giấu. Hắn cũng không biết các lớn cổ xưa chủng tộc đã tới. Sỉ nhục. Chư thần trong phòng thí nghiệm, Lucifer bốn người cúi đầu tại bị một người răn dậy. Cái này người Âu phục dày da, mang theo tơ vàng khung kính mắt. Muốn các ngươi có làm được cái gì? Đến bây giờ liền là ai cũng không biết a. Bốn người ngay cả thở khí cũng không dám thở. Vốn cho rằng bốn người liên thủ, cái gì đều có thể cầm xuống. Nhưng ai có thể nghĩ Diệp Quân Lâm mạnh như vậy? Đúng a. Mấu chốt bọn hắn liền là ai cũng không biết. Cho tới nay đều là Richard tại xử lý chuyện này. Bọn hắn chỉ là chạy tới thay Richard báo thù. Kia ta nói cho các người biết, hắn là ai? Âu Phục Nam gầm thét. Nghe vậy, bốn người toàn bộ nhìn sang, rất là hiếu kỳ. Diệp Quân Lâm, hắn còn sống. Cái gì, Diệp Quân Lâm, hắn? Đám người vừa muốn hoài nghi, Âu Phục Nam nổi giận nói, các người có phải hay không muốn nói không có khả năng. Nhưng Diệp Quân Lâm xác thực còn sống. Ngày đó hắn lừa gạt các người tất cả mọi người. Làm Richard xảy ra chuyện về sau, ta tự mình đi tra chuyện này, hắn còn sống. Lúc đầu mấy người toàn bộ còn đang hoài nghi chuyện này, nhưng nghe được Âu Phục Nam làm mai tự tra. Bọn hắn lập tức tin tưởng. Phảng phất người này cùng chân lý đồng dạng. Ta về sau lại tiếp thu được Richard trước khi chết ý thức tin tức, chính là Diệp Quân Lâm. Cái này nhân đạo, thật sự chính là hắn. Không nghĩ động đến hắn còn sống, còn làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Đều tại chúng ta, đối với hắn không coi trọng, đều là Richard tại đối phó. Chấm. Hiện tại ta cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Âu Phục Nam nói. Ừm. Bốn người đều là sững sờ. Cơ hội gì? Âu Phục Nam rốt cục lộ ra một nụ cười. Ta không chỉ có biết hắn là Diệp Quân Lâm, ta còn biết hắn bây giờ ở nơi nào. Cái gì? Bốn người kinh hãi. Liền cái này đều biết. Chẳng qua nghĩ lại, vị này tự mình ra tay, tra được Diệp Quân Lâm ở nơi nào, có chẳng có gì lạ. Đối với chư thần phòng thí nghiệm đến nói, cũng không phải là Diệp Quân Lâm bao nhiêu lợi hại. Mà là chân chính đại nhân vật không rảnh đi chú ý hắn, đi đối phó hắn. Nếu là chân chính đại lão ra tay, Diệp Quân Lâm sớm không có. Như vậy cũng tốt so ngươi là thần tiên trên trời, trên mặt đất có một con kiến, như thế nào phách lối như thế nào lợi hại, cũng sẽ không nhập ngươi pháp nhãn. Chớ đừng nói chi là đi tự mình ra tay. Không có khả năng. Hắn ở đâu? Lucifer nuốt nước miếng một cái. Hiện tại Diệp Quân Lâm tại Tinh Quốc Tinh Thành Tam Hưng tập đoàn địa giới, hắn cùng Tam Hưng tập đoàn Lý Thành Mẫn cùng một chỗ. Nàng đã sớm thành phản đồ. Các ngươi lập tức phụng trộm tiến về Tinh Quốc, Diệp Quân Lâm là trọng thương, nhất định phải giết chết hắn. Ta lại phái chọn người cho các ngươi, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Âu Phục Nam Tử lại phái cao thủ cho Lucifer bọn hắn. Các ngươi còn thụ thương rồi. Phế vật, một đám phế vật. Âu Phục Nam Tử mắng là mắng, nhưng cuối cùng vẫn là lấy ra mấy quản đặc chế dược tề cho Lucifer mấy người. Mấy người nhìn thấy dược tề này, đôi mắt bên trong hung hăng sáng lên, đều tại tỏa ánh sáng. Phảng phất là dược tề là cái gì chân bảo đồng dạng. Không sai. Dược tề này có thần bí năng lực khôi phục cùng đề cao năng lực. Thậm chí còn có không tưởng được hiệu quả. Richard cấp bậc này căn bản tiếp xúc không đến. Liền Lucifer bọn hắn đều sẽ không dễ dàng đạt được. Cho nên bốn người đạt được sau lập tức cảm tạ nam tử trước mắt. Bọn hắn tại uống xong dược tề về sau, thân thể ám thương cùng vừa mới thương thế vậy mà toàn bộ đều tốt. Đồng thời thực lực vậy mà cũng đều tăng lên. Cái này khiến bốn người vừa mừng vừa sợ. Richard năng lực làm việc mạnh, ta rất thích, đáng tiếc muộn một bước, không phải ta tìm người có thể cứu sống hắn. Âu Phục Nam Tử nói. T. Lucifer đám người đổ rút khí lạnh. Biết hắn nói tới ai? Nếu như không phải Richard hài cốt không còn, thật có thể cứu sống. Chư thần phòng thí nghiệm kinh khủng nhất bác sĩ. Sau đó, Lucifer bọn hắn lặng lẽ xuất phát đi Tinh Quốc, đánh một cái hồi mã thương,
làm cho tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới. Điểm này tuyệt đối không ai muốn lấy được. Chư thần phòng thí nghiệm tại chật vật như thế về sau, sẽ còn giết trở về. Lần này thật tất cả mọi người cho là bọn họ tạm thời sẽ không có bất kỳ hành động. Nhưng ai có thể nghĩ tới chư thần phòng thí nghiệm vậy mà có người biết Diệp Quân Lâm thân phận, đồng thời biết hắn ở đâu. Lucifer bọn hắn trở về. Lần này phái đi cũng không có nhiều người, nhưng mỗi cái đều là cường giả đỉnh cao. Nhất là Âu Phục Nam Tử đưa cho cao thủ của bọn hắn, Lucifer bọn hắn cũng không dám coi nhẹ. Lần này tiến công chớp nhoáng bọn hắn đều rất chờ mong. Tinh quốc tinh thành Lý Thành Mẫn nghỉ phép trong biệt thự, Diệp Quân Lâm tại an tâm dưỡng thương. Nơi này an toàn nhất. Ai cũng sẽ không tìm đến. Hắn lần này bị thương quá nặng đi. Dù là hắn có chữa thương mật pháp tăng thêm Lý Thành Mẫn tiên tiến hiện đại liệu pháp, tạm thời chỉ có thể khôi phục 5 thành. Muốn 100% khôi phục, tối thiểu cũng phải 10 ngày nửa tháng. Diệp Quân Lâm cảm thán nói, thật hung ác a, nếu không phải ta hấp thu hỏa diễm, sợ là ta hiện tại tổn thương ác hơn. Tiếp xuống chữa khỏi vết thương về sau kế hoạch của ngươi đâu? Lý Thành Mẫn hỏi, để cho mình tiếp tục mạnh lên, tận khả năng đào móc chư thần phòng thí nghiệm nội tình. Diệp Quân Lâm nói, chấm. Hắn cùng Lý Thành Mẫn nói chuyện phiếm, hoàn toàn không nghĩ tới Lucifer những cao thủ này lần nữa trở về. Tinh thành làm mười mấy thân ảnh xuất hiện ở đây thời điểm, đem báo trước một trận giết chóc đi vào. Vừa mới nhận được tin tức, Diệp Quân Lâm tại Lý Thành Mẫn nghỉ phép biệt thự. Hắn tại dưỡng thương, chẳng qua chỉ khôi phục một nửa. Hiện tại là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Tốt, hành động, phải tất yếu đem Diệp Quân Lâm bắt sống hoặc là giết chết. Lucifer nói, thằng hề đại đế chơi lấy bài poker, âm thanh lạnh lùng nói, ta chuẩn bị tại giải quyết rơi Diệp Quân Lâm về sau, thuận tay đem Tam Hưng tập đoàn thanh tẩy một lần. Những người khác nhao nhao gật đầu, có thể, Tam Hưng tập đoàn đã không tiếp thụ chúng ta thần phục. Chúng ta muốn là tuyệt đối phục tùng. Rất nhanh Lucifer 14 người xuất hiện tại Lý Thành Mẫn nghỉ phép biệt thự chung quanh. Lý Thành Mẫn cũng là chú ý cẩn thận người. Tại xung quanh thu xếp rất nhiều trạm gác ngầm cùng nhãn tuyến. Nhất là tại Diệp Quân Lâm tìm tới nàng về sau, càng là cẩn thận, nàng muốn bảo đảm an toàn. Cho nên tại khu biệt thự chung quanh tán càng nhiều người. Nhưng hôm nay Lucifer bọn người lặng lẽ chui vào. Trong mắt hắn những cái này trạm gác ngầm cùng nhãn tuyến thùng rỗng kêu to, từng cái diệt trừ. Tổng cộng 317 người toàn bộ bị giải quyết hết. Lý Thành Mẫn bên kia căn bản không có nhận đến bất cứ tin tức gì. Căn bản không có rút dây động rừng, cuối cùng chỉ còn lại biệt thự. Mặc dù Lucifer bọn hắn chỉ có 14 người, nhưng đủ để đem biệt thự bao vây, mỗi một cái góc đều thủ phải nghiêm nghiêm thật thật. Bắt đầu đi. Trong biệt thự, Diệp Quân Lâm ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng lúc này hắn cảm thấy tâm thần không yên, mí mắt trái cuồng loạn, giống như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Không tốt, muốn xảy ra chuyện. Diệp Quân Lâm dự cảm là rất chính xác. Diệp Quân Lâm lập tức đem mình dự cảm nói cho Lý Thành Mẫn. Nên không phải ta bị phát hiện đi. Diệp Quân Lâm rất cảnh giác. Lý Thành Mẫn cũng lập tức bắt đầu xem xét. Cùng hắn giải bên ngoài trạm gác ngầm nhãn tuyến liên hệ. Thế nhưng là căn bản không có người đáp lại. Một cái đều không có. Tương đương ngoại vi hệ thống phòng ngự triệt để sụp đổ. Chỉ có biệt thự phòng ngự bảo an hệ thống vẫn còn ở đó. Xảy ra chuyện, người ta an bài đều không có liên hệ, khả năng đều chết. Lý Thành Mẫn nói. Đi, ta mang ngươi rời đi trước, đi bí mật đạo. Không thể ở lâu. Lý Thành Mẫn lập tức muốn dẫn lấy Diệp Quân Lâm rời đi. Ầm ầm, răng rắc. Ngay tại lúc này, to lớn cửa sổ sát đất bị giáng đòn nặng nề, trực tiếp sụp đổ ra. Một bóng người ngăn ở trước mặt hai người. Lucifer. Diệp Quân Lâm muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Lucifer quát lớn nói. Ầm ầm. Sau một khắc, mặt khác vách tường trực tiếp bị người oanh mở. Hải ma đến. Xuy xuy xuy. Nương theo lấy từng chương tung bay thằng hề bài poker, thằng hề đại đế cùng địa ngục ma nữ xuất hiện. Oanh. Oanh. Chấm. Sau đó nếu không phải biệt thự đỉnh chót sập, chính là dưới chân có người xung kích đi vào. Còn lại 10 người toàn bộ đến đông đủ. Bọn hắn nhao nhao mặc âu phục, mang cho người ta hít thở không thông khí thế. Vây kín hoàn thành. Diệp Quân Lâm hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi căn bản là không có cách chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Biệt thự phòng ngự thủ vệ toàn bộ bị giết,
chỉ còn lại Lý Thành Mẫn hai người. Diệp Quân Lâm kinh hãi. Sắc mặt đều biến. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn không phải rời đi sao? Làm sao lại tại thời gian cực ngắn bên trong trở về? Còn có bọn hắn làm sao biết mình là Diệp Quân Lâm? Còn khẳng định như vậy. Còn có bọn hắn là làm sao biết ở đây? Cái này sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy, biết hết thảy. Nghi vấn. Rất nhiều nghi vấn. Lucifer nhìn ra Diệp Quân Lâm cùng Lý Thành Mẫn nghi vấn. Hắn cười lạnh nói, các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, vọng tưởng cùng chư thần phòng thí nghiệm đối nghịch. Các ngươi căn bản không biết mình đối mặt chính là cái gì. Diệp Quân Lâm ngươi bó tay chịu trói, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Nếu không một con đường chết. Thằng Hề Đại Đế phát ra tiếng cười. Muốn để ta đầu hàng, không có khả năng. Diệp Quân Lâm đột nhiên thẳng hướng địa ngục ma nữ. Lý Thành Mẫn cũng liền vội vàng đi theo Diệp Quân Lâm sử dụng khống chế siêu năng lực. Vọng tưởng khống chế lại Lucifer bọn người. Nhưng nàng cuối cùng đánh giá thấp những người trước mắt này. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Trò mèo. Lucifer trực tiếp không để ý Diệp Quân Lâm, thẳng hướng Lý Thành Mẫn. Địa ngục ma nữ toàn lực thi triển hỏa diễm, đến ngăn cản Diệp Quân Lâm. Lý Thành Mẫn năng lực khống chế mất đi về sau, vậy liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhìn xem đánh tới Lucifer, Lý Thành Mẫn hoàn toàn hoảng hồn. Diệp Quân Lâm chỉ có thể đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, tới cứu Lý Thành Mẫn. Oanh! Lucifer một chiêu oanh ra. Diệp Quân Lâm cũng một chiêu oanh ra. Phanh phanh phanh. Diệp Quân Lâm căn bản ngăn không được, liên tiếp lui về phía sau. Thằng Hề Đại Đế mấy người cũng gia nhập chiến đấu. Nháy mắt Diệp Quân Lâm liền ngàn cân treo sợi tóc. Mạnh lên! Diệp Quân Lâm kinh ngạc phát hiện mấy người kia không chỉ thương thế tốt lên, còn mạnh lên. Đây chính là chư thần phòng thí nghiệm chỗ thần kỳ sao. Còn lại thập đại cao thủ cũng lần lượt phát huy, đem Diệp Quân Lâm cùng Lý Thành Mẫn bước đến góc chết. Nháy mắt Diệp Quân Lâm cùng Lý Thành Mẫn đều bị thương. Diệp Quân Lâm thương thế tăng thêm. Hôm nay sợ là đi không được. Diệp Quân Lâm đều muốn cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Nếu như hắn không có tổn thương, có lẽ sẽ có một tia hy vọng. Nhưng bản thân liền là thân bị trọng thương. Căn bản ngăn không được. Đừng để hắn sống. Lucifer những người này cùng như bị điên, công kích Diệp Quân Lâm. Các ngươi muốn chết. Diệp Quân Lâm cũng bị bức gấp, cấm kỵ thuật lập tức thi triển. Thời khắc mấu chốt Diệp Quân Lâm bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng làm cho Lucifer bọn hắn giật mình. Tại lực chiến đấu mạnh hơn dưới, Diệp Quân Lâm loại này thân thể bị trọng thương, vậy mà cùng bọn hắn đánh cho có đến có hồi. Đây là khó mà tin nổi. Chẳng qua đây hết thảy đều là Diệp Quân Lâm đang giáng chống đỡ lấy. Rất nhanh Diệp Quân Lâm liền để lộ ra, hắn nhưng thật ra là nỏ mạnh hết đà. Nếu như là thấp một cấp khác đối thủ, Diệp Quân Lâm có thể bộc phát, dùng cấm kỵ thuật giết ra một đường máu. Sống sót xác suất rất lớn. Nhưng trước mắt Lucifer 14 người quá mạnh. Phía trước Diệp Quân Lâm thời điểm cực thịnh vận dụng cấm kỵ thuật, mới khó khăn lắm cùng mấy người kia liều cái ngang tay. Hiện tại bọn hắn người càng nhiều, càng mạnh. Làm sao đánh? Chẳng qua vì mạng sống, Diệp Quân Lâm nhất định phải liều. Nên dùng cấm kỵ thuật muốn toàn bộ dùng. Dù là giống sát sinh cấm thuật dạng này cấm kỵ thuật sẽ nhập ma, Diệp Quân Lâm cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể còn sống ra ngoài là được. Biến thành cỗ máy giết người cuồng ma lại có làm sao? Oanh! Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm khí thế trên người điên cuồng bá đạo tăng lên. Muốn đem thiên địa đều càn quét. Hắn chính là địa ngục vừa trở về ma thần. Đem Lucifer bọn người giật mình kêu lên. Hắn còn có thể mạnh như vậy. Cái gì quái thai a? Đây là bọn hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho hắn trốn. Lucifer nhắc nhở lấy. Lần này cần lại là thất bại, bọn hắn rất khó có mặt trở về. Nhất định phải thành công. Nhất định phải giết chết Diệp Quân Lâm. Lúc này Diệp Quân Lâm một ngụm máu đen phun ra. Cái này rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Lý Thành Mẫn cùng hắn liếc nhau, lập tức kịp phản ứng. Có người động Lý Thành Mẫn lấy ra dược vật. Những dược vật này sớm bị thay thế, Diệp Quân Lâm sau khi phục dụng, không những sẽ không đối thương thế có chút làm dịu, ngược lại tăng thêm. Hiện tại Diệp Quân Lâm một vận khí, dược vật này hiệu quả liền bay hơi ra tới. Không sai. Lý Thành Mẫn lấy ra cho Diệp Quân Lâm trị liệu dược vật sớm bị động tay chân.
Đây đều là Âu Phục nam tử an bài tốt. Có thể thấy được hắn thần thông quảng đại, tại loại này thời gian cực ngắn bên trong, vậy mà thu xếp nhiều như vậy. Không thể tưởng tượng. Chấm. Phốc. Lần này Diệp Quân Lâm cuồng thổ máu đen không ngừng, cả người liền cùng bị đâm thủng khí cầu, lập tức nhụt chí. Vừa mới hắn còn có thể liều mạng một hơi cùng đám người này đấu một trận, nhưng bây giờ không được. Thân thể của hắn yếu đến liền cấm kỹ thuật đều không dùng được. Càng không được sách cùng những cái này cường giả đỉnh cao đánh. Ha ha ha. Thấy thế, Lucifer bọn người cười. Nguyên lai đều là gượng chống lấy. Nỏ mạnh hết đà thôi. Đem hắn giết chết. Vừa mới Lucifer đã cùng Âu Phục nam tử câu thông qua, không cần đem Diệp Quân Lâm mang về. Trực tiếp giết là được. Diệp Quân Lâm càng nghĩ giết ra ngoài, nhưng thân thể hết lần này tới lần khác cùng hắn mình đối nghịch. Hắn tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Hiện tại chỉ có thể là mặc người chém giết. Hắn đều muốn tuyệt vọng. Thằng hề đại đế bài poker vung vẩy, tựa như vũ khí sắc bén thẳng hướng Diệp Quân Lâm. Không được. Lý Thành Mẫn cùng như bị điên. Một thân ảnh xuất hiện, đem bài poker một chân đánh bay. Phanh phanh phanh. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Rất nhanh kia một đám tại Tam Hưng tập đoàn được xưng ma quỷ người trẻ tuổi xuất hiện. Cứu chúng ta ra ngoài. Lý Thành Mẫn hô to. Đây là Lý Thành Mẫn lớn nhất át chủ bài. Đám người này điên cuồng thẳng hướng Lucifer bọn hắn. Đôi bên hỗn chiến với nhau. Lucifer bọn hắn bị dây dưa kéo lại. Lý Thành Mẫn thừa cơ hội mang theo Diệp Quân Lâm rời đi. Yên tâm đi, bọn hắn đầy đủ chống đỡ, chúng ta rời đi trước lại nói. Lý Thành Mẫn đối với mấy cái này thủ hạ rất tự tin. Bọn hắn có thực lực, lần lượt cứu nàng. Tốt, rời đi trước. Diệp Quân Lâm cảm thấy thân thể càng ngày càng kém, hắn vẫn là mơ mơ màng màng, thậm chí muốn hôn mê. Chỉ là hắn thật có thể rời đi sao? Lucifer bọn hắn đối mặt bọn này tạo ma kế hoạch thành công người trẻ tuổi dây dưa, bọn hắn đã phiền. Giết bọn hắn. Lucifer hừ lạnh, biết các ngươi là thế nào đến sao? Còn dám cùng chúng ta động thủ. 30 năm trước chư thần phòng thí nghiệm tạo thần kế hoạch chính là Âu Phục Nam khởi động. Tam Hưng tập đoàn tạo ma kế hoạch cũng là hắn. Tương đương với hắn là cái này hai đại kế hoạch giáo phụ, trước mắt những người tuổi trẻ này chính là hắn sáng tạo. Bây giờ lại ngăn cản đường đi của bọn họ. Đây không phải buồn cười không? Chấm. Phốc. Lucifer trên người xăm thân lấp lánh, sức mạnh đáng sợ phun trào, hắn mạnh mẽ đem trước mắt một người xé rách. Oanh! Địa ngục ma nữ địa ngục hỏa diễm đem một người thiêu đốt hầu như không còn. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng Diệp Quân Lâm đồng dạng có thể hấp thu hỏa diễm. Bọn hắn gặp được về sau, chắc chắn sẽ bị đốt cháy liền cặn bã đều không thừa nổi. Thằng hề đại đế cùng hải ma cũng dùng phương thức của mình ngược sát người trước mắt. Âu Phục Nam phái tới thập đại cao thủ cũng cùng thi triển khả năng, cái này đến cái khác xử lý đối thủ. Một phút đồng hồ. Không đến một phút. Đám người tuổi trẻ này toàn bộ bị giết. Đối đầu Lucifer những cái này biến thái, căn bản không có sức hoàn thủ. Làm Lucifer bọn người lần nữa tìm tới Lý Thành Mẫn cùng Diệp Quân Lâm thời điểm, hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Người đâu? Đám người tuổi trẻ kia đâu? Nhanh như vậy. Một phút đồng hồ đều không có ngăn cản đến a. Tốc độ có phải là có chút quá nhanh rồi. Đang tìm bọn hắn, chết. Lucifer nắm lấy một viên đầu. Ném tới Lý Thành Mẫn dưới chân. T. Hắn hít sâu một hơi. Không có so với nàng hiểu rõ hơn đám người tuổi trẻ này thực lực, thật quá mạnh. Không nói có thể đánh bại Lucifer những người này, nhưng chống đỡ cá biệt giờ không có vấn đề. Ai có thể nghĩ tới, không đến một phút đồng hồ đi, liền toàn quân bị diệt. Quá mạnh. Lucifer những người này thật quá mạnh. Diệp Quân Lâm dựa theo đại hạ thuyết pháp, người khí số đã hết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lucifer cười lạnh. Thằng hề đại đế lại nhìn về phía Lý Thành Mẫn. Yên tâm đi, kết thúc về sau, chúng ta sẽ còn huyết tẩy Tam Hưng tập đoàn. Cản bọn họ lại. Lý Thành Mẫn nghe được kinh hãi, nàng vận dụng đặc quyền, lập tức triệu tập Tam Hưng tập đoàn cao thủ đến đây ngăn cản. Nháy mắt đến hàng vạn mà tính cường giả xuất hiện. Không cần, ngăn không được bọn hắn, không muốn hy sinh vô ích. Diệp Quân Lâm hô, lấy mấy vị này năng lực, lại đến 10 vạn người cũng như thường ngăn không được. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thành Mẫn sốt ruột. Nàng cũng không muốn Diệp Quân Lâm chết.
để ta lại nghĩ một chút biện pháp. Ngồi ở chỗ đó, Diệp Quân Lâm đại não cấp tốc vận chuyển, nghĩ hết các loại biện pháp. Đem sư phụ giao cho hắn tất cả cổ thư tịch toàn bộ xem một lần. Suy nghĩ đối địch kế sách. Chấm. Tất cả không được nhúc nhích, ai cũng không thể động. Lúc này Tam Hưng tập đoàn cao tầng tiếp vào tin tức, bọn hắn nhao nhao ra mặt, đem ý đồ ngăn trở Tam Hưng tập đoàn cao thủ toàn bộ hạ lệnh ngăn cản. Đem Diệp Quân Lâm hoàn toàn bại lộ cho Lucifer bọn hắn. Xong, hôm nay thật sự là sống không nổi. Diệp Quân Lâm thở dài. Trong lúc nhất thời hắn thật khó mà nghĩ đến có cái gì cách đối phó. Lucifer mấy người quá mạnh. Rất nhiều thứ đối bọn hắn căn bản đều không dùng. Thời gian ngắn như vậy nghĩ ra ứng phó bọn hắn biện pháp, không có khả năng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lý Thành Mẫn càng là nóng nảy giống như là kiến bò trên chảo nóng. Rất nhanh Lucifer đi vào Diệp Quân Lâm trước người. Diệp Quân Lâm cùng thế giới này nói bái bai đi, ngươi chết. Lucifer muốn Diệp Quân Lâm cùng Richard đồng dạng kiểu chết, đến báo thù cho hắn. Lucifer toàn thân trên dưới hình xăm nhao nhao khởi động, đem khủng bố tà ác lực lượng hội tụ ở một thể. Hắn tụ lực một kích, muốn gọi Diệp Quân Lâm hồn phi phách tán. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì sống sót cơ hội. Diệp Quân Lâm cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu là mẫu thân, Lý Tử Nhiễm, Quân Quân thân ảnh của bọn hắn. Gặp lại, lần này ta thật không có cách nào. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm dáng vẻ, Lucifer đã lộ ra nụ cười. Diệp Quân Lâm đây là từ bỏ. Đem một người như vậy đánh tới từ bỏ, đánh tới tuyệt vọng, đối với người nào đến nói đều là có cảm giác thành công sự tình. Lucifer hắn làm được. Nhưng lại tại hắn một chiêu muốn tiêu diệt Diệp Quân Lâm thời điểm, đột nhiên, Diệp Quân Lâm mở to mắt, một mặt dữ tợn. Lucifer nụ cười không có, sắc mặt càng là cứng đờ. Không được. Chờ hắn ý thức được không ổn, đã muộn. Diệp Quân Lâm dạng này người như thế nào từ bỏ. Đời này của hắn tử sẽ không bỏ rơi. Vừa mới nghĩ mẫu thân hài tử thê tử là thật, nhưng hắn từ bỏ chống lại chờ chết là giả. Bởi vì hắn muốn tại thời khắc cuối cùng phát huy giá trị, trước khi chết sau cùng đánh cược. Hắn muốn liều mạng, muốn cùng Lucifer cùng đến chỗ chết. Đây là hắn trước khi chết duy nhất có thể làm. Diệp Quân Lâm cái này nam nhân tuyệt sẽ không đơn giản từ bỏ. Lucifer nhìn ra Diệp Quân Lâm ý đồ, nhưng đã muộn. Diệp Quân Lâm muốn liều cái mạng này đồng quy vô tận cùng hắn. Đây là cấm kỵ thuật một môn ngoan độc thuật pháp, cưỡng ép đổi mệnh một chiêu. Diệp Quân Lâm điên. Tất cả mọi người nhìn ra Diệp Quân Lâm điên cuồng, đều không thể làm gì. Oanh! Chấm! Diệp Quân Lâm đột nhiên dán tại Lucifer trên thân. Lucifer căn bản là không có cách thoát khỏi, từng chiêu nện như điên tại Diệp Quân Lâm trên thân, Diệp Quân Lâm máu tươi vẩy ra, nhưng hắn chính là không buông ra. Chấm. Diệp Quân Lâm đột nhiên thân thể nổ ra cái này đến cái khác huyết động đến, nhưng Lucifer cũng sẽ tương ứng thêm ra một cái lỗ máu tới. Lấy mạng đổi mạng. Diệp Quân Lâm chính là dùng hết cuối cùng một hơi cũng phải đem Lucifer đổi đi. Phanh phanh phanh. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mọi người cũng không kịp phản ứng. Diệp Quân Lâm cùng Lucifer đã đổ xuống. Thân thể hai người xuất hiện từng đạo huyết động. Diệp Quân Lâm khóe miệng lộ ra một nụ cười, hắn thành công. Trước khi chết đổi đi Lucifer. Giá trị. Đây là hắn cuối cùng có thể làm. Quân Lâm. Lucifer. Lý Thành Mẫn cùng thằng Hề Đại Đế bọn người nhao nhao hô. Diệp Quân Lâm ngã xuống đất sau không có tỉnh, Lucifer cũng giống như vậy. Diệp Quân Lâm liều chết thi triển đi ra cấm kỵ thuật uy lực khủng bố như vậy. Diệp Quân Lâm đã chết, Lucifer. Thằng Hề Đại Đế hướng Tây Trang Nam báo cáo tin tức. Phế vật, một đám phế vật, Diệp Quân Lâm đều như thế, còn có thể để cho hắn giết Lucifer. Các ngươi làm gì ăn? Đối diện nổi trận lôi đình. Chậm rãi, ta xem một chút Lucifer đến loại nào trình độ rồi. Hả, còn có hy vọng, tranh thủ thời gian mang Lucifer trở về, hắn có thể cứu. Diệp Quân Lâm chết. Âu Phục Nam nói. Thằng Hề Đại Đế bọn hắn mang theo Lucifer rời đi. Nhìn cũng không nhìn liếc mắt Diệp Quân bên trong bọn hắn. Tam Hưng tập đoàn đợi đến đằng sau lại xử lý. Trước cứu Lucifer. Chấm. Phế tích một mảnh. Chỉ còn lại khóc ròng ròng Lý Thành Mẫn cùng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhắm mắt lại, nhếch miệng lên. Một khắc cuối cùng, hắn là mang theo nụ cười.
nhưng hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Lucifer tại bị mang về chư thần phòng thí nghiệm về sau, Âu Phục Nam trực tiếp đem hắn giao cho chư thần phòng thí nghiệm vị nào kinh khủng nhất bác sĩ. Vị nào kiểm tra hoàn tất về sau, cười lạnh nói, đối với các ngươi đến nói, thật sự là hắn chết rồi, nhưng với ta mà nói hắn còn sống. Dù là chết rồi, ta cũng có thể cải tạo trở về. Để hắn lấy một loại khác phương thức còn sống. Đây chính là lúc trước Âu Phục Nam nói Richard nếu là thi thể tại, hắn thật có thể cứu sống. Dù là cứu sống không được, cũng sẽ để hắn lấy một loại phương thức khác còn sống. Đây chính là tự tay chế tạo tạo thần kế hoạch bác sĩ. Hắn quá khủng bố. Quá mạnh. Đây là Diệp Quân Lâm không cách nào dự báo. Liều chết giết chết Lucifer, lại bị cứu trở về. Về phần Diệp Quân Lâm, Lý Thành Mẫn vội vàng để người xem xét, xác định không có khí tức. Cùng Kim Cảng đảo lần kia giả chết khác biệt, lần này hắn là hướng về phía cùng đến chỗ chết đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 43.